vì có thể đem cửa này ma đạo thần thông phát huy, hắn quảng thu môn đồ, chính là vì chứng minh, trên cái thế giới này kết quả có người hay không có thể đem cái này thái thượng thiên ma thể tu luyện tới cao nhất cảnh giới. Nhưng mà sau đó, sự thật chứng minh, hắn ý tưởng là sai lầm, căn bản không người có thể đem thái thượng thiên ma thể luyện đến viên mãn. Hắn tọa hạ, môn đồ vô số, trong đó cũng không thiếu một ít kinh thiên động địa yêu nghiệt, có thể cầm môn ma công này luyện đến và mình sánh ngang đệ tử đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là, đem ma công luyện đến viên mãn cảnh giới. Từ đó về sau, cái này thái thượng thiên ma thể tựa hồ biến thành một cái lời nguyền vậy, hắn lại nữa để cho bất kỳ đệ tử đi tu hành môn ma công này, bởi vì hắn biết, căn bản là không làm nên chuyện gì. Cái này đại ma thay đổi mình suy nghĩ, tìm khắp thiên hạ cường giả, hy vọng đang không ngừng trong chiến đấu đột phá, lấy nâng cao cảm ngộ của mình, hy vọng mình có thể ở nguy cơ sinh tử giây phút, đem thái thượng thiên ma thể đột phá đến cao nhất cảnh giới. Cho đến có một ngày, đại ma gặp Nhâm Phi Phàm. Cái này hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ, liền liền Nhâm Phi Phàm cũng mơ hồ cảm giác được gặp mình số mệnh địch, hai người tiến hành một trận đại chiến. Trận chiến ấy, giết có thể nói là thay đổi hoàn toàn, nhật nguyệt không sáng. Chỉ là dư âm liền sụp đổ mấy mảnh tinh không. Cuối cùng, vẫn là Nhâm Phi Phàm giành được cuộc chiến đấu này, bất quá hắn vậy thắng rất khó khăn. Sau chuyện này, làm Nhâm Phi Phàm lại nhớ lại chuyện này thời điểm, vẫn sẽ cảm thấy một hồi nhiệt huyết sôi trào, đánh giá người này là mình bình sanh gặp phải mạnh nhất mấy người đối thủ một trong, hai người cũng địch vừa bạn, tinh tinh tương thích. Từ trận chiến ấy, đại ma bại bởi Nhâm Phi Phàm sau đó, cũng không có chưa gượng dậy nổi, ngược lại là rút kinh nghiệm xương máu, lại là bế quan không ra. Đang bế quan trước, hắn từng lập lời thề, cuộc đời này nếu như không thể đem thái thượng thiên ma thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới, vĩnh không xuất quan. Hôm nay, đại ma đã lánh đời nhiều năm, không có ai biết hắn kết quả hay sống trước vẫn là chết đi, cũng không người nào biết, hắn phải chăng đã đem thái thượng thiên ma thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Diệp Thần siết chặt quả đấm, thần sắc đổi được vô cùng ngưng trọng, tô tiền bối, ý ta đã quyết. Được, có khí phách, không hổ là học trò ta coi trọng nam tử. Làm Diệp Thần nói ra lời nói này thời điểm, Tô Mạch Hàn lại có một loại cảm giác, mình ngày hôm nay coi như là nặng nhận thức mới liền Diệp Thần nghị lực vượt quá mình tưởng tượng. Nếu như mình dề già sinh một đoạn năm tháng, theo Diệp Thần cuộc sống ở cùng một thời đại, vừa không có Nhâm Phi Phàm mà nói, có lẽ vậy sẽ yêu nam tử này. Nếu ngươi đã quyết định, ta liền đưa ngươi đi gặp Nhâm Phi Phàm đi. Vừa nói, chỉ gặp Tô Mạch Hàn tiêm vung tay lên, một đạo tường quang ngay tức thì nhô lên liền đi ra, rồi rào toàn bộ bên trong động phủ, bất quá chốc lát, một tòa lỗ trống lớn liền xuất hiện ở Diệp Thần bên cạnh. Cái này trống rỗng bên trong, quần tinh sáng chói, một mắt không thấy được bên, chỉ có bổn nguyên lực lượng ở trong đó mãnh liệt không ngừng, tựa như có thể nối liền dị thế giới. Đi vào cánh cửa này ngươi liền có thể gặp được Nhâm Phi Phàm. Theo Tô Mạch Hàn tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần không chút nghĩ ngợi liền nhảy vào liền trống rỗng bên trong. Chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng sau đó, một cổ kỳ dị lực lượng ngay tức thì xâm nhập Diệp Thần toàn thân, một khắc sau, Diệp Thần liền xuất hiện ở một cái thị trường thế giới mới bên trong. Đây là một cái chim hót hoa thơm thế giới, trước mắt một tòa thật to đỉnh núi cao vút, giống như vạn cổ trước, nó liền một mực ngật đứng ở nơi này, chưa từng ngã xuống. Tô Mạch Hàn nói sau khi đi tới nơi này, mình liền có thể gặp được Nhâm Phi Phàm, nhưng mà hiện tại Diệp Thần nhưng không chút nào nhận ra được Nhâm Phi Phàm hơi thở. Diệp Thần lăng không nhảy lên, đứng ở trên đám mây, mắt nhìn xuống trước mắt một phe này thế giới mới, có núi sông Nhật Nguyệt, có biển khơi sông lớn, hết thảy các thứ này đều hồn nhiên sẵn có, nhưng tựa như cái này cũng không phải là một cái thế giới chân thật. Hư ảo và chân thực ngay tại một cái chớp mắt tới giữa, dứt khoát Diệp Thần liền nhắm lại hai tròng mắt, hơi cảm ngộ. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo phi kiếm ở Diệp Thần đỉnh đầu bay qua, kiếm ngân vang tiếng mười phân rõ ròn, do như hổ gầm long ngâm vậy. Cuối cùng, thanh phi kiếm này nhẹ nhàng rơi vào Diệp Thần đỉnh đầu, từng luồng quen thuộc hơi thở tản ra. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái. Lại là đảm nhiệm phi kiếm truyền thư. Ngay tức thì, phi kiếm vỡ vụn ra, thay vào đó là một đạo vầng sáng chợt hiện, rơi vào Diệp Thần trước mặt, một đạo chữ viết hiện lên. Diệp Thần, nhanh tới phía trước thung lũng gặp ta. Đảm nhiệm thanh âm quen thuộc vang lên, Diệp Thần tâm thần động một cái, lập tức thúc dục Long Uyên Thiên Kiếm mảnh vỡ,
bay vùn vụt liền đi qua. Bất quá thoáng qua tới giữa, Diệp Thần tầm mắt bên trong liền xuất hiện một phiến to lớn thung lũng, cơ hồ lũng đoạn cả dãy núi, liên miên chập trùng, hoành trở ở giữa thiên địa. Nhưng mà, ở nơi này thung lũng bên trong, trừ Nhâm Phi Phàm ra, Diệp Thần còn cảm nhận được liền cái khác vài cổ cực kỳ khí tức cường đại, những thứ này hơi thở mười phần khủng bố, thậm chí không có ở đây Nhâm Phi Phàm dưới. Dựa vào càng gần một ít, Diệp Thần mới phát hiện, nơi này tản mát ra cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động, bổn nguyên lực lượng cơ hồ phải đem không gian xé nát. Diệp Thần thần sắc đại biến, nơi này lại đang bùng nổ đại chiến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mà trong đó tham dự chiến đấu người bên trong thì có Nhâm Phi Phàm, cái này không do phải nhường Diệp Thần cảm thấy mười phần hiếm lạ. Phải biết, đảm nhiệm nhưng mà thực lực để cho hắn ngửa mặt trông lên cường giả à, cả người bản lãnh đã sớm đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Ở Diệp Thần trong nhận biết, có thể tiếp được Nhâm Phi Phàm từng chiêu từng thức người đều là ít chi lại càng ít, càng không nói đến có tư cách theo Nhâm Phi Phàm đại chiến đâu. Diệp Thần rất là tò mò, kết quả là như thế nào cường đại tồn tại mới có tư cách và Nhâm Phi Phàm đại chiến. Vậy đang lúc ấy thì, Nhâm Phi Phàm vậy thanh âm quen thuộc một lần nữa ở Diệp Thần bên tai vang lên, lần này hắn thi triển là cách không truyền âm thần thông. Diệp Thần, nếu đã tới, nhanh tới học hỏi đại chiến. Đây đối với ngươi mà nói, nhưng mà ngàn năm một thuở cơ hội, có giúp cho tăng lên ngươi võ đạo tu vi. Nghe lời này sau đó, Diệp Thần không chút nào dừng lại, thân hình thoát một cái, liền xông vào bên trong sơn cốc, ánh mắt bên trong tràn đầy nóng như lửa. Thật ra thì Diệp Thần vẫn luôn khát vọng đổi được càng cường đại hơn. Nhưng là theo tu vi không ngừng tăng lên, Diệp Thần liền phát hiện, tự thân tu vi còn muốn tăng lên thì trở nên được càng ngày càng khó. Xem trước mắt cái loại này gia tăng cảm ngộ cơ hội, lại là có thể gặp mà không thể cầu. Không nhiều một hồi, Diệp Thần liền đi tới đại chiến bên bờ vùng. Phía trước, đất nứt thiên băng, bầu trời làm đảo huyền, dị tượng đầy trời, tựa như đi tới ngày tận thế vậy. Thiên đạo quy tắc ở chỗ này không còn tồn tại, hết thảy quy về một loại trở lại nguyên trạng kỳ diệu trong cảnh giới đi, tựa hồ nơi này, biến thành thế giới khởi nguyên chi địa. Đúng phiến ở giữa thiên địa đều tràn đầy kinh khủng hơi thở, cứ như muốn cắt rời hết thảy. Diệp Thần cũng cảm nhận được một cổ nguy cơ trước đó chưa từng có cảm. Quả nhiên, có tư cách theo đảm nhiệm giao thủ người, đều không phải là nhân vật đơn giản gì, ít nhất bây giờ Diệp Thần còn không cách nào chạm tới như vậy cảnh giới, nhưng cái này hơn nữa kích phát Diệp Thần trong lòng cuồng nhiệt. Thấy rõ ràng chiến đấu Diệp Thần lại là kích động. Lúc đầu, theo đảm nhiệm chiến đấu cũng không phải là một người. Mà là ba vị tu vi vượt qua còn chân cảnh nghịch thiên cường giả. Trong chốc lát, Diệp Thần cả thân nhiệt huyết cũng náo động, nếu không phải tự thân cảnh giới theo mấy cái này đại lão có chênh lệch rõ ràng, hắn cũng hận không được gia nhập trong đó, niềm vui tràn trề đại chiến một tràng. Diệp Thần càng xem, lại càng cảm thấy kích động. Mấy vị này đại lão thần thông thật sự là quá đáng sợ, từng chiêu từng thức cũng hàm chứa vô cùng quy luật, tựa hồ có thể thay trời đổi đất. Một người trong đó ra tay, bỗng nhiên đổi mặt trời, bầu trời cũng thay đổi được ảm đạm vô cùng. Hắn đón gió hát vang, thổ bạo vô biên, hai tay phụ ở sau lưng, nhàn nhạt nói, quần tinh rơi xuống, chấn ta thiên đường nhân gian. Diệp Thần thấy rất rõ ràng, người này đối với tinh thần lực có rất đáng sợ nắm trong tay lực, tựa hồ một lời một hành động liền có thể câu thông đầy trời tinh thần cho mình sử dụng. Lúc trước, Diệp Thần đã lãnh giáo Hồng Mông 33 thiên cổ pháp, hắn Hồng Mông đại tinh không đã tăng không thiếu. Nhưng mà hôm nay gặp được cái này tinh thần lực đáng sợ sau đó, Diệp Thần mới rõ ràng cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn, trời cao có trời cao hơn, cái loại này lực lượng, hoàn toàn không phải bây giờ Diệp Thần có thể đụng chạm lấy được. Bất quá hắn tin chắc, chung có một ngày, mình thực lực sẽ thắng được người trước mắt tinh thần lực trăm lần ngàn lần, thậm chí gấp vạn lần. Xem ra hôm nay thật sự là không uổng chuyến này. Diệp Thần ở một bên ngồi xếp bằng, yên tĩnh cảm ngộ. Đại chiến mỗi một cái chiêu thức, để cho hắn đối với võ đạo cảm ngộ lại cao hơn một tầng lầu. Bỗng nhiên, trong hư không Nhâm Phi Phàm phất ống tay áo một cái, một đạo huyết nguyệt chỉ như vậy bị hắn chém ra, bộc phát ra vô tận uy thế, khủng bố hơi thở máu tanh lập tức sẽ để cho người không lạnh mà run. Diệp Thần mắt không chớp nhìn chằm chằm vậy trong hư không huyết nguyệt, tựa như thấy được chí bảo vậy. Huyết nguyệt đồ thiên trảm chính là Nhâm Phi Phàm truyền thụ cho Diệp Thần thần thông, mà hôm nay chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới 5 vòng huyết nguyệt cảnh giới,
mà Nhâm Phi Phàm thì là có thể đạt tới không thể tưởng tượng nổi chín bánh xe huyết nguyệt cảnh giới. Dĩ nhiên, liên quan tới huyết nguyệt đồ thiên trảm uy lực, quan trọng hơn không phải huyết nguyệt số lượng, mà là chất lượng. Giống như bây giờ Nhâm Phi Phàm, tiện tay hôi ra một đạo huyết nguyệt, trong đó ẩn chứa uy lực đều vượt qua mình 5 vòng huyết nguyệt đều xuất hiện. Và Nhâm Phi Phàm giao thủ cái này nắm trong tay tinh thần phép tắc tu giả cố nhiên mạnh mẽ, nhưng mà hắn theo Nhâm Phi Phàm so sánh, hiển nhiên vẫn có chênh lệch rõ ràng. Một vòng huyết nguyệt năng lượng, ngay tức thì sẽ để cho hắn thân hình bạo lui ra ngoài, hắn thân thể trên không trung hoành hành mấy trăm trượng, mới ngừng lại, sắc mặt vậy trắng bệch tới cực điểm, rất hiển nhiên, Nhâm Phi Phàm một kiếm này, đối với hắn tạo thành thương không nhẹ. Lại tới, hắn tựa hồ là có chút không phục, vững vàng ở thân hình sau đó, lại vọt tới, nắm chặt kiếm trong tay, hướng Nhâm Phi Phàm vọt tới. Nhâm Phi Phàm từ đầu chí cuối cũng biểu hiện vô cùng bình tĩnh, ung dung không vội vã, tựa hồ lấy một địch ba, đối với hắn mà nói, chỉ là một kiện lơ là bình thường chuyện nhỏ, căn bản coi là không được cái gì. Cầm ra tất cả của ngươi bộ bản lãnh đi. Nhâm Phi Phàm cầm kiếm trên không, một bộ áo bào đen ở trong gió vù vù vang dội. Giống như một khối thiên thần, vô địch lại cô quạnh. Có thể tưởng tượng được, cái loại này núi bước lên tuyệt đỉnh giá rét và cô độc, thật không phải là người bình thường có thể thể hội. Chư thiên tinh đấu, nghe ta hiệu lệnh. Vậy cường giả nhanh hô một tiếng, thiên địa cũng theo đó chấn động lên, tựa hồ vào giờ khắc này, hắn đã biến thành thiên địa nắm giữ. Chư thiên run rẩy, từng vì sao lấy tốc độ kinh người rơi xuống. Trên mặt đất xuất hiện hố to, bụi khói nổi lên bốn phía, mặt đất vậy bắt đầu nứt nẻ, dưới lòng đất truyền đến nham thạch nóng chảy lưu động trầm thấp rên, cùng với từng tia khí tức nóng bỏng. Ta lấy vạn tinh phong tỏa nhân gian. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tinh thần biến đổi tới giữa, thiên địa thật giống như hóa thành một tấm bàn cờ to lớn, mà đây đầy trời tinh thần chính là biến thành con cờ, mỗi một con cờ hạ xuống chính là vừa đúng lúc, hơn nữa uy lực 10 phần. Đây là kinh khủng sát chiêu. Xem cuộc chiến Diệp Thần nhìn kinh hồn bạt vía, hắn tự nhận mình là không có cách nào tiếp được một chiêu này, cái này quá đáng sợ, chỉ sợ cũng coi như là còn chân cảnh đỉnh cấp cường giả, cũng sẽ ở khoảnh khắc tới giữa liền thân tử đạo tiêu. Nhưng mà đặt mình vào trong đó Nhâm Phi Phàm nhưng lộ vẻ được vô cùng bình tĩnh, tựa như chung quanh biến hóa, không đủ để thức tỉnh hắn một chút tâm trạng. Đối với hắn mà nói, Chu Thiên rơi xuống là tinh đấu vẫn là giọt mưa, căn bản cũng không trọng yếu, bởi vì loại trình độ này công kích, rất khó đối với Nhâm Phi Phàm tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Một vòng huyết nguyệt chậm rãi thăng lên trời khung, Chu Thiên tinh đấu làm buồn bã. Cùng lúc đó, vậy cường giả vậy đổi sắc mặt, nhìn vậy một vòng huyết nguyệt từ từ dâng lên, càng lúc càng lớn, nội tâm hắn sợ hãi vậy càng ngày càng nồng đậm, con ngươi lại phân bố tia máu. Ở huyết nguyệt lăng không thế giới bên trong, Nhâm Phi Phàm chính là vô địch tồn tại. Đây không phải là cái gọi là tự tại thiên, càng không phải là cái gì cái gọi là không gian lãnh vực, đây là đơn thuần bị hắn chúa tể thế giới. Huyết nguyệt trên không, có ta vô địch. Nhâm Phi Phàm con ngươi đông lại một cái, trường kiếm trong tay không ngừng run rẩy. Nguyên bản, răng đầy ở khung thiên trên tinh thần bắt đầu từng viên bể tan tành, ảm đạm, cho đến hoàn toàn hủy diệt, cái này bầu trời cuối cùng chỉ còn lại một vòng huyết nguyệt. Thấy một tua này huyết nguyệt, Diệp Thần đối với huyết nguyệt đồ thiên trảm cảm ngộ tựa hồ lại sâu hơn một tầng, hiện tại Diệp Thần có thể miễn cưỡng thử nghiệm đem 6 bánh xe hoàn chỉnh huyết nguyệt thả ra ngoài. Bất quá thấy Nhâm Phi Phàm thi triển huyết nguyệt đồ thiên trảm, cũng để cho Diệp Thần rõ ràng liền một cái đạo lý. Đó chính là huyết nguyệt đồ thiên trảm môn thần thông này xa so mình tưởng tượng bên trong càng thêm tinh ảo phức tạp. Có lúc, coi như thả ra 9 bánh xe huyết nguyệt vậy căn bản thuyết minh không là cái gì, chỉ có đem mỗi một vòng huyết nguyệt cũng chui luyện đến hoàn mỹ không sứt mẻ cảnh giới, mới tính là môn thần thông này tột cùng nhất cảnh giới. Ta đánh bại. Vậy cường giả thở dài một hơi, nhìn một cái Nhâm Phi Phàm, 10 phần không cam lòng nói. Trận chiến này không có bất kỳ thấp thỏm nhớ mong. Đang đối mặt Nhâm Phi Phàm huyết nguyệt cực hạn thời điểm, hắn không có chút nào chiến thắng có thể. Cho dù hắn là một cái rất có tự biết rõ người, nhưng hắn giống vậy cảm giác được mình mặt mũi có chút không nén giận được, liền thần sắc không vui nhìn về phía bên cạnh mình hai người đồng bạn. Dẫu sao, ban đầu là bọn họ ba người liên thủ đối phó Nhâm Phi Phàm, nhưng mà đến cuối cùng chỉ còn lại hắn một người và Nhâm Phi Phàm đơn đả độc đấu. Ngược lại không phải là cái này hai người thật sự là nhát gan sợ hãi.
chỉ là bọn họ không muốn làm cái này không có chút ý nghĩa nào đấu tranh mà thôi, dẫu sao bọn họ biết, coi như hơn nữa bọn họ hai người, cũng không phải như vậy dưới trạng thái Nhâm Phi Phàm đối thủ, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, số người là không tạo được bất kỳ tác dụng. Nhưng mà Nhâm Phi Phàm nhưng không muốn bỏ qua cái này đại chiến một tràng cơ hội. Hắn ánh mắt rơi vào cái này hai người trên mình, giọng lạnh như băng, không cho phép nghi ngờ nói, lửa cháy bừng bừng lão tổ, Hàn Băng lão tổ, không chiến mà khuất, có thể không giống như là các ngươi hai người tác phong. Cái này ba người bất ngờ là thiên nhân vực một khối cường giả. Trước cái đầu tiên theo Nhâm Phi Phàm giao thủ gọi là tinh thần lão tổ, mà đây hai người chính là tinh thần lão tổ hai cái huynh trưởng, cả người bản lãnh, càng ở tinh thần lão tổ bên trên. Nghe được Nhâm Phi Phàm nói ra lời này sau đó, lửa cháy bừng bừng lão tổ và Hàn Băng lão tổ sắc mặt đều thay đổi, giống như gan heo vậy. Nói thật, hai người bọn họ lão tổ cũng đều có mình kiêu ngạo, nếu như gặp những đối thủ khác, tuyệt đối sẽ không như vậy im hơi lặng tiếng, nhưng là hiện tại, bọn họ là thật bế tắc, đụng phải khủng bố như vậy Nhâm Phi Phàm, bọn họ không cúi đầu còn có thể làm sao? Chẳng lẽ theo Nhâm Phi Phàm động thủ sao? Nhâm Phi Phàm gặp bọn họ hai người chậm chạp không chịu ra tay, hai tay chắp sau lưng, bước ra một bước, nhàn nhạt nói các ngươi hai người, còn không ra tay. Chẳng lẽ quên hôm nay mục, lúc này không ra tay, còn đợi lúc nào? Cũng được, nếu Nhâm huynh như vậy bức bách chúng ta huynh đệ cũng không phải trái hồng mềm mặc cho người cầm nặn, hôm nay liền liều mình cùng quân tử. Tiếng nói rơi xuống, hai người thân hình liền đồng loạt hướng Nhâm Phi Phàm bay tới. Một người nóng rực hồng bào, ánh lửa trùng tiêu. Một người là lạnh như băng áo bảo lam, giống như vạn năm không thay đổi Hàn Băng. Thật ra thì trận chiến này, ngược lại không phải là Nhâm Phi Phàm nếu không phải là theo bọn họ đánh không thể, cũng không phải Nhâm Phi Phàm xem bọn họ dễ khi dễ, muốn trêu đùa bọn họ. Thật sự là cuộc chiến đấu này, đối với đời này luân hồi chi chủ mà nói là một cái hiếm có cơ hội, Nhâm Phi Phàm hy vọng mượn lần này cơ hội. Có thể để cho Diệp Thần lĩnh ngộ rất nhiều. Chỉ tiếc, cái này hai vị lão tổ hiểu sai ý, còn tưởng rằng là Nhâm Phi Phàm nếu không phải là theo bọn họ làm khó dễ. Cho nên bọn họ thời điểm xuất thủ cũng là không giữ lại chút nào, mỗi một lần thế công cũng cực kỳ bá đạo, như muốn vỡ nát thiên địa này. Bất quá nói chuyện cũng tốt, bọn họ ra tay càng cương mãnh không giữ lại chút nào, Diệp Thần nhìn càng rõ ràng hơn. Đại chiến cũng không biết kéo dài hơn thời gian. Phải biết, cái này lửa cháy bừng bừng lão tổ và Hàn Băng lão tổ thực lực có thể so với bọn họ đệ tinh thần lão tổ mạnh lớn hơn nhiều, hơn nữa lại là hai người đồng thời ra tay, cho nên bộc phát ra uy lực vậy so với trước kia vậy một cuộc chiến đấu đáng sợ nhiều. Trận chiến này đánh được có thể nói là trời đất u ám, nhật nguyệt không sáng, tựa như cả thế giới đều bị đánh được bể nát, căn nguyên lực xé nát hư không, thiên địa vậy biến thành hai loại cực đoan không gian. Bên trái là nóng rực luyện ngục. Hết thảy cũng hóa thành phấn vụn, cuồn cuộn lửa cháy bừng bừng đốt sạch liền chư thiên. Lửa kia càng đốt càng ác liệt, cuối cùng lượn quanh lên trời khung, biến thành tươi đẹp đỏ tươi vẻ, mười phần lạnh người. Mà lúc này, lửa cháy bừng bừng lão tổ trong miệng cũng giống như là ở tụng hát trong con ngươi cổ xưa thần chú. Đốt vắng vẻ lửa cháy mạnh, chư thiên đổi ngược. Diệp Thần mặc dù không ở chủ chiến trận bên trong, nhưng là hắn vậy cảm nhận được liền một cổ mãnh liệt sóng nhiệt hướng mình mãnh liệt đánh tới, Diệp Thần vội vàng hồn thể đổi thành, nguyên phù và luân hồi huyền bi bảo vệ, lúc này mới bảo vệ mình thân xác không bị lửa cháy mạnh phòng. Mà bên kia, chính là thuộc về trắng xóa gió bão thế giới. Hoặc là nói xác thực hơn, là tuyết bão thế giới. Ở giữa thiên địa, một phiến mênh mông, bão tuyết phúc đè, cho người một loại mãnh liệt đánh vào thị giác hiệu quả. Cách nhau rất xa. Diệp Thần vậy cảm nhận được liền như vậy đáng sợ dùng mình, tựa hồ ở ngay lập tức tới giữa liền có thể nghiền tim mình. Hai vị lão tổ thần thông thật sự là quá đáng sợ, đủ để cho một cái thế giới hủy diệt sống lại. Diệp Thần nhìn kinh hồn bạt vía, không nói một lời. Chỉ là từ từ lĩnh ngộ trước thế giới mới bên trong tràn ngập quy tắc lực. Dĩ nhiên, cái này thế giới mới bên trong tràn đầy không chỉ là lửa cùng băng mà thôi, còn có ở giữa vậy một phiến bị phân chia thế giới. Đó là thuộc về Nhâm Phi Phàm tiền bối mình mở ra thế giới. Vẫn là huyết nguyệt lăng không, thô bạo vô biên. Hắn đặt mình vào trong đó, đi dạo sân vắng, thật giống như ở nhà mình hậu hoa viên tản bộ vậy, như vậy khí độ, cũng đủ để cho hai vị lão tổ cảm thấy sợ hãi. Hai vị lão tổ chố mắt nhìn nhau một mắt,
tựa hồ là đạt thành một loại nhận thức chung, đồng thời ra tay. Một người đánh ra một đạo băng long và hỏa long hướng Nhâm Phi Phàm ở địa phương đó chạy đánh tới. Nhâm Phi Phàm như cũ dừng chân tại chỗ, động cũng không động, ước chừng hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt hơi thở phun trào. Duy chỉ có động, chính là hắn vậy con ngươi huyết nguyệt. Hai vị lão tổ cảm giác được làm nhục, bộc phát ra kinh khủng nhất nhất kích. Đây là hợp kích thuật, băng cùng lửa hòa vào nhau. Thật giống như thế gian hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật, cũng là thuần túy nhất lực lượng, không minh tinh khiết. Nhâm Phi Phàm phủ kiếm cười, lẫm liệt liều lĩnh nói. Diệp thần, ngươi hãy coi trọng. Hắn ở chiến trường bên trong, còn có thể ung dung không vội vã và Diệp thần đối thoại, một chút cũng không sẽ phải chịu đối thủ ảnh hưởng. Hôm nay cơ duyên khó khăn được, ngươi muốn thiện thêm hiểu, đối với ngươi ngày sau tu hành cũng có vô cùng ích lợi. Diệp thần mắt nhìn không chấp chiến trường bên trong Nhâm Phi Phàm, thần sắc đổi được trịnh trọng đứng lên. Hắn biết, Nhâm Phi Phàm lựa chọn và cái này hai vị lão tổ đại chiến, cũng là vì mình. Đây là đảm nhiệm một phen khổ tâm, Diệp thần dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Hôm nay sẽ để cho ngươi xem cửu nguyệt lăng thiên trung cực nghĩa sâu xa. Huyết nguyệt đồ thiên trảm. Ngay tức thì, thiên địa biến sắc. Chín vòng trăng tròn chậm rãi từ dưới đất thăng lên trời khung, màu máu bao phủ cả thế giới. Tạm thời tới giữa, ngọn lửa và hàn băng cũng biến mất không thấy. Cả thế giới, chỉ còn lại có đơn giản nhất hai loại nguyên tố, máu và trăng. Thượng cổ lúc đó, ta tại vọng giang bờ, hiểu huyết nguyệt đại lộ, điều nghiên nhiều năm, rốt cuộc hiểu được huyết nguyệt đồ thiên trảm môn thần thông này, nhưng là ta lúc trước giao cho ngươi chỉ có kỹ xảo và chiêu thức, ngươi có thể biết cái này huyết nguyệt đồ thiên trảm chân chính tinh túy ở chỗ ý cảnh của nó. Diệp thần cái hiểu cái không gật đầu một cái. Hắn rõ ràng ý cảnh, cũng biết huyết nguyệt đồ thiên trảm ở đặc định ý cảnh ra chỉ dưới, sẽ bộc phát ra môn thần thông này uy lực lớn nhất. Nhưng mà hắn đến bây giờ còn là không biết rõ, cái này ý cảnh kết quả là cái gì. Nhâm Phi Phàm con người gian huyết nguyệt cực nhanh lưu chuyển, trôi lơ lửng hậu thế, giống như thiên thần hạ xuống tay thế gian, trong miệng nỉ non nói. Nguyệt lai, giết địch. Phịch đích một tiếng, chín vòng trăng máu trên không đều đang bị nổ. Bộc phát ra uy lực căn bản không cách nào dùng bất kỳ chữ hình dạng, đây tuyệt đối là Diệp thần nhìn thấy nhất nguy nga cảnh tượng. Cửu nguyệt liền bạo. Tinh khí ngất trời. Tạm thời tới giữa, chiến trường bên trong, liệt hỏa lão tổ và hàn băng lão tổ cũng miệng to hộc máu. Sắc mặt ngay tức thì đổi được trắng bệch như tờ giấy. Liền liền chiến trường vòng ngoài tinh thần lão tổ cũng không thể may mắn tránh khỏi tại khó khăn, chỉ cảm thấy mình da thịt đang thuân nứt ra, máu tươi từ từ tràn ra. Rất nhanh, một cổ tê liệt cảm giác đau liền lan tràn hắn toàn thân. Kéo dài một chung trà quang cảnh sau đó. Ba vị lão tổ tất cả đều không địch lại, thua trận. Đầy trời huyết nguyệt vậy dần dần tiêu tán đi, Nhâm Phi Phàm thân hình nhẹ nhàng rơi ở trên mặt đất, hắn đi tới mấy vị lão tổ bên cạnh, cười một tiếng nói, xin lỗi, đắc tội. Vừa nói, Nhâm Phi Phàm liền từ ngực mình móc ra ba cái viên thuốc đưa tới ba vị lão tổ trong tay, cười nói, đem cái này hồi thần đan ăn vào, thương thế của các ngươi thế rất nhanh liền có thể khỏi rồi. Nhâm Phi Phàm cũng cảm thấy được có chút không biết làm sao, hắn vốn là chỉ muốn ở Diệp thần trước mặt diễn võ, không nghĩ tới liền không cẩn thận liền ra tay nặng chút, cầm cái này ba người đả thương. Bất quá Nhâm Phi Phàm lần này cử động đích xác là lấy được to lớn hiệu quả. Diệp thần đối với võ đạo cảm ngộ, lại đạp lên giai đoạn mới. Hắn chỉ như vậy lẳng lặng ngồi dưới đất, một hơi một tí, tựa như lão hòa thượng nhập định vậy. Thời gian vào giờ khắc này ngừng. Trong nháy mắt giống như là vạn năm như vậy rất lâu, Diệp thần nhắm lại đôi mắt, bắt đầu hắn sau cùng cảm ngộ. Luân hồi huyền bi tồn tại, để cho Diệp thần tu vi thật quá khó khăn đột phá. Hắn mặc dù có vượt cấp năng lực, nhưng là tu vi đối với võ giả mà nói vậy rất trọng yếu à. Ba vị lão tổ thần sắc khẽ biến, nhìn ngồi xếp bằng ở tại chỗ Diệp thần, cuối cùng bọn họ ánh mắt lại rơi vào Nhâm Phi Phàm trên mình. Đến giờ phút này bọn họ mới rõ ràng. Nguyên trước khi tới Nhâm Phi Phàm làm hết thảy cũng là vì người tuổi trẻ trước mắt này à. Bất quá bọn họ vẫn là một hồi hồ nghi, thời khắc này Diệp thần tu vi thật sự là quá thấp, ở bọn họ xem ra, và cái khác ba vực võ giả không việc gì khác biệt, vì sao cường đại Nhâm Phi Phàm như vậy quan tâm một cái tu vi tồi người đâu. Đặc biệt là liệt hỏa lão tổ, hắn ánh mắt quỷ dị, nhìn từ trên xuống dưới Diệp thần,
tựa hồ là muốn xuyên thủng Diệp Thần trên mình, kết quả có cái gì phi phàm chỗ có thể được Nhâm phi phàm xem trọng. Vừa lúc đó, một người đàn ông vậy đi tới mảnh chiến trường này bên trong. Nam tử con người che lấp, tóc dài, thân hình gầy gò, nhìn như khá là trẻ tuổi. Người này tên là Sở Khiếu, chính là Liệt Hỏa lão tổ đệ tử Quan Môn, đi theo Liệt Hỏa lão tổ tu hành nhiều năm, cả người tu vi đã sớm đạt tới còn chân cảnh trung kỳ. Lúc trước nơi này bộc phát đại chiến, cho nên Sở Khiếu cũng bị hấp dẫn tới đây. Nhâm phi phàm danh hiệu hắn là nghe nói qua, so mình sư tôn Liệt Hỏa lão tổ còn mạnh hơn tồn tại, nếu như có thể mắt thấy người này xuất thủ, đối với hắn mà nói, chưa chắc không phải một cái cơ hội, bất quá hắn vẫn là đến chậm. Đại chiến đã kết thúc, hắn chỉ có thấy được ngồi dưới đất, nhắm mắt cảm ngộ Diệp Thần, Nhâm phi phàm lúc này ngược lại biến thành một cái hộ pháp người, yên tĩnh đứng ở Diệp Thần bên người, không nói một lời. Sở Khiếu vậy một mặt khốn hoặc nhìn Diệp Thần, nhìn mấy lần sau đó, liền lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, hắn còn tưởng rằng là cái gì thiên chi kiêu tử có thể làm cho Nhâm phi phàm coi trọng như thế, lúc đầu chỉ là một tu vi không tới thủy nguyên cảnh tiểu bối mà thôi, người như vậy ở hắn trong mắt căn bản không đáng giá để ra. Nhưng là một khắc sau, dị tượng nổi lên. Trên bầu trời mãnh liệt đánh tới một hồi mây sấm. Mây sấm cuồn cuộn, rất nhanh liền đem mảnh thiên địa này ánh chiếu một mảnh tối nặng. Đây là... ba vị lão tổ và Sở Khiếu sắc mặt đều thay đổi. Đã lâu lôi kiếp rốt cuộc đã tới. Đứng ở một bên Nhâm phi phàm bình tĩnh mở miệng, tựa hồ hắn đã sớm dự liệu được mây kiếp sẽ xuất hiện vậy. Thật là đáng sợ mây kiếp, chẳng lẽ còn có người ở một phe này thế giới độ kiếp không được. Tinh thần lão tổ hơi biến sắc mặt, không nhịn được kinh hô. Loại trình độ này mây kiếp thật sự là rất kinh khủng, do nhớ năm đó hắn độ kiếp còn chân cảnh thời điểm, mây kiếp cũng không có như vậy khủng bố, thậm chí so sánh với, đơn giản là kém 108.000 dặm. Đây là người nào mây kiếp? Làm sao sẽ như vậy lần khủng bố? Là thằng nhóc này mây kiếp? Liệt Hỏa lão tổ ánh mắt thật chặt phong tỏa lại Diệp Thần, hắn vậy cảm thấy rất giật mình. Một bên Sở Khiếu và Hàn Băng lão tổ vậy cũng thần sắc hơi động, bọn họ thật sự là muốn không rõ ràng, một cái càn khôn cảnh tiểu tử độ kiếp, làm sao sẽ đưa tới ra như thế cường đại lôi kiếp. Cái này còn là người sao? Chỉ có Nhâm phi phàm lộ vẻ được bình tĩnh dị thường, không có ai so hắn càng rõ Diệp Thần dẫn động loại trình độ này lôi kiếp, hắn sớm là có thể tưởng tượng được. Rất nhanh, mây sấm xuất hiện, ở trên bầu trời tứ ngược. 9 tầng trời lôi rơi, sáng rực thiên uy, làm cho tâm thần người rung động. Cái này không thể nào, cái thằng nhóc này chẳng qua là một cái càn khôn cảnh võ giả. Vì sao có thể đưa tới cái loại này kinh khủng năng lượng? Chẳng lẽ thằng nhóc này ở tận lực che giấu mình tu vi? Hàn Băng lão tổ không nhịn được suy đoán đứng lên. Liệt Hỏa lão tổ nhíu mày một cái, nói, không đúng. Hắn hiện tại chính là đột phá đến khẩn yếu giây phút, hẳn là càn khôn cảnh sơ kỳ võ giả xác nhận không thể nghi ngờ, còn như cái này lôi kiếp. Hắn giống vậy cảm thấy vô cùng rung động, đây quả thực đổi mới hắn nhận biết. Giao! Một đạo to lớn sấm sét xé bầu trời mênh mông, từ chân trời rơi xuống, đánh vào trên vùng đất, nhất thời vô số mặt đất vỡ vụn. Kinh khủng này lôi liên lại như nước thùng vậy to, sét đánh lóe lên lúc đó, đất rung núi chuyển. Thanh thế thật lớn. Ngay tại lúc này, một đạo tử lôi từ Sở Khiếu trên đỉnh đầu rơi xuống. Thấy một màn này, Liệt Hỏa lão tổ cả kinh thất sắc, vội vàng hét, Khiếu mà, mau mau tránh ra. Phải biết, cái này Sở Khiếu nhưng mà Liệt Hỏa lão tổ đệ tử Quan Môn à, hắn năm đó vì tài bồi tên đệ tử này, nhưng mà trả giá nhiều tâm huyết, nếu như bị một đạo lôi đánh chết, vậy thì thật là đáng tiếc, hơn nữa hắn thật không biết tìm ai nói phải trái đi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lôi đình này nơi năng lượng ẩn chứa tuyệt đối là chí mạng, vậy còn chân cảnh đều không cách nào chống lại, chớ nói chi là mình đệ tử. Liệt Hỏa lão tổ đem Sở Khiếu kéo ra, nhưng vẫn là chậm một bước. Lôi quang xé Sở Khiếu quần áo trên người, hắn con ngươi trợn thật lớn. Mới vừa ở một chớp mắt kia, hắn giống như là từ quỷ môn quan đi một lượt. Hàn Băng lão tổ thấy không ổn, vội vàng quát to, mau. Người này mây kiếp đáng sợ, mau mau cách xa lôi đình này chi địa. Cường đại sấm sét, đại biểu trình độ cao nhất hủy diệt lực lượng, để cho ba vị lão tổ sinh ra sợ hãi chi tâm, đặc biệt là Liệt Hỏa lão tổ, kéo lại mình đệ tử Sở Khiếu, lập tức liền lui đến đếm ngoài 10 dặm. Ba vị lão tổ rời đi sau đó,
Nhâm Phi Phàm còn đưa thân vào lôi biển bên trong, hắn nhìn một cái Diệp Thần, nhàn nhạt nói. Diệp Thần, coi giữ linh đài một phiến trong sạch, đánh vào cảnh giới và lôi kiếp, nhưng vào lúc này. Độ kiếp bên trong Diệp Thần lấy được Nhâm Phi Phàm nhắc nhở sau đó, cặp mắt đột nhiên mở ra, tách thả ra thần quang thành tựu xuất sắc. Hắn thân hình nhô lên, xông về mây kiếp, cả người cũng đắm chìm trong lôi biển tẩy rửa bên trong. Diệp Thần đưa thân vào lôi biển bên trong, như vào chỗ không người, kinh khủng lôi mang ở hắn trên mình nổ tung, nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Chỉ gặp Diệp Thần bề mặt từ từ hiện ra một tầng bảo quang, ở bảo quang tắm dưới, Diệp Thần cả người trên dưới cũng đổi được bền chắc không thể gãy. Những cái kia có thể để cho ba vị lão tổ và Sở Khiếu tránh lui 90 dặm sấm sét lại bị Diệp Thần dễ dàng trêu đùa ở chỉ trường tới giữa. Từng đạo sấm sét bổ vào Diệp Thần trên mình, nhưng là rất nhanh lại biến mất không gặp. Thấy một màn đáng sợ này sau đó, ba vị lão tổ cũng đổi sắc mặt. Cái này, điều này sao có thể? Hắn không phải ở triệt tiêu lôi đình lực, hắn là ở chiếm đoạt lôi đình lực. Tinh thần lão tổ sắc mặt cũng liếc. Diệp Thần đơn giản là đang làm một kiện mỗi một cái võ giả cũng mơ tưởng để cầu, nhưng là cũng không người thật dám làm hành động vĩ đại. Phải biết, cái này lôi kiếp có thể không bình thường à. Mỗi một cái võ giả lôi kiếp đối với võ giả mà nói cũng là đáng sợ nhất uy năng, hở một tí chính là để cho hắn táng thân ở lôi biển bên trong. Từ cổ chí kim, có vô số thiên tư tuyệt diễm tài chết ở lôi kiếp bên trong. Bởi vì, võ giả tu hành vốn là một cái nghịch thiên mà đi quá trình. Mà sấm sét chính là trời uy. Thiên đạo tức giận, bỏ mặc ngươi là cái gì thiên chi kiêu tử cũng tốt, thiên chi kiều nữ cũng được, ở lôi kiếp dưới, cũng được cúi đầu xưng thần, nhưng mà Diệp Thần nhưng đổi mới bọn họ nhận biết. Theo Diệp Thần cắn nuốt sấm sét càng ngày càng nhiều, trên người hắn lôi quang vậy càng ngày càng bạo động, như lôi thần giáng thế. Cái này một tràng độ kiếp, kéo dài ước chừng 3 ngày lâu, cái này 3 ngày Nhâm Phi Phàm một mực ở bên cạnh là Diệp Thần hộ pháp. Mà những thứ khác ba vị lão tổ và Sở Khiếu cũng không có rời đi. Bọn họ muốn ở chỗ này làm chứng kỳ tích, muốn xem, có thể đưa tới như vậy lôi kiếp người, kết quả có thể có bao nhiêu nghịch thiên. Đặc biệt là đứng ở liệt hỏa lão tổ bên cạnh Sở Khiếu, hai tròng mắt tràn đầy nóng như lửa, giống như là một cái mãnh thú thấy được thuộc về mình con mồi vậy. Diệp Thần tu vi rất thấp, so hắn còn chân cảnh thấp quá nhiều. Nhưng là chẳng biết tại sao. Giờ phút này Sở Khiếu nhưng trong lòng có một loại chưa bao giờ có xung động, đó chính là muốn theo Diệp Thần đại chiến một tràng. Cuối cùng, đầy trời lôi biển xu hướng tại mất đi, thiên địa lại thuộc về yên lặng. Diệp Thần ra trở nên tối tím bầm, như lôi thần trên người vậy, uy nghiêm khí thế vậy nhảy lên tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Tinh thần lão tổ mắt nhìn không chớp không chung Diệp Thần, kinh hãi nói hắn. Hắn lại thành công. Hắn bây giờ là cái gì tu vi? Tinh thần lão tổ líu díu tự nói. Hắn không nhìn thấu, bởi vì Diệp Thần hiện tại toàn thân đều bị cái loại này bá đạo khí tức hủy diệt bao quanh. Rất nhanh, Diệp Thần trên mình lại xuất hiện mới dị tượng, bất quá lần này tới quá đột nhiên, để cho người bất ngờ không kịp đề phòng. Liệt hỏa lão tổ là ba vị lão tổ bên trong cái đầu tiên phát giác ra được người, vội vàng hét mau lui lại. Nhưng mà, bọn họ vẫn là chậm một bước, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt lăng không. Mới dị tượng xuất hiện, bọn họ đều bị bao phủ ở nơi này phiến kỳ dị bên trong không gian, thật giống như thấy được thế gian cuối. Mà Diệp Thần quanh thân lại hiện lên một đạo hư ảnh. Đó là đã từng luân hồi chi chủ hư ảnh. Kiếp trước và kiếp này tựa như trọng hợp. Diệp Thần tựa như bị vô tận ngọn lửa bao vây. Đó là phần thiên tự tại thiên. Vô tận ngọn lửa bên trong, phảng phất có một vòng màu đen mặt trời, còn có màu vàng kia bầu trời mênh mông. Vô cùng thần bí. Nhưng Diệp Thần tự tại thiên cấp bậc cuối cùng thấp một ít. Vậy luân hồi chi chủ hư ảnh tự tại thiên mà lại ở giờ phút này phóng thích. Kiếp trước tự tại thiên như vậy hiển lộ. Hai cái tự tại thiên, đây rốt cuộc là cái gì? Một bên Hàn Băng lão tổ thần sắc kinh hoàng thất thố, không khỏi phải hỏi nói. Trên người hắn thật giống như có một người khác bóng dáng. Tựa hồ là kiếp trước, một cái là thuộc về hắn đời này tự tại thiên. Mà một cái khác, tựa hồ là hắn khác một đời tự tại thiên. Tinh thần lão tổ nuốt từng ngụm nước bọt, có chút run sợ trong lòng nói. Thằng nhóc này có lai lịch lớn. Liệt hỏa lão tổ cũng là một mặt trịnh trọng nói. Giờ phút này,
Diệp Thần trên mình vậy đạo luân hồi chi chủ hư ảnh đang nổi lên một đạo tự tại thiên. Một bên ba vị lão tổ vậy ở một bên mỏi mắt mong chờ, bọn họ thật là tò mò, Diệp Thần đã từng kết quả mở ra một cái như thế nào tự tại thiên đi ra. Sở Khiếu siết chặt quả đấm, hắn đã quyết định chủ ý, đến khi dị tượng kết thúc sau đó, tự mình nói cái gì cũng phải đi lên theo hắn thật tốt đánh một trận. Liệt Hỏa lão tổ cũng rất rõ mình cái này đồ nhi tâm tính, không khỏi được cười nói, Khiếu mà, người này mặc dù dị bẩm thiên phú, nhưng cảnh giới cuối cùng quá thấp, sau này hắn thành tựu vĩnh viễn cũng không khả năng đuổi kịp ngươi. Nghĩ đến đây, Liệt Hỏa lão tổ cũng không khỏi được cười một tiếng. Lúc trước ở Nhâm Phi Phàm trong tay ăn con ba ba, để cho hắn cảm thấy thật mất mặt, bất quá cái này cũng không quan hệ, dẫu sao xem Nhâm Phi Phàm như vậy tài ngút trời, bại bởi hắn cũng không phải cái gì người không nhận ra chuyện. Huống chi, coi như hắn mình không phải là Nhâm Phi Phàm đối thủ thì thế nào. Hắn còn có một cái đồ đệ tốt, Sở Khiếu chính là Liệt Hỏa lão tổ đệ tử đắc ý nhất, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ vượt qua xa mình cái này làm sư phụ. Ngày sau, chờ mình đệ tử trưởng thành, còn sẽ sợ hắn Nhâm Phi Phàm không được. Nghĩ đến đây, Liệt Hỏa lão tổ trong lòng chính là một hồi đắc ý. Nhâm Phi Phàm, ta không phải ngươi đối thủ, nhưng là một ngày nào đó ta đệ tử sẽ vượt qua ngươi, thậm chí nghiền ép ngươi. Mà lúc này, Diệp Thần trên mình vậy đạo luân hồi chi chủ hư ảnh còn ở phóng thích tự thân tự tại thiên. Đây là một cái đặc biệt quá trình khá dài. Bất quá thời khắc này Nhâm Phi Phàm nhưng có một ít lo lắng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần lần này lại sẽ dẫn động trong cơ thể luân hồi huyết mạch. Diệp Thần trên mình vậy đạo hư ảnh chính là ngày xưa luân hồi chi chủ. Đã từng là luân hồi chi chủ muốn làm gì? Một cái võ giả ở càn khôn cảnh chỉ sẽ thức tỉnh một đạo tự tại thiên, Diệp Thần cái này nhất thế đã trước thời hạn thức tỉnh phần thiên, đủ nghịch thiên. Chẳng lẽ còn muốn thức tỉnh luân hồi chi chủ tự tại thiên? Đồng thời tự tại thiên. Cái này chưa bao giờ nghe à? Chuyện này có lợi có hại. Diệp Thần trên mình trách nhiệm quá nặng, hơn nữa hắn thân phận vậy không so tầm thường, chính là luân hồi chi chủ chuyển thế, ở hắn có tuyệt đối thực lực cường đại trước, hắn là tuyệt không thể bại lộ mình thân phận chân thật. Hơn nữa ba vị này lão tổ đều là thiên nhân vực đại năng, kiến thức rộng. Có thể câu nói đầu tiên có thể để cho trong thiên hạ người đều biết Diệp Thần chính là năm đó luân hồi chi chủ, muốn thật như vậy, liền quá không ổn. Bất quá cũng may, luân hồi chi chủ rất ít vận dụng tự tại thiên, mọi người cơ hồ không biết. Dù là luân hồi chi chủ tự tại thiên là truyền thuyết cấp bậc. Dĩ nhiên, Nhâm Phi Phàm suy tính vấn đề, Diệp Thần sớm liền nghĩ đến. Nhưng mà hiện tại, tên đã lắp vào cung, không phát không được. Bây giờ Diệp Thần một cái chân đã bước chân vào cái đó luân hồi chi chủ hư ảnh tự tại thiên thế giới, nếu là lúc này dừng lại, kiếp trước bố trí có thể sẽ có ảnh hưởng. Cho nên lần này, hắn chí ở tất được, chưa từng có từ trước đến nay. Dù là không tiếc bại lộ mình thân phận, Diệp Thần vậy tuyệt không hối hận. Giao! Luân hồi chi chủ hư ảnh tựa như và Diệp Thần hợp hai là một. Diệp Thần phất ống tay áo một cái, một đạo hào hùng lực lượng phun ra. Xé phía trước không gian, hư không vết rách xuất hiện sau đó, bạo động hơi thở so với trước đó càng thêm đáng sợ, vậy bên trong không gian, sấm sét mãnh liệt không ngừng. Đây rốt cuộc là cái gì tự tại thiên, chỉ có một đạo sấm sét, tựa hồ không phải rất lợi hại dáng vẻ. Đứng ở một bên Sở Khiếu nhìn một màn này, líu díu tự nói đứng lên. Bây giờ nhìn lại, vẫn là mình suy nghĩ nhiều, mình đánh giá cao cái này. Ba vị lão tổ cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần lão tổ lại là trực tiếp không khách khí mở miệng nói, người này thiên phú bình thường, căn bản không phải cái gì yêu nghiệt tài. Chỉ có Nhâm Phi Phàm nhìn qua như cũ 10 phần bình tĩnh, tựa hồ hắn có thể dự liệu được, hết thảy các thứ này cũng không phải là Diệp Thần cực hạn. Tốt nhỏ yếu tự tại thiên, còn không bằng vậy vô tận ngọn lửa, như đốt thiên thế tự tại thiên. Sở Khiếu mặt lộ vẻ kinh dị, líu díu lẩm bẩm. Hắn tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Dẫu sao trước Diệp Thần dẫn tới lôi kiếp quá đáng sợ, đám người theo bản năng bên trong đã cho rằng Diệp Thần chính là một cái tài ngút trời, mà hiện tại, tên này kiếp trước lại là cái loại này bình thường không có gì là tự tại thiên, như vậy tương phản thật sự là quá lớn, để cho Sở Khiếu cảm thấy một loại không chân thật ảo giác. Theo một đạo sấm sét ở Diệp Thần tự tại thiên bên trong nổ vang sau đó, rất nhanh, mới dị tượng xuất hiện. Vàng dưới đất hạt giống mọc rễ nảy mầm, từng cổ một gió lớn vậy xuất hiện ở trên cái thế giới này.
gió lớn quá cảnh, cỏ mà cửa vậy đón gió bạo dài, rất nhanh liền hình thành một cái đại thảo nguyên, nhìn như bích dầu dầu một phiến, tràn đầy sức sống. Không sai, cái này lôi, là diệt thế lôi, cũng là sáng thế lôi. Dĩ nhiên, dị tượng tới nơi này vừa mới bắt đầu mà thôi. Ở Diệp Thần tự tại thiên bên trong, Hạc Lệ bầu trời mênh mông, hổ gầm long ngâm, mới sinh vật xuất hiện, những sinh mạng này cũng có ý thức của chính mình, thật giống như bọn họ lúc đầu là thuộc về nơi này. Vạn vật bung ra sức sống, phong vũ lôi điện, cái gì cần có đều có, tự tại thiên thật giống như biến thành thế giới chân thật. Ở thảo nguyên ra, còn có hoang mạc, con sông, thung lũng, tuyết nguyên, ao đầm. Phàm là trên thế giới có thể xuất hiện bất kỳ địa hình, nơi này đều có, bao la vạn vật. Có địa phương như cái này phiến thảo nguyên như nhau tràn đầy sức sống, cũng có địa phương khói độc đầy trời, tử khí trầm trầm. Còn có không biết tên chi địa, hỏa khí trùng tiêu, gió lạnh gào thét. Hết thảy các thứ này cũng cho người một loại cảm giác đã từng quen biết. Tinh thần lão tổ cũng thấy nở ra, đây là đang mở ra tự tại thiên vẫn là ở làm thượng đế à? Hắn trước còn xem thường Diệp Thần tới, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị mất mặt, lúc đầu Diệp Thần mở ra đi ra ngoài tự tại thiên so hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn. Hàn băng lão tổ và liệt hỏa lão tổ sắc mặt cũng là xanh một hồi tím một trận, như vậy tự tại thiên bọn họ còn từ không gặp qua, ngày hôm nay thấy Diệp Thần mở ra tự tại thiên, bọn họ cũng coi là kiến thức rộng. 3000 thế giới, khác đường về cùng đích. Tự tại thiên bên trong Diệp Thần và luân hồi chi chủ hư ảnh, hoàn toàn trọng hợp, tựa như đồng thời hét lớn, thân hình theo gió lên, hắn đứng ở đám mây, thần sắc nghiêm nghị, cười nhìn về phía phương xa, tự tại thiên bên trong mỗi một chỗ cảnh trí hắn đều có thể thu hết vào mắt. Có thể thấy, 6 đại nguyên phù ở Diệp Thần bên người lơ lửng, tóe ra đáng sợ căn nguyên lực, tựa hồ đang thay đổi cái thế giới này quy tắc. Vô tận luân hồi, ở nơi này phương tự tại thiên bên trong hội tụ. Cái này, thật là phức tạp năng lượng. Tinh thần lão tổ cả kinh thất sắc, nhìn trước mắt hết thảy, chỉ cảm thấy được quá không chân thật. Phải biết, tự tại thiên lực lượng thường thường là rất thuần túy, làm sao có thể đồng thời bao hàm như thế nhiều quy tắc, hơn nữa bọn họ lẫn nhau tới giữa không hề bài xích, đây càng là ngoại hạng sự việc. 3000 thế giới tự tại thiên, mở. Diệp Thần gào to một tiếng, đúng cái thiên địa cũng run động, tựa hồ đang hưởng ứng hắn loại nào đó hiệu triệu. 3 vị lão tổ kinh ngạc nhìn trước mắt Diệp Thần, khó mà che giấu sợ hãi trong lòng. Cái này, lại là 3000 thế giới tự tại thiên. Tinh thần lão tổ con người cũng sắp rơi trên mặt đất, đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Hắn lại chính mắt thấy trong truyền thuyết 3000 thế giới tự tại thiên. Người này mạnh mẽ đã không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ để diễn tả, quá mức mờ ảo. Nhưng mà hiện tại, tất cả mọi người đều không dám tin tưởng. 3000 thế giới tự tại thiên cách mình lại là gần như vậy. Nhâm Phi Phàm con ngươi híp lại, đây là luân hồi chi chủ tự tại thiên, nhưng tựa hồ có chút biến hóa. Cụ thể như thế nào, hắn không nói được. Luân hồi chi chủ vì sao phải như vậy cử chỉ? Nhâm Phi Phàm con ngươi rơi vào bên kia phần thiên tự tại thiên bên trong, hắn có thể cảm giác được, cái này phần thiên nếu như lớn lên, tuyệt đối không thua 3000 thế giới tự tại thiên. Rất lâu sau đó, đám người mới từ khiếp sợ bên trong dần dần phục hồi tinh thần lại. Diệp Thần cả người hơi thở thu lại, một thân tu vi lại là bước vào càn khôn cảnh tầng 2 thiên. Hàn băng lão tổ và tinh thần lão tổ đều bị kinh ngạc được không nói ra lời. Chỉ có cái đó đồ đỏ ông già cũng chính là liệt hỏa lão tổ, nhẹ cười khẽ một tiếng, ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, giọng khá là khen ngợi nói quả nhiên là hậu sinh khảo ý à. Diệp Thần cũng không ra oai. Cười cười nói, tiền bối quá khen. Lúc này, mắt thấy hết thảy Sở Khiếu đã ghen tị đến nổi điên, cặp mắt ứ máu nhìn Diệp Thần, cả người cũng đang phát run. Hắn khí được tức lộn ruột. Chẳng lẽ mình thật không phải mạnh nhất sao? Từ nhỏ đến lớn, Sở Khiếu cũng sống ở người khác khen bên trong lớn lên, hắn gặp được cùng cấp bậc đối thủ bên trong, tiên hữu người là mình nhất hợp chi địch, hắn một mực lấy đệ nhất thiên hạ thiên tài tự xưng là. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, Diệp Thần xuất hiện, thậm chí để cho Sở Khiếu đạo tâm cũng xảy ra dao động. Hắn không rõ ràng, cái này có phải hay không ông trời bất công, nhưng là hắn không phục. Hắn không nhận vì mình so người bất kỳ kém. Thân là sư tôn liệt hỏa lão tổ tự nhiên vậy nhìn thấu đệ tử mình ý nghĩ trong lòng, hắn cũng biết, từ giờ khắc này bắt đầu,
tâm ma đã ở Sở Khiếu trong lòng nảy mầm, Diệp Thần Đem sẽ trở thành là Sở Khiếu cả đời bên trong lớn nhất ác mộng, muốn phải trừ hết cái ác mộng này chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất chính là Sở Khiếu đường đường tránh tránh cầm Diệp Thần đánh bại, lại đem hắn chặt chẽ dẫm ở dưới chân. Một cái biện pháp khác chính là để cho Diệp Thần chết, chỉ cần Diệp Thần chết, như vậy sexy ở Khiếu trong lòng tâm ma tự nhiên làm theo cũng chỉ không tồn tại. Diệp Thần thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn mặc dù không biết cái này tự tại thiên xuất hiện, kiếp trước luân hồi chi chủ tại sao phải làm như vậy. Nhưng nhất định là có nguyên nhân. Như vậy thứ nhất, hắn không chỉ ủng có thể tiến hóa phần thiên tự tại thiên, càng có kiếp trước tự tại thiên. Hoặc giả là vực ngoại người thứ nhất đi. Cùng lúc đó, Sở Khiếu tiến lên một bước, đi tới Diệp Thần bên cạnh, sắc mặt đổi được trịnh trọng xuống, nói, Diệp Thần, ngươi có dám cùng ta quyết chiến? Diệp Thần nhướng mày một cái, thật ra thì từ cái này mới xuất hiện thời điểm, Diệp Thần liền từ hắn trên mình cảm nhận được liền địch ý mãnh liệt, Diệp Thần tự nhận mình trước kia chưa bao giờ và người này có qua lại gì, tên này ngược lại cũng khôi hài rất. Ta cùng ngươi cũng không thâm cừu đại hận, tại sao phải quyết đấu với ngươi? Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nhàn nhạt nói. Sở Khiếu thượng không nói chuyện, Liệt Hỏa lão tổ liền cướp trước một bước, cười cười nói, Diệp Thần tiểu hữu, ngươi hiểu lầm ý của hắn, hắn người này chính là cái này nóng này, gặp ngươi dị bẩm thiên phú, khó tránh khỏi lòng ngứa ngáy ngứa, muốn cùng ngươi giao thủ, qua qua tay ghiền. Nhâm Phi Phàm nhướng mày một cái, nói, không thể. Diệp Thần ngươi hiện tại mới vừa thành công đột phá cảnh giới, chưa củng cố lại, giờ phút này không thể cùng người giao thủ. Diệp Thần biết, Nhâm Phi Phàm như thế nói là ở vì tốt cho mình, huống chi có Nhâm Phi Phàm ở chỗ này, mình chỉ muốn cự tuyệt, cái này Sở Khiếu cũng không thể thật làm gì mình. Bất quá Diệp Thần nhưng cảm thấy, đây đối với tự mình tới nói chưa chắc không phải một cái cơ hội, có thể cùng cái gọi là thiên tài giao thủ, cũng là Diệp Thần mong đợi rất lâu sự việc. Nhâm tiền bối, đa tạ người ý tốt, không quá ta vừa vặn muốn phải thử một chút cái này tự tại thiên uy lực. Diệp Thần tựa như hạ định quyết tâm vậy, cười nói. Nhâm Phi Phàm cũng biết, một khi Diệp Thần quyết định rồi sự việc, là người bất kỳ cũng không sửa đổi được. Hắn đang muốn nói gì, Liệt Hỏa lão tổ lại nói, Nhâm huynh, ngươi cũng không cần như vậy lo âu, chỉ là vãn bối tới giữa so tài thôi, điểm đến thì ngưng, tuyệt sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Hơn nữa, bọn họ so tài, đối với riêng mình võ đạo tu vi tăng lên cũng có trợ giúp, thế nào mà không làm chứ? Liệt Hỏa lão tổ lại bổ sung một câu nói. Cái này, được rồi, không quá ta có một cái điều kiện, phải cầm ngươi học trò tu vi áp chế đến còn chân cảnh ba tầng thiên, như vậy thứ nhất, cuộc tỉ thí này mới tính là công bình. Nhâm Phi Phàm ở lúc nói lời này, mười phần cương quyết, tựa hồ không cho Liệt Hỏa lão tổ một chút trả giá cơ hội. Dẫu sao Sở Khiếu cực kỳ trẻ tuổi, thiên phú ở trên trời người vực đều rất ít gặp, càng có vượt cấp chiến đấu thực lực. Liệt Hỏa lão tổ suy nghĩ một hồi, vẫn gật đầu một cái, nói cái này là tự nhiên, ta đệ tử tu vi cao hơn Diệp Thần tiểu hữu quá nhiều, nếu không áp chế cảnh giới, chính là ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi yên tâm, áp chế đệ tử ta tu vi sự việc, ngươi có thể tự mình làm. Như thế tốt lắm, Nhâm Phi Phàm sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái nói. Mà một bên Sở Khiếu tựa hồ cũng sớm đã không kịp đợi, sải bước tiến lên, đi tới Nhâm Phi Phàm trước người. Đúng mực nói, xin Nhâm tiền bối động thủ đi. Nhâm Phi Phàm thần sắc đông lại một cái, nhẹ nhàng khoát tay, một đạo khí tức mờ ảo liền bị dưới vào liền Sở Khiếu trong cơ thể. Ngay tức thì, Sở Khiếu tu vi liền từ còn chân cảnh 6 tầng thiên rơi xuống còn thật 3 tầng thiên. Bất quá, như vậy tu vi rơi xuống chỉ là tạm thời, đến khi đại chiến kết thúc sau đó, Sở Khiếu tu vi tự nhiên còn có thể khôi phục. Sở Khiếu vậy căn bản không quan tâm hết thảy các thứ này. Phong tỏa mình tu vi thì như thế nào, hắn muốn chính là theo Diệp Thần đại chiến một tràng, nếu là mình lấy mạnh gạt yếu, hắn còn không vui đâu. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta có thể sẽ không thu tay. Sở Khiếu nhìn Diệp Thần ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng, đã là nhao nhao muốn thử. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nói ta thế hệ võ giả vì sao tiếc đánh một trận. Ngươi phóng ngựa đến đây đi. Diệp Thần vừa dứt lời. Sở Khiếu thân hình tựa như cùng tên rời cung như nhau xông ra ngoài, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi bước, ngay lập tức tới giữa liền xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng, hắn tung người nhảy lên, vô tận cự lực một quyền thì phải nện ở Diệp Thần bên trên. Hắn không chỉ thực lực khủng bố, thân xác và lực lượng cũng là khủng bố.
Sở Khiếu có tuyệt đối tự tin, mình có thể ở trong thời gian ngắn đánh bại Diệp Thần. Coi như mình mở ra tự tại thiên kém hơn Diệp Thần thì phải làm thế nào đây? Hắn là thiên nhân vực thiên tài, hơn 20 tuổi liền bước vào còn chân cảnh. Nghiền ép vô số cường địch. Nhâm Phi Phàm có thể tạm thời phong ấn mình cảnh giới tu vi, nhưng là võ đạo cảm ngộ và lực lượng là hắn không cách nào phong tỏa, đây cũng là Sở Khiếu chỗ dựa lớn nhất. Ngay tại Sở Khiếu một quyền này khó khăn lắm cách Diệp Thần ra đầu còn có tấc vuông tới giữa thời điểm, Diệp Thần thân thể đột nhiên biến mất. Một khắc sau, Diệp Thần liền xuất hiện ở Sở Khiếu đỉnh đầu, hắn đang muốn làm khó dễ, đầu óc bên trong liền vang lên Nhâm Phi Phàm thanh âm. Diệp Thần, người nhớ, trận chiến này dù sao cũng không nên động dùng luân hồi nhất mạch thần thông, tuyệt đối không thể bại lộ mình thân phận. Nhâm Phi Phàm không thể không như thế dặn dò Diệp Thần, dẫu sao trước mắt ba vị lão tổ thân phận không so tầm thường, nếu để cho bọn họ biết Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ chuyển thế, vậy làm phiền có thể to lắm. Diệp Thần vậy âm thầm cho Nhâm Phi Phàm truyền âm, Nhâm tiền bối, người yên tâm, ta tuyệt sẽ không bại lộ mình thân phận. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Sở Khiếu vậy không hàm hồ, vừa lên tới chính là sát chiêu. Ha ha, người tự tại thiên cố nhiên lợi hại, nhưng ta tự tại thiên vậy chưa chắc so với người kém. Dứt lời, Sở Khiếu liền đem mình tự tại thiên cho phóng thích ra ngoài. Đó là một khối màu đỏ thấm không gian. Bất quá cái này nhưng không giống với hắn sư tôn ngọn lửa thế giới. Màu đỏ thấm thế giới bên trong, có thể thấy mấy đạo tàn hồn ở tới lui ngang dọc, uy danh chấn thiên. Diệp Thần thần sắc đổi được ngưng trọng, hắn nhìn ra, đây là thượng cổ võ hồn, mỗi một cái hồn phách cũng ẩn chứa vô tận võ đạo tinh túy. Ngoại giới xem cuộc chiến liệt hỏa lão tổ cười vuốt râu, nhìn một cái Nhâm Phi Phàm, nói, Nhâm huynh, cái này đồ nhi ta tự tại thiên, võ thần không gian. Xin Nhâm huynh ngươi chỉ điểm một hai. Nhâm Phi Phàm thần sắc không thay đổi, nói cứ nghe thượng cổ lúc đó, có 8 đại võ tôn ở vực ngoại diễn võ, tạo hóa vô biên, mở ra võ đạo thế giới, không nghĩ tới phần cơ duyên này, lại bị ngươi đồ nhi cho được đi. Ha ha, chỉ là vận khí tốt mà thôi, liệt hỏa lão tổ cười nói. Mọi người đều biết, một cái cường đại võ giả, thường thường đều có đại khí vận bằng thân, đây chính là mọi người thường nói được trời ưu đãi người. Loại người này từ khi ra đời một khắc đó trở đi, liền đã quyết định hắn cả đời này không tầm thường. Rất hiển nhiên, Sở Khiếu chính là người như vậy. Võ thần bên trong không gian, Sở Khiếu cười to nói, thằng nhóc, người căn bản không phải ta đối thủ. Diệp Thần cười nhạt, là không phải là đối thủ, còn muốn cùng đấu qua mới biết. Hừ, ngươi tự rước lấy, vậy ta thành toàn cho ngươi. Sở Khiếu hét lớn một tiếng, thúc giục một đạo võ hồn liền hướng Diệp Thần chạy đánh tới. Mãnh liệt võ đạo khí thế cho Diệp Thần mang tới to lớn uy áp. Không thể không nói, Sở Khiếu thiên phú và võ đạo ý vận cực kỳ khủng bố. Nếu như không chết hiểu, vạn năm sau đó, tất nhiên trở thành một khối cự phách. Tốt khí thế đáng sợ. Diệp Thần trong lòng không nhịn được cảm khái. Hắn cả đời này gặp phải đối thủ cường đại quá nhiều, vượt cấp khiêu chiến đối với Diệp Thần mà nói, lại là chuyện thường ngày sự việc. Nhưng mà đem võ đạo tu vi áp chế đến theo mình một cái cấp bậc, còn có thể để cho mình cảm thấy áp lực, cái này Sở Khiếu vẫn là người thứ nhất, cái này đích xác là một cái không thể có nhiều đối thủ, Diệp Thần cũng không nhịn được đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Người này thậm chí có thể so Trầm Nguyệt ám tử mấy vị kia mạnh hơn. Diệp Thần trong tay giáng Trần Hàng Long kiếm ra khỏi vỏ, bộc phát ra kiếm mang kinh khủng, cứ như muốn biến dạng thiên địa này. Đáng tiếc. Ở kiếm khí và võ hồn phát sinh thời điểm đụng chạm, lại cũng không đối với võ hồn tạo thành tổn thương gì. Phòng ngự thật là mạnh lực, Diệp Thần thầm kinh hãi. Sở Khiếu lăng không, trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thần, cười nhạt không dứt, thằng nhóc, coi như ngươi tìm hiểu 3000 đại thế giới tự tại thiên thì có ích lợi gì. Ngươi định trước thủ hạ ta bại tướng. Sở Khiếu ngang dọc cả đời, chưa gặp được thua trận, hắn tuyệt không cho phép bất kỳ cái gọi là thiên tài ngăn trở mình. Ngăn trở mình chứng đạo đường, kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Hiện tại, chỉ cần ngươi quỳ xuống đất cho ta dập đầu nhận thua, liền có thể miễn đi đau khổ da thịt. Sở Khiếu nhàn nhạt uy hiếp nói. Ở hắn xem ra, trận chiến này đã không có cần thiết đánh nữa, bởi vì Diệp Thần không thể nào là đối thủ của mình. Nhâm Phi Phàm ở chỗ này, hắn vậy không có biện pháp giết chết Diệp Thần, nhưng là hắn nhưng có thể để cho Diệp Thần chịu nhục. Hắn chính là muốn để cho Nhâm Phi Phàm xem người xem trọng cái gọi là thiên tài,
ở mình trước mặt chỉ là một ngoác đuôi xin xỏ chó hoang thôi. Diệp Thần cũng bị Sở Khiếu lời nói này hoàn toàn chọc giận. Diệp Thần gần đây đều là theo đuổi người không phạm ta, ta không phạm người quy tắc, nhưng mà cái này Sở Khiếu lại nhiều lần khiêu khích mình, đơn giản là khó mà tha. Tượng đất còn có ba phần tức giận đâu, huống chi là Diệp Thần. Diệp Thần rút kiếm lên, thi triển ra nắm giữ kiếm pháp. Cả người giống như kiếm thần xuống trần, mỗi một lần khua kiếm đều có một mảng lớn kiếm quang nghiêng ra, như muốn nuốt phệ thiên. Ha ha, đây chính là ngươi lá bài tẩy. Buồn cười. Sở Khiếu biểu hiện 10 phần khinh thường. Lòng hắn bên trong rõ ràng, Diệp Thần gánh nổi thiên tài cái này hai chữ, nhưng hắn dẫu sao còn quá trẻ, người tuổi trẻ khó tránh khỏi liền sẽ trẻ tuổi khí thịnh. Sở Khiếu chỉ cần đem Diệp Thần bóp chết ở nôi bên trong, hoặc là ở Diệp Thần lớn lên trước, liền hoàn toàn làm tan rã hắn đạo tâm, như vậy Diệp Thần liền lại cũng không khả năng thành vì mình uy hiếp. Bàn vũ khai thiên thức. Sở Khiếu gào thét một tiếng liền xông tới, một chiêu này cũng là hắn từ võ thần không gian bên trong lĩnh ngộ tới, uy lực tuyệt luân. Tin đồn, thượng cổ lúc có một cái tên là bàn vũ võ giả, võ đạo thông thần, có thể khai thiên tích địa, mà đây võ hồn bên trong không gian thập đại võ hồn, trong đó một cái chính là bàn vũ sau khi chết biến thành. Bàn vũ sau khi chết trở thành Sở Khiếu thần bảo vệ. Diệp Thần trong tay giáng trần hàng long kiếm không khỏi được khẽ run đứng lên. Tựa hồ là kiếm đã thông linh, cảm nhận được liền đối thủ cường đại muốn ẩm huyết vậy. Diệp Thần đạn kiếm hát vang, ta có một kiếm, cũng có thể khai thiên. Cuồng bạo kiếm khí cuộn sạch, xé nát không gian. Võ thần bên trong không gian, bàn vũ đại thần mặc dù chỉ có tàn hồn, nhưng là ở Sở Khiếu thần thông gia chỉ dưới, tựa hồ đã hình thành thân xác, ngưng tụ thành thực chất. Đó là một cái thế chân võ nam tử, to lớn bá đạo. Cả thân bắp thịt giống như cù long vậy bốc lên, tràn đầy nổ tung cảm. Hắn hai quả đấm cờ múa tới giữa, mang theo tạp vô tận lực đạo, băng thiên liệt địa, uy không thể đỡ. Không lâu lắm, Diệp Thần trong tay giáng trần hàng long kiếm liền rớt xuống đất. Thấy một màn này, liệt hỏa lão tổ vậy mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng ngầm ngầm thoải mái mau. Sở Khiếu thật đúng là không để cho mình thất vọng, mình mặc dù bại bởi Nhâm Phi Phàm. Nhưng là hiện tại học trò tựa hồ phải đem bãi tìm trở về. Võ thần bên trong không gian, Sở Khiếu không đếm xỉa tới nhìn Diệp Thần, khinh miệt nói, thằng nhóc, kiếm ngươi cũng rớt, ngươi còn lấy cái gì theo ta đấu. Còn không quỳ xuống cúi đầu. Cút, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, vô tận sát ý bao phủ toàn thân. Hồn thể đổi thành thi triển. Tạm thời tới giữa, sáu đại nguyên phù đều xuất hiện. Kinh khủng căn nguyên lực cắt rời hư không. Sở Khiếu cũng không khỏi được cả kinh thất sắc, cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, hắn không dám hết lấy xem nhẹ, vội vàng sử dụng ba đạo võ hồn, đi đối kháng Diệp Thần sáu đại nguyên phù, vừa vặn một đạo võ hồn có thể kềm chế hai đạo nguyên phù. Diệp Thần đôi mắt hơi trầm xuống, hắn là đang nhớ lại lúc trước Nhâm Phi Phàm chiến đấu lúc cảnh tượng. Ngay lập tức sau đó, Diệp Thần con ngươi đột nhiên mở ra, từng luồng tinh khí từ hắn trong con ngươi bạo phát ra. Huyết nguyệt trên không. Diệp Thần rốt cuộc ngộ được Nhâm Phi Phàm nói đã là cái gì? Đây chính là Diệp Thần ý cảnh. Một vầng trăng máu chậm rãi bay lên trời. Theo Diệp Thần đột phá tu vi, hắn huyết nguyệt đồ thiên trảm uy lực cũng càng trên một tầng lầu, hôm nay đã có thể thả ra đến gần 6 tua huyết nguyệt, hơn nữa ý cảnh gia trì, hôm nay Diệp Thần huyết nguyệt đồ thiên trảm, uy lực đã sớm xưa không bằng nay. Sở Khiếu cũng là thần sắc đại biến. Đây lại là Nhâm Phi Phàm tiền bối huyết nguyệt đồ thiên trảm, tại sao Diệp Thần vậy học biết? Xem ra Nhâm Phi Phàm tiền bối là thật cầm Diệp Thần làm đệ tử tới tài bồi. Ha ha, vậy vòng thứ 6 huyết nguyệt hình thái cũng không hoàn chỉnh, người còn kém xa đây. Sở Khiếu khinh thường cười nói, tung người lên, ở võ đạo lực ra chỉ xuống, thân hình vậy chợt tăng gấp mấy lần. Phải không, Diệp Thần cười nhạt không dứt, lại nói, thế gian vạn vật. Quy hết về ta Hồng Mông tinh không. Hồng Mông đại tinh không, hiện. Ngay tức thì, một đạo to lớn tinh không lưới lớn bao phủ cái này mảnh không gian. Chút tài mọn, cũng tới phô trương. Cho dù ở Hồng Mông đại tinh không dưới sự uy áp, vậy chút nào hám không nhúc nhích được Sở Khiếu tăng vọt chiến ý. Bởi vì Diệp Thần càng cường đại, hắn lại càng cảm thấy hưng phấn. Hắn nhảy lên một cái, cười to nói, tay cầm nhật nguyệt lấy ngôi sao. Thế gian vô ngã như vậy người. Hôm nay, ta liền cầm ngươi tinh, xé ngươi tháng.
Sở Khiếu 10 phần cuồng ngông bá đạo, thân hình thoát một cái, bắt đầu đánh giết đầy trời tinh nguyệt. Giờ phút này, hắn đã phát động 10 tôn võ hồn, 10 hồn đồng thời diễn võ, tựa hồ là nếu lại tạo thiên địa càn khôn. Chết đi, chết đi. Sở Khiếu đã giết mù quáng, hôm nay hắn thế tất yếu để cho Diệp Thần làm dưới tay mình bại tướng. Diệp Thần mắt gặp đầy trời tinh thần và huyết nguyệt đổi được bộc phát ảm đạm, cũng biết việc lớn không ổn. Cái này Sở Khiếu nội tình thật sự là quá mạnh mẽ, là Diệp Thần gặp được cùng cấp bậc bên trong nhất đối thủ cường đại, đối với người như vậy, nếu như không thi triển luân hồi huyết mạch thần thông, cũng chỉ có thể sử dụng mình mới vừa lĩnh ngộ 3.000 đại thế giới tự tại thiên. Có thể 3.000 đại thế giới tự tại thiên là kiếp trước luân hồi chi chủ tự tại thiên, sẽ hay không có bại lộ nguy hiểm. Còn như Sóc Lão, Huyền Hàn Ngọc và luân hồi mộ địa đại năng lực lượng, Diệp Thần căn bản không dự định vận dụng. Những cái kia xem cuộc chiến lão yêu quái có thể là tới từ thiên nhân vực, nếu là bị phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngay tại Diệp Thần do dự lúc đó, Nhâm Phi Phàm thanh âm xuất hiện ở Diệp Thần bên tai. Diệp Thần, nếu ngươi cảm ngộ kiếp trước tự tại thiên, không ngại liền thử một chút đi. Đã từng luân hồi chi chủ tự tại thiên rất ít có người làm chứng, liền liền ta cũng chỉ gặp một lần. Bọn họ tự nhiên không biết. Hơn nữa, ngươi hiện tại lĩnh ngộ 3.000 thế giới tự tại thiên tựa hồ và luân hồi chi chủ lúc đó tự tại thiên lại có một chút không giống nhau. Cụ thể không giống nhau ở nơi nào, ta cũng không biết. Diệp Thần nghe, ánh mắt sáng lên. Đã như vậy, hắn liền toàn lực ứng phó. 3.000 thế giới, khác đường về cùng đích, Diệp Thần nghiêm nghị quát lên. Nháy mắt tức thì, một đạo kinh khủng khí thế bao phủ hơn nửa màn trời. Một phiến to lớn hơn thế giới đem võ thần không gian bao trùm ở bên trong. Mà Sở Khiếu khóe miệng nhưng hơi dơ lên, cười lẩm bẩm, rốt cuộc phải sử dụng cái đó truyền thuyết tự tại thiên liền sao. Sở Khiếu rất là kích động, hắn cũng muốn xem, truyền thuyết này cấp bậc 3.000 đại thế giới tự tại thiên kết quả có lợi hại bực nào. Một mảng lớn thế giới từ trên trời hạ xuống, thuần túy nhất lực lượng hướng Sở Khiếu đánh vào. Một phiến thế giới liền đại biểu một loại quy tắc. Có ánh sáng minh và hắc ám, có ngũ hành, cũng có phong vũ lôi điện. Chỉ gặp thập đại võ hồn hóa thành tàn ảnh, không vào Sở Khiếu trong cơ thể, giờ khắc này, hắn tựa hồ biến thành thông thiên chiến thần, cả người trên dưới chiến ý sôi trào, vô cùng cuồng bạo. Thập phương võ hồn, tất cả thuộc về ta thân. Ta phải đem ngươi xé nát. Sở Khiếu giống giận tiến lên, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể liền phá vỡ hư không, vung tay lên, võ đạo lực kích động ra. Một mảng lớn thế giới bị vặn được nghiền. Diệp Thần cũng là không sợ chút nào, cùng bác sát. 3.000 đại thế giới, 3.000 tự tại thiên. Phịch đích một tiếng. Hủy diệt lực lượng rồi rào liền toàn bộ thung lũng. Một mảng lớn bụi khói dâng lên, chung quanh hết thảy cũng đổi được mông lung. Cái gì vậy không thấy rõ. Qua cực kỳ lâu, bụi khói bên trong, hai đạo thân ảnh mơ hồ càng ngày càng rõ ràng. Một người trong đó là đứng. Mà một người khác nhưng là nửa quỳ. Đứng người này, dĩ nhiên chính là Diệp Thần, hắn mới vừa xử xuất cả người thủ đoạn, 3.000 đại thế giới đều xuất hiện, mới khó khăn lắm thắng cái này Sở Khiếu nửa chiêu. Sở Khiếu khóe miệng chảy máu, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, cánh tay da thịt đã nứt ra, huyết tinh khí rất nặng. Hết thảy liền phát sinh ở ánh đèn lấp lóe tới giữa, cao thấp liền phán, chung quy vẫn là hắn thua. Ta không phục. Sở Khiếu chật vật từ dưới đất bò dậy, gào thét nói. Liệt Hỏa lão tổ vội vàng tiến lên kéo hắn lại, an ủi, đủ rồi, chúng ta đi. Hắn tuyệt không có thể để cho mình đệ tử lại xung động hành sự, tiếp tục như vậy nữa, Sở Khiếu rất có thể phải đóng ở chỗ này. Cái gọi là lưu được núi xanh, Sở Khiếu thực lực hơn xa Diệp Thần, sau này có chính là tái chiến cơ hội. Trận chiến này đích xác là Sở Khiếu thua, hơn nữa thua rất hoàn toàn. Thua liền thua ở Sở Khiếu trong mắt không người, coi trời bằng vung, hắn quá tự tin, vậy đánh giá quá thấp Diệp Thần thực lực. Liệt Hỏa lão tổ ngược lại xem được rõ ràng, hắn biết Sở Khiếu đã thua, ở tu vi bị áp chế dưới tình huống hắn không thể nào là Diệp Thần đối thủ, nếu như đánh tiếp nữa, thua thiệt cũng chỉ có thể là hắn. Hắn cưỡng ép kéo lại Sở Khiếu, rời đi nơi đây. Ba vị lão tổ cũng rời đi sau đó, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa. Một hơi đỏ bừng máu tươi phun ra ngoài, hắn bước chân có chút lảo đảo, nếu không phải Nhâm Phi Phàm kịp thời đỡ hắn, hắn suýt nữa thì phải mới ngã xuống đất. Trận chiến này, Diệp Thần bị thương cũng không nhẹ,
chỉ là mới vừa ngay trước ba vị lão tổ và Sở Khiếu mặt, hắn cũng không tốt quá biểu lộ ra. Nhâm Phi Phàm sắc mặt ngưng trọng, thần sắc bất an nhìn Diệp Thần, nhàn nhạt nói. Người bị thương rất nghiêm trọng. Diệp Thần lau mép một cái vết máu, khoát tay một cái, liên tiếp sao cũng được nói, đánh nhau nào có không bị thương đạo lý, bất quá không quan hệ, chỉ là một ít thương nhẹ thôi. Lấy sinh mệnh lực của ta, rất nhanh là có thể khôi phục. Nhâm Phi Phàm ngẩn ra, quả nhiên phát hiện kinh khủng sinh mệnh lực đang Diệp Thần trong cơ thể bùng nổ, hắn lúc này mới yên tâm, nói, Diệp Thần, cái này Sở Khiếu có chút đặc thù, người sau này muốn thời khắc chú ý, đề phòng người này. Diệp Thần hết sức trịnh trọng gật đầu một cái nói, người yên tâm đi, ta chưa bao giờ sẽ khinh thị bất kỳ một người nào kẻ địch. Đúng rồi, người tới đây bên trong, hẳn là có chuyện đi. Nhâm Phi Phàm nghiêm nghị hỏi. Hắn tuy lớn gửi đoán được cái gì, nhưng vẫn là phải nghe Diệp Thần chính miệng nói mới có thể xác định. Nhâm Phi Phàm vừa nói như vậy, Diệp Thần vậy nhớ ra rồi, suýt nữa quên việc lớn. Diệp Thần liền vội vàng giải thích, Nhâm tiền bối. Ta này tới thực là vì Ma Bi chi chủ sự việc. Diệp Thần đem mình ở Ma Hồn Thần Cung bên trong trải qua hết thảy đầu đuôi gốc ngọn đều nói cho Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm thần sắc ngưng trọng, suy tư một hồi mới nói, người lại thả chạy Ma Bi chi chủ. Diệp Thần mười phần xấu hổ cúi đầu, là ta sơ sót. Diệp Thần cho tới bây giờ đều không phải là một người thích cho mình kiếm cớ người, không có thể bắt được Ma Bi chi chủ chính là mình sai trái, đối với lần này, Diệp Thần không muốn làm bất kỳ giải thích gì. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, nói thôi, điều này cũng không có thể trách ngươi, Ma Bi chi chủ có thể không bình thường, muốn phải bắt được hắn cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản, huống chi hắn thực lực không có ở đây dưới ngươi, ngươi bắt không được hắn cũng là về tình thì có thể lượng thứ sự việc. Diệp Thần vì thế cũng là mười phần nhức đầu, hắn biết tự cầm không dưới Ma Bi chi chủ căn bản cũng không phải là cái gì tu vi không đủ vấn đề, mà là ma bia quá mức quỷ dị. Ma Bi chi chủ lấy luân hồi huyền bi là nền tảng, vô luận Diệp Thần tu vi cao đến mức độ nào, chỉ cần không thể cầm ma bia hoàn toàn hàng phục, hắn thì không thể chân chính giết chết Ma Bi chi chủ. Mà hiện tại, Ma Bi chi chủ đã chọc thủng lồng giam, ở bên ngoài làm sằng làm bậy, Diệp Thần là một khắc cũng không thể đợi. Liền đi thẳng vào vấn đề nói. Nhâm tiền bối, trước khi tới, tổ tiền bối đều nói cho ta, muốn chân tránh hàng phục ma bia, duy nhất biện pháp chính là thái thượng nhập ma. Ta đã làm xong nhập ma chuẩn bị, hy vọng ngài có thể chỉ cho ta một con đường sáng. Nhìn Diệp Thần bền bỉ không rút ra ánh mắt, Nhâm Phi Phàm cũng không khỏi được hơi động dung, người coi là thật đã nghĩ xong. Người có biết nhập ma cần phải bỏ ra giá bao nhiêu sao? Diệp Thần thần sắc kiên nghị, không chút nghĩ ngợi nói, bỏ mặc cái giá này có nhiều đắt tiền, ta đã không có cái lựa chọn thứ hai. Ma Bi chi chủ hiện tại được thả ra. Cái này một phần nhân quả có thể coi là ở Diệp Thần trên đầu, hiện tại vực ngoại có như vậy nhiều vô tội sinh mạng chết ở Ma Bi chi chủ trên tay, Ma Bi chi chủ mỗi giết nhiều chết một người người, Diệp Thần trên mình nhân quả cũng nặng một phần. Đây là sứ mạng của hắn nghĩa vô phản cố. Nhưng mà Nhâm Phi Phàm tựa hồ còn có mình lo âu, như cũ khuyên, Diệp Thần, nếu Tô Mạch Hàn đã nói cho ngươi, vậy ngươi hẳn biết, muốn nhập ma, chỉ có tu thành truyền thuyết kia ở giữa Thái Thượng Thiên Ma Thể. Môn thần thông này chủ nhân, chắc hẳn Tô Mạch Hàn đã cùng ngươi giới thiệu qua liền chứ. Diệp Thần khẽ vuốt cằm, Nhâm Phi Phàm lại nói, Diệp Thần, trên người người này có lớn nhân quả, không tới dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, ta rất không hy vọng ngươi theo người này dính trên nhân quả. Nhâm tiền bối, nói nhiều vô ích, ý ta đã quyết, người dẫn ta đi gặp hắn đi. Diệp Thần không có chút nào do dự, trực tiếp nói. Thấy vậy. Nhâm Phi Phàm cũng chỉ tốt gật đầu một cái, hắn nên làm nghĩa vụ đã làm được, tiếp theo liền xem Diệp Thần của mình, dẫu sao đường là Diệp Thần tự đi ra ngoài, Nhâm Phi Phàm tương đương với Diệp Thần hộ đạo giả, nhưng hắn cũng không thể thay thế Diệp Thần làm bất kỳ quyết định. Được, vậy ngươi đi theo ta đi. Nhâm Phi Phàm nhẹ nhàng nhảy một cái, kéo Diệp Thần cánh tay, vung tay lên liền xé một mảnh không gian. Thời gian trôi qua, ở hư vô trong không gian. Diệp Thần cũng không biết theo Nhâm Phi Phàm tạt qua bao lâu, cho đến phía trước xuất hiện quang minh, Diệp Thần mới rõ ràng mình mục tiêu đã đến. Trước mắt là một phiến hoang vu mặt đất, trừ sâu màu nâu hòn đá, cái gì vậy không thấy được. Diệp Thần do nhớ Tô Mạch Hàn tiền bối theo mình nói qua, năm đó đại ma theo Nhâm Phi Phàm so tài thất bại sau đó, liền một mực núp ở mình bên trong động phủ,
bế quan không ra, chẳng lẽ nơi này chính là đại ma đất tu hành sao? Nhâm Phi Phàm đem Diệp Thần chậm rãi để xuống, bình tĩnh nói, Diệp Thần, ta chỉ có thể đưa ngươi tới nơi này, có thể hay không luyện thành thái thượng thiên ma thể, liền toàn xem ngươi tạo hóa. Trước khi đi, Nhâm Phi Phàm còn không quên dặn dò Diệp Thần, nơi đây tên là Thiên Ma Vực, cũng là vô số người tu ma trong suy nghĩ thánh địa, thấy phương xa tòa cung điện kia liền sao. Nơi đó gọi là Thiên Ma Cung, đại ma chính là Thiên Ma Cung chủ nhân, nếu như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, thành là Thiên Ma Cung đệ tử, đạt được đại ma thưởng thức, hắn thì có thể đem thái thượng thiên ma thể truyền thụ cho ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ được, coi như ngươi lấy được thái thượng thiên ma thể, ngươi cũng chưa chắc có thể đem nó luyện thành công, hơn nữa đại ma người này tu vi cao thâm khó lường, chỉ so với ta hơi kém nửa xoay sở, là người tính cách ngoan lệ, khó mà đoán, cũng không phải là tốt sống chung người. Nhâm Phi Phàm nhàn nhạt nói. Diệp Thần khẽ gật đầu, từ biệt Nhâm Phi Phàm, hướng Thiên Ma Cung bay đi. Bao la trên vùng đất, có thể thấy sinh mạng lác đác không có mấy, Diệp Thần phát hiện, mình cách tòa cung điện kia càng gần, mãnh liệt bạo động ma khí liền bộc phát đậm đà, nếu không phải Diệp Thần tu vi đã thăng cấp tới càn khôn cảnh, có thể hắn ở chỗ này liền nửa giây cũng đợi không đi xuống, sẽ bị đầy trời ma khí xé nát. Bất quá, đi vào chút Diệp Thần ngược lại phát hiện, ở trên trời ma cung vòng ngoài vùng, tụ tập nhiều võ giả, hết tầm mắt nhìn lại, như biển người một phiến, cực kỳ nguy nga, lại gần một ít, Diệp Thần mới phát hiện, những người này lại toàn bộ đều là người tu ma. Trong đó còn có mấy cái, trên mình ma khí mãnh liệt, làm người ta nhìn mà sợ, cho dù là đặt ở thiên nhân vực cũng coi là một khối đại năng. Chỉ là để cho Diệp Thần nghĩ không hiểu phải, tại sao sẽ có nhiều như vậy người tu ma xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ bọn họ không biết nơi này chính là đại ma địa bàn sao? Hơn nữa đại ma tính cách dở hơi rất, một lời không hợp liền sẽ động thủ giết người, chẳng lẽ bọn họ không sợ chịu đựng đại ma lửa giận sao? Diệp Thần vẫn luôn đứng ở trên đám mây lẳng lặng quan sát, nhưng mà theo thời gian từ từ đổi rời, nơi đây tụ tập người lại càng ngày càng nhiều, mỗi cái trên người nhiều hơn thiếu thiếu cũng dính một chút ma khí, bọn họ từ bốn phương tám hướng tụ tập tới đây, đi đường mệt nhọc, trước khi đi vội vã. Dứt khoát, Diệp Thần vậy biến đổi mình dung mạo, tung người nhảy một cái xâm nhập vào đám người bên trong. Đi tới một cái tán tu bên cạnh, cười hỏi. Vị huynh đài này, không biết nơi này hôm nay là cử hành cái gì hội họp lớn sao? Làm sao tạm thời tới giữa tới nhiều người như vậy? Cái đó tán tu thần sắc cổ quái nhìn một cái Diệp Thần, một mặt không hiểu nói, ngươi không biết. Hôm nay nhưng mà Huyết Tuyệt Ma Cung trăm năm một lần chiêu thu đệ tử ngày à? Tán tu càng xem Diệp Thần càng cảm thấy kỳ quái, nếu đi tới nơi này, làm sao có thể không biết ngày gần đây hội họp lớn đâu. Hắn liền theo Diệp Thần hàn huyên mấy câu sau đó rời đi, Diệp Thần mới chợt hiểu ra, khó trách cũng như này đông đảo người tu ma tề tụ nơi này đâu, nguyên lai là muốn chiêu thu đệ tử, cái này thì nói xuôi được, Huyết Tuyệt Ma Cung uy danh bên ngoài, cung chủ lại là trong truyền thuyết cường giả, có thể trở thành nơi này đệ tử, không biết là nhiều ít người tu ma chuyện mơ tưởng cầu mong tình. Bất quá Diệp Thần cũng biết, đây đối với tự mình tới nói vừa vặn chính là một cái cơ hội, nếu như hắn có thể từ nơi này chút người tu ma trong đó bộc lộ tài năng, trở thành Huyết Tuyệt Ma Cung đệ tử, thậm chí là đưa tới đại ma chú ý, vậy mình rất nhanh là có thể học được Thái Thượng Thiên Ma Thể. Di động tại trong đám người, Diệp Thần lại bắt chuyện mấy cái tán tu, mới đối với nơi này tình huống có một cái hơn nữa rõ ràng biết rõ. Lúc đầu Tô Mạch Hàn hiểu biết sự việc đã sớm biến thành trần hạt mè nát vụn hạt thóc. Năm đó đại ma trở thành Nhâm Phi Phàm bại tướng dưới tay sau đó, nội tâm một mực không cam lòng, hắn ở mình trong động phủ bế quan không tới ngàn năm sau đó liền lần nữa xuất thế. Sau khi đi ra hắn rộng thu học trò, dĩ nhiên mục đích hắn làm như vậy vậy chỉ có một, chính là đem Thái Thượng Thiên Ma Thể tham ngộ được cảnh giới tối cao, bởi vì ở hắn vậy bế quan ngàn năm bên trong, hắn lại có cảm ngộ mới, nhưng là hắn biết mình thiên phú võ đạo đã đến cuối. Liền lại nữa vùi đầu chết, hy vọng có thể tìm được một cái thiên phú xuất chúng đệ tử coi mình người thừa kế. Đây cũng là hắn duy nhất có thể hiểu Thái Thượng Thiên Ma Thể cảnh giới tối cao biện pháp. Nhưng mà vô tận năm tháng trôi qua, hắn một mực cũng không có tìm được để cho mình hài lòng đệ tử. Diệp Thần lộ vẻ rất là tiêu lửa đốt, người chung quanh rộn ràng, hắn thật vất vả mới vào tới trước nhất phương, mà ngay lúc này, một đạo tiếng hô to phá vỡ hiện trường không khí. Chỉ gặp cả người phi khôi giáp nam tử đứng ở Diệp Thần sau lưng, một mặt lửa giận trách cứ, từ đâu tới thằng nhóc thúi, chính là càn khôn cảnh,
lại dám ngăn trở nhà chúng ta thiếu gia đường, ngươi là chán sống sao? Nam tử kia đứng ở Diệp Thần bên cạnh, phách lối ngang ngược, vênh mặt hất hàm sai khiến, khá là vênh váo hung hăng, hồn nhiên không đem Diệp Thần coi vào đâu, tựa như ở hắn xem ra, Diệp Thần chẳng qua là một cái mặc cho người tùy ý cầm bóp con kiến hôi thôi. Nào ngờ lời nói này vậy chọc giận Diệp Thần. Diệp Thần bình sanh thống hận nhất chính là cái loại này ỷ thế hiếp người chó giữ cửa, hôm nay lại dám khi dễ đến trên đầu mình tới, đơn giản là tự rước lấy. Diệp Thần thần sắc lãnh đạm, nói thiên hạ này đường là người trong thiên hạ đi, ta đứng ở chỗ này cũng là đối với Huyết Tuyệt Ma Cung cung chủ kính ngưỡng đã lâu, muốn vì mình tìm được một phần cơ duyên, như thế nào chính là ngăn cản các ngươi đường. Diệp Thần lời nói này nói có thể nói là đúng mực. Để cho tại chỗ không ít người cũng đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, bất quá người thị vệ kia hiển nhiên là không đem Diệp Thần lời nói này coi ra gì. Hắn càng thêm nổi giận, không khỏi được lớn tiếng nổi giận mắng, ngươi tên tiểu súc sinh này, cản nhà chúng ta thiếu gia đường, còn dám ở chỗ này ăn nói bừa bãi, hiện tại quỳ xuống, còn có thể tha cái mạng chó ngươi, nếu không cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, thật là tốt cuồng vọng giọng à. Nơi này chính là Huyết Tuyệt Ma Cung, quản nhà ngươi thiếu gia vẫn là lão gia, có thể không tới phiên bọn họ ở chỗ này ngang ngược. Nghe Diệp Thần lời nói này sau đó, thị vệ kia thốt nhiên giận dữ, cuồng bạo cự lực hướng Diệp Thần đi. Diệp Thần diễn cảm không có biến hóa chút nào, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, một đạo hào hùng lực đạo mãnh liệt ra, ngay tức thì liền đưa cái này thị vệ đánh bay ra ngoài, thân thể của đối phương trên không trung tung tóe liền mấy chục mét, mới nặng nề ném xuống đất. Tạm thời tới giữa bụi khói nổi lên bốn phía, hắn cả người run rẩy, miệng phun máu tươi, hiển nhiên là đã trải qua nội thương rất nặng. Một chiêu oai, khủng bố như vậy. Tại chỗ những người khác cũng đều trố mắt nghẹn họng. Bởi vì bọn họ nhìn ra được mới vừa theo Diệp Thần động thủ cái này thị vệ, cả người tu vi không so tầm thường, đã đạt tới thủy nguyên cảnh. Mà Diệp Thần lại có thể như vậy dễ như trở bàn tay đem hắn đánh bại, có thể tưởng tượng được Diệp Thần tu vi là nghiền ép hắn. Đám người trong chốc lát cũng đối với Diệp Thần sinh ra nồng nặc hứng thú, cái này nhìn như trẻ tuổi như vậy người lại có cái này cùng quyết đoán. Bất quá, có thể tưởng tượng được, một người thị vệ đều có thủy nguyên cảnh tu vi, như vậy thân là chủ nhân thiếu gia tự nhiên không thể khinh thường. Rất nhanh, vậy cái gọi là thiếu gia xuất hiện. Đây là một cái mặc đồ bông nam tử, nhìn qua ung dung phú quý, cả người lung linh quần áo trang sức càng biểu dương hắn vậy cao cao tại thượng khí thế. Hắn mắt lạnh quét một vòng mọi người ở đây, trong mắt đều là nồng nặc ý, cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, mở miệng nói. Ta cho ngươi một lần cơ hội, hiện tại quỳ xuống, rồi sau đó tự sát. Nếu không ta sẽ đích thân đưa ngươi lên đường. Cuồng ngông, bá đạo, phách lối. Đây là làm thói quen liền cấp trên mới có khí thế. Quần chúng vây xem cũng là sợ hãi không dứt, nhưng chỉ có Diệp Thần vẫn là như vậy lãnh đạm. Chỉ là hắn nhìn về phía cái này cái gọi là thiếu gia ánh mắt bên trong nhiều một chút bi ai. Diệp Thần lạnh lùng mở miệng nói, người không phạm ta ta không phạm người, ngươi như xâm phạm ta, liền chỉ có một con đường chết. Ngươi tự tìm cái chết. Cái đó nam tử vung tay lên, sau lưng bạch hổ thú cưỡi đột nhiên liền vọt tới, dương ra miệng to như chậu máu, tạm thời tới giữa hơi thở máu tanh tràn ngập chu vi mấy dặm chi địa, tất cả mọi người đều lõm sâu sợ hãi bên trong. Vậy ngay tại lúc này, đám người bên trong truyền đến từng trận nói nhỏ, mấy cái tán tu đang châu đầu ghé tai tham khảo trước cái gì. Đây là dị thú phách thiên hổ, đây là Hồng Trần Ma Tông hộ sơn thần thú. Người này là Hồng Trần Ma Tông thiếu chủ, cái này hôm nay chỉ sợ là muốn ngược lại xui xẻo, lại liền đại nhân vật như vậy cũng dám đắc tội. Cái gì? Lại là Hồng Trần Ma Tông? Chung quanh những người khác, nghe được Hồng Trần Ma Tông cái này bốn chữ sau đó. Vậy đều rối rít biến sắc. Môn phái này đại danh đối với bọn họ mà nói có thể nói là như sấm bên tai, đặc biệt là xem bọn họ như vậy người tu ma. Hồng Trần Ma Tông vậy cũng coi là người tu ma thánh địa, nghe nói nên môn phái tông chủ cả người tu vi đã sớm đạt tới còn chân cảnh đỉnh cấp, đủ để gọi là một khối đại lão. Hơn nữa Hồng Trần Ma Tông nội tình cực kỳ thâm hậu, truyền thừa đếm lâu vạn năm, trừ tông chủ ra, bên trong môn phái trưởng lão hộ pháp cũng đều tu vi không tầm thường. Nếu như tụ tập trung một chỗ, có thể nói là một cổ không thể khinh thường sức chiến đấu nha. Tất cả mọi người đều sẽ không tin tưởng, chỉ dựa vào Diệp Thần lực một người có thể đối kháng như vậy một cái bảng tông môn lớn.
tất cả mọi người đều là Diệp Thần thật sâu lau mồ hôi một cái. Nghe được chung quanh người nghị luận, Diệp Thần mặt không đổi sắc, kiếm trong tay, đột nhiên ra khỏi vỏ. Một cổ bá đạo kiếm khí phun ra, ngay lập tức tới giữa liền gào thét đi. Kiếm rơi, vậy Hồng Trần Ma Tông thiếu tông chủ Đoạn Vô Nhai tóc dài cho chém rụng hơn nửa. Đoạn Vô Nhai dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị một kích này, nhất thời cảm thấy mặt mũi không sáng, lửa giận ngút trời, hắn tóc tai bù xù, gầm thét nhìn về phía Diệp Thần, người tên súc sinh này. Lại dám phạm thượng, hôm nay ta phải giết ngươi. Ha ha, muốn giết ta, ngươi cứ việc thử một chút xem. Diệp Thần không sợ chút nào, từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thần liền đã nhìn ra. Giờ phút này Đoạn Vô Nhai tu vi ở Diệp Thần trước mặt bại lộ không bỏ sót, chỉ có nửa bước còn thật. Ngay tại gươm thuốt vỏ, nỏ dương dây lúc đó, cả người màu đen đạo bào chàng thanh niên từ trong đám người đi ra. Hắn thần sắc bất thiện nhìn một cái Đoạn Vô Nhai và Diệp Thần, lạnh giọng nói, ở ta Huyết Tuyệt Ma Cung trước mặt há cho ngươi chờ ở này đấu nhau, chẳng lẽ là không đem ta Huyết Tuyệt Ma Cung để vào mắt sao? Người này vừa mở miệng liền mang theo một cổ nồng nặc uy hiếp giọng, mười phần bá đạo. Nhưng mà Đoạn Vô Nhai trong lòng còn nín một hơi đâu, liền mở miệng cãi lại nói, cái này vị tiền bối, là cái này con kiến hôi khiêu khích ta ở phía trước, ta chẳng qua là bình thường phản kích thôi. Cũng không ngờ vậy thanh niên áo đen, trực tiếp đem Đoạn Vô Nhai nói coi thường, lạnh lùng cười nói, ta bỏ mặc các ngươi hai người tới giữa có thù gì hận, ở ta trước mặt động thủ chính là không được, nếu là khuấy loạn ngày hôm nay chiêu thu đệ tử hội họp lớn, tự gánh lấy hậu quả. Nghe lời này một cái Đoạn Vô Nhai lại là không vui, lập tức tự giới thiệu nói, cái này vị tiền bối ngươi có chỗ không biết, tại hạ là Hồng Trần Ma Chủng thiếu tông chủ, ta phụ thân nhưng mà... Đoạn Vô Nhai đang muốn phải báo xuất từ mấy phụ thân danh hiệu, nhưng mà hắn nói chỉ nói đến một nửa, liền bị cái này thanh niên áo đen vô tình cắt đứt, nghiêm giọng khiển trách, ta quản ngươi phụ thân là ai, còn dám nói nhiều một câu, ngươi phụ thân sẽ biết ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Đoạn Vô Nhai ngay tức thì liền ngây dại, Hồng Trần Ma Cung mặc dù cửu phụ tiếng tốt, cũng là vô số võ giả kính ngưỡng tồn tại, nhưng mà nếu như phải đem Hồng Trần Ma Chủng theo Huyết Tuyệt Ma Cung so sánh với... Vậy thì có chút quá buồn cười, không khác nào lấy trứng chọi đá. Dẫu sao Huyết Tuyệt Ma Cung cung chủ nhưng mà vị kia nhân vật trong truyền thuyết, coi như mình phụ thân ở chỗ này thấy cung chủ vậy được dập đầu quỳ bái, mình lại coi như là cái thứ gì đâu. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Đoạn Vô Nhai cũng không dám lại tiếp tục gây chuyện, nhưng hắn vẫn là mặt đầy oán độc trừng mắt một cái Diệp Thần. Từ đầu chí cuối Diệp Thần cũng chỉ là bình tĩnh nhìn cái này thanh niên áo đen, không nói một lời. Cho đến hắn đem Đoạn Vô Nhai hung hãn khiển trách qua liền sau đó mới mở miệng nói, cái này vị tiền bối, vãn bối mến đã lâu Huyết Tuyệt Ma Cung uy danh, hôm nay đặc biệt tới bái sơn cửa, tìm cái cơ duyên. Thanh niên áo đen nhàn nhạt liếc mắt một cái Diệp Thần, rồi sau đó cười nói, ngày hôm nay mỗi một người tại chỗ đều muốn gia nhập ta Huyết Tuyệt Ma Cung, nhưng ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi, ở trong các ngươi cuối cùng chân chính có thể trở thành ta Đại Ma Cung đệ tử người, trong một vạn không có một. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này cũng đổi sắc mặt. Trong một vạn không có một, như vậy tỷ lệ vậy quá xa vời đi. Coi như giờ phút này đi tới nơi này muốn trở thành Huyết Tuyệt Ma Cung đệ tử người, ước chừng có mấy triệu nhiều, nhưng mà ở như vậy sàng lọc dưới, vậy thì đồng nghĩa với cuối cùng có thể trở thành Huyết Tuyệt Ma Cung đệ tử người, chỉ có mấy trăm người mà thôi. Mọi người ở đây cũng buồn không vui thời điểm, thanh niên áo đen lại lên tiếng, các ngươi cũng không cần nổi giận. Dẫu sao ta Huyết Tuyệt Ma Cung có thể không phải là người nào cũng có thể tới địa phương, nếu như không phải là thiên tư xuất chúng người, là không có tư cách trở thành ta Huyết Tuyệt Ma Cung đệ tử, cho nên ta liền xin khuyên các vị một câu, rời đi bây giờ vẫn còn kịp, nếu không đừng nửa đường chết trên đường, ta Huyết Tuyệt Ma Cung có thể tổng thể không phụ trách. Tiếng nói rơi xuống, tại chỗ đã có không ít người nội tâm cũng sinh ra dao động, dẫu sao ở trên thế giới này thiên tài vĩnh viễn là cực ít. Càng nhiều người hơn đều là hạng người bình thường, Huyết Tuyệt Ma Cung uy danh bên ngoài, bọn họ há lại sẽ không biết đâu. Hôm nay tới đây phần lớn người cũng chỉ là muốn đụng một thử vận khí mà thôi, nhưng mà hiện tại thanh niên áo đen thả ra như vậy lời độc ác, bọn họ cũng biết hôm nay muốn trở thành Huyết Tuyệt Ma Cung đệ tử, dựa hết vào vận khí là tuyệt đối không được. Cho nên đã có một nhóm người bắt đầu đánh lui đường cổ, thậm chí trực tiếp ngự kiếm rời đi nơi đây, bọn họ vẫn rất có tự biết rõ. Dẫu sao còn sống mới có hy vọng mà, như là vì cưỡng ép gia nhập Huyết Tuyệt Ma Cung mà vứt bỏ tánh mạng,
vậy không khỏi thì thật là đáng tiếc. Rất nhanh mọi người tại đây bên trong đã có một nửa người chọn rời đi. Thanh niên áo đen quét mắt qua một cái mọi người ở đây, thần sắc chính trọng nói, muốn trở thành ta Huyết Tuyệt Ma Cung đệ tử nhất định phải trải qua trùng trùng khảo hạch, ta lần nữa cảnh cáo các ngươi một lần, những thứ này khảo hạch vô cùng nguy hiểm, hơi lơ là liền sẽ bỏ mạng, là đi hay ở, toàn bằng các ngươi tự mình định đoạt. Theo thanh niên áo đen lời nói này rơi xuống sau đó, không thể nghi ngờ lại khuyên lui không ít người, giờ phút này tiếp tục có dũng khí dám lưu lại qua cửa người, đã là 10 không tích chữ 1, mà Diệp Thần chính là một cái trong số đó. Thanh niên áo đen nhìn còn lại số lượng không nhiều người cười một tiếng, nói, không sai, các ngươi hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này, cũng đủ để thuyết minh các ngươi đều có lớn dũng khí người, người tu ma dũng khí là tất không thể thiếu. Cho nên hôm nay vô luận như thế nào chỉ cần các ngươi có thể sống từ trong đi ra, liền có thể được ta Huyết Tuyệt Ma Cung khen thưởng, cũng coi là không để cho các ngươi đi một chuyến vô ích. Nghe nói như vậy sau đó, lưu lại cái này 10% người, người người cũng mặt lộ vẻ nóng như lửa, bọn họ cuối cùng là thấy được hy vọng. Coi như là không thể thành công qua cửa, còn có thể được Huyết Tuyệt Ma Cung khen thưởng, vậy chưa chắc không phải một chuyện đẹp, cho nên trước lui bước người, có không ít người cũng hối hận vô cùng. Được, mấy người các ngươi theo ta đi. Thanh niên áo đen bỏ lại lời này, liền tung người nhảy lên, mang đám người tiến vào Huyết Tuyệt Ma Cung bên trong. Mọi người đi tới một tòa cao lớn đỉnh núi trước, nơi này chính là Huyết Tuyệt Ma Cung Sơn Môn. Sơn Môn cao đến vạn trượng, ngẩng đầu nhìn lại căn bản không thấy được đỉnh phong, chỉ có mông lung mây mù, nhìn như sáng đẹp nguy nga. Đây là cái gì? Lúc trước cùng Diệp Thần xảy ra mâu thuẫn Đoạn Vô Nhai dẫn đầu mở miệng hỏi. Ngay cả là xem bọn họ như vậy võ giả, thấy được trước mắt ngọn núi này sau đó, cũng khó tránh khỏi trong lòng sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ cũng không có gặp qua cao như vậy lớn đỉnh núi, tựa như cũng không thuộc về cái này thế gian. Đây là ta Huyết Tuyệt Ma Cung lên thang trời, cũng là các ngươi tức sắp đối mặt tầng thứ nhất khảo nghiệm. Thanh niên áo đen chậm rãi mở miệng giải thích. Khảo nghiệm, không biết muốn thế nào mới tính là thông qua cái này tầng thứ nhất khảo nghiệm đâu. Đám người bên trong lại có người mở miệng hỏi thăm. Thanh niên áo đen cười một tiếng nói, ải thứ nhất rất đơn giản, các ngươi ai nếu là có thể leo lên núi này đỉnh, coi như là thông qua, bất quá nhưng mà có lúc giới hạn, các ngươi chỉ có một ngày một đêm thời gian. Nếu như qua một ngày một đêm, các ngươi vẫn là không có thành công lên đỉnh nói, coi như làm thất bại. Lại chỉ là đơn giản như vậy sao? Chính là nha, chỉ là leo một ngọn núi mà thôi. Lại là dùng để khảo nghiệm chúng ta tòa thứ nhất trạm kiểm soát, đây không khỏi cũng quá xem thường chúng ta chứ. Nguyên bản ta còn lấy là muốn trở thành Huyết Tuyệt Ma Cung đệ tử có bao nhiêu khó khăn đâu. Không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy. Đám người bàn luận sôi nổi đều cảm thấy khinh thường, núi mặc dù là rất cao, nhưng là bọn họ có thể đi tới nơi này, tự thân tu vi tối thiểu vậy đã đạt đến bổ thiên cảnh, thậm chí đạt tới càn khôn kính và thủy nguyên cảnh. Chính là một ngọn núi mà thôi. Bọn họ chỉ cần thoáng thi triển thần thông, không cần thiết chốc lát tới giữa là có thể du ngoạn đỉnh núi, đây coi như là cái gì khảo nghiệm, đơn giản là xem ăn cơm uống nước như nhau đơn giản. Thấy đám người cái này không đếm xỉa tới dáng vẻ, thanh niên áo đen khóe miệng không tự chủ được hơi trên dơ lên, hắn biết nội tâm có như vậy ý tưởng người, đại đa số đều là thông không được cái này tầng thứ nhất trạm kiểm soát. Cái này lên thang trời nhìn như chỉ là một ngọn núi, thực thì bên trong có huyền cơ. Căn bản không có thể xem bọn họ tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, phải biết ở lên thang trời bên trong có Huyết Tuyệt Ma Cung cung chủ tự mình bày ra quy luật lực gia trì, cho nên ở chỗ này mỗi cái người đều phải chân đạp mặt đất từng bước leo lên, bất kỳ pháp thuật thần thông cũng không có tác dụng, cho nên nói cửa ải này khảo nghiệm chính là các đệ tử nghị lực. Cái gọi là đại lộ vô tình, tại tu hành trên đường so dũng khí càng trọng yếu hơn chính là nghị lực, đây cũng là có thể hay không trở thành một cái hợp cách người tu ma cơ sở điều kiện. Diệp Thần thần sắc khẽ biến, xem ra cái này Huyết Tuyệt Ma Cung khảo nghiệm vẫn rất có môn đạo, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp cái đầu tiên liền hướng đỉnh núi đi tới, đối với cửa ải này hắn vẫn là rất có lòng tin, bởi vì hắn biết cửa ải này trừ khảo nghiệm nghị lực ra, đối với thân xác cũng là một loại khảo nghiệm, tu luyện qua thân thể thể tu hoặc là lấy được luyện thể thần thông người, ở thông qua cửa ải này thời điểm sẽ càng thêm có ưu thế. Diệp Thần bước đầu tiên đạp ở lên thang trời lên thời điểm, cũng đã cảm thấy một cổ cường đại lực đạo từ dưới đất tản mát ra, gắt gao giam lại hai chân mình, lúc này hắn mỗi bước một bước tựa như đều dùng vượt qua trước 10 lần lực lượng.
có thể coi là như vậy, hắn như cũ đi rất ung dung, tựa như cùng bình thường leo núi không có gì khác biệt, có thể những người khác nhưng không dễ chịu lắm, bọn họ đứng ở Diệp Thần sau lưng, mỗi đi một bước đều hết sức cố hết sức, thậm chí lại phát hiện hai chân mình sâu đậm lâm vào bùn nhưỡng bên trong, lại cũng không rút ra được. Có người bắt đầu kinh hoàng thất thố hô to, đáng tiếc ở một bên thanh niên áo đen căn bản không sẽ quản bọn hắn chết sống, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu cũng đã dặn dò qua những người này, sống chết toàn bằng bọn họ trong nhất niệm, từ bọn họ ban đầu làm ra lưu lại cái quyết định này sau này, bọn họ vận mệnh cũng chỉ có thể nắm giữ ở trong tay của mình. Dĩ nhiên trong này cũng không thiếu một chút dị bẩm thiên phú kỳ nhân dị sĩ, mặc dù bọn họ không cách nào làm được xem Diệp Thần như vậy đi dạo sân vắng dễ dàng như vậy, nhưng vậy đang kiên trì từng bước một leo lên. Đoạn Vô Nhai lộ vẻ được cố hết sức, nhưng hắn nhìn phía trước Diệp Thần, nội tâm một cổ không lửa liền phun phát ra. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần có thể như vậy mạnh mẽ, hắn trong lòng không phục lắm, vô luận như thế nào hắn vậy nhất định phải gia nhập Huyết Tuyệt Ma Cung, cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể rửa nhục trước, nếu như nói đến khi Diệp Thần trở thành Huyết Tuyệt Ma Cung đệ tử sau đó, mà hắn nhưng không có cách nào thông qua khảo hạch, như vậy tới một cái hắn liền lại cũng không có báo thù cơ hội. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, nửa ngày quang cảnh thoáng qua rồi biến mất, mà lúc này Diệp Thần đã tới giữa sườn núi, sau lưng đã sớm không thấy được những người khác thân ảnh. Diệp Thần đã tận lực để cho mình chậm tốc độ lại, tận lực tâm bình khí hòa, có thể không nghĩ tới vẫn là bỏ rơi những người khác một đoạn lớn. Liền liền một bên thanh niên áo đen sắc mặt cũng thay đổi, trong tay hắn bấm một cái pháp chú, lấy truyền âm thần thông gửi đến ma cung cao tầng trong tay. Bởi vì hắn phát hiện một cái tuyệt thế thiên tài, một cái đủ để đổi mới toàn bộ Huyết Tuyệt Ma Cung trên lịch sử ghi chép thiên tài. Dĩ nhiên Diệp Thần cũng không phải là một cái cao giọng người, hắn sở dĩ làm như vậy cũng có mình suy tính, bởi vì hắn nhất định phải ở nơi này trận khảo nghiệm bên trong để cho mình bộc lộ tài năng, chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội để cho Huyết Tuyệt Ma Cung cung chủ chú ý tới mình. Lại đi qua ngắn ngủi mấy giờ, Diệp Thần đã sắp leo đến đỉnh núi. Thanh niên áo đen trên mặt vẻ kinh ngạc càng thêm đậm đà, hắn dùng ánh mắt kinh ngạc thật chặt tập trung vào Diệp Thần, hắn mỗi một cái động tác chiếu vào thanh niên áo đen trong mắt phảng phất giống như là như nói loại nào đó kỳ tích vậy. Thanh niên áo đen thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt, từ cổ chí kim cho tới bây giờ không có gặp qua kia cái thiên tài có thể làm đến bước này đây. Hắn như cũng nhớ được từ mình năm đó gia nhập ma cung thời điểm, thông qua cửa ải này thời điểm là như thế nào khó khăn. Hắn đến nay cũng không muốn lại nhớ lại đoạn này hắc ám trải qua thống khổ. Nhưng bây giờ thì sao, nhìn trước mắt Diệp Thần, đối phương hình như là đang tản bộ như nhau, cũng không có cảm nhận được áp lực quá lớn. Bất quá thanh niên áo đen cũng không có quá mức khen tị Diệp Thần, ngược lại hắn rất vui vẻ, hắn bị tông môn chọn vì thế lần chiêu thu đệ tử người phụ trách, cho nên hắn so người bất kỳ đều biết, cung chủ thu nhận mới đệ tử mục đích kết quả là cái gì. Chính là vì lựa chọn sử dụng thiên tài để cho những thiên tài này giúp hắn cùng nhau khắc phục thái thượng thiên ma thể vấn đề khó khăn. Mà hiện tại, người này rốt cuộc xuất hiện sao? Phải biết Diệp Thần tên thiên tài này nhưng mà bị mình cái đầu tiên phát hiện, nếu như hắn thật có thể trợ giúp cung chủ phá giải thái thượng thiên ma thể vấn đề khó khăn mà nói, như vậy mình cũng là người có công, đến lúc đó chỉ cần cung chủ đại nhân tùy tùy tiện tiện cho mình một chút tưởng thưởng mình, tiền đồ tương lai còn không phải là một bước lên trời sao? Thanh niên áo đen cho ra thời gian kỳ hạn là một ngày một đêm, nhưng mà Diệp Thần chỉ dùng ngắn ngủi không tới một ngày thời gian cũng đã hoàn thành ải thứ nhất khảo hạch, hắn đứng ở đỉnh núi cúi lãm trước biển mây cảnh sắc, nội tâm nhưng bình tĩnh lạ thường. Thanh niên áo đen tung người nhảy một cái đi tới đỉnh núi, nhìn Diệp Thần cười nói, rất tốt, ta đã rất lâu cũng chưa bao giờ gặp xem ngươi như vậy thiên tài, không biết ngươi có thể hay không có hứng thú khi chúng ta cung chủ đệ tử. Diệp Thần gật đầu một cái. Bình tĩnh nói cầu không được. Diệp Thần trong lòng vui vẻ, cuối cùng hắn vẫn là đạt tới mình mục đích. Ngay tại lúc này, cũng có càng nhiều những đệ tử khác leo lên đỉnh núi. Nhưng là bọn họ lớn đều đã thở hồng hộc, thậm chí ở du ngoạn đỉnh cao một khắc kia trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh, không có cái khác bất kỳ một người có thể làm được xem Diệp Thần như thế bình tĩnh. Đoạn Vô Nhai đang bò trên đỉnh phong sau đó, lại là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần. Bỗng nhiên làm khó dễ, giận dữ hét. Hộ pháp đại nhân, tên tiểu súc sinh này nhất định là ăn gian. Hắn căn bản không có thể như vậy dễ như trở bàn tay thông qua ải thứ nhất khảo hạch, mời ngươi nhất định nghiêm tra, đem điều này hợp ý mưu lợi súc sinh đá ra ma cung.
Diệp Thần khẽ nhíu mày, liếc nhìn Đoạn Vô Nhai. Thật ra thì Đoạn Vô Nhai cũng không xác định Diệp Thần rốt cuộc có hay không ăn gian, nhưng là hắn tin chắc một chút. Cửa thứ nhất này khảo nghiệm như vậy khó khăn, Diệp Thần dựa vào cái gì có thể như thế ung dung liền đi lên. Mỗi một người bọn hắn cũng như vậy cố hết sức, chỉ có Diệp Thần dễ dàng, cái này căn bản không công bằng, cho nên hắn theo bản năng liền đoán được nhất định là Diệp Thần ăn gian. Lời này vừa nói ra, rất nhanh liền đưa tới những người khác đồng tình. Tạm thời tới giữa, đám người miệng khó khăn điều, mũi dùi nhắm thẳng vào Diệp Thần, rối rít chỉ trích Diệp Thần không phải. Bởi vì bọn họ ý tưởng và Đoạn Vô Nhai như nhau, tổng cảm thấy không công bình, đồng thời lên tiếng phụ họa nói. Không sai, hộ pháp đại nhân, cái thằng nhóc này bình thường không có gì lạ, cũng chỉ có càn khôn cảnh tu vi, căn bản không có thể so chúng ta nhanh hơn đến đỉnh phong. Hắn nhất định là dùng cái gì người không nhận ra thủ đoạn. Thật ra thì Diệp Thần ở tiến vào ma cung sau thứ một khắc kia, liền đem mình chân thực tu vi cho lộ ra ngoài, điều này cũng làm cho rất nhiều cái khác tham gia khảo nghiệm võ giả có thừa cơ lợi dụng, bọn họ cảm giác được mình tu vi đã đạt đến thủy nguyên thậm chí còn thật, lại không sánh bằng một cái càn khôn cảnh võ giả, điều này sao có thể chứ? Cũng không ngờ, một khắc sau, thanh niên áo đen liền lớn tiếng mắng những người này, các ngươi càn rỡ, mình kỹ không bằng người, còn phải ở chỗ này tìm những thứ này mượn cớ. Nhưng mà cho dù thanh niên áo đen ở là Diệp Thần nói chuyện, Đoạn Vô Nhai các người còn chưa phục, đặc biệt là Đoạn Vô Nhai nín một bụng tức giận khí, phản bác. Hộ pháp đại nhân, người có thể nhất định phải minh xem kỹ, muôn ngàn lần không thể để cho tên tiểu súc sinh này lừa dối vượt qua kiểm tra. Ngay tại lúc này, bầu trời mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên hạ xuống, mang theo cực kỳ uy áp kinh khủng. Một cái trong đó ông già tóc trắng, cả người ma khí cuồn cuộn. Hắn quét mắt một mắt mọi người ở đây, lạnh lùng mở miệng nói các ngươi đám này phế vật. Là đang chất vấn ta ma cung khảo nghiệm sao? Cái này hai ông cụ vừa xuất hiện, ngay tức thì sẽ để cho hiện trường một phiến yên lặng như tờ. Kinh khủng à, khí ngút trời mãnh liệt, đem cả ngọn núi đỉnh cũng vây được bí mật không ra gió. Lại là hai tôn còn chân cảnh đỉnh cấp cường giả, như vậy tu vi, coi như là đặt ở huyết tuyệt ma cung bên trong, ít nhất cũng là trưởng lão cấp bậc. Bọn họ lại sẽ giúp Diệp Thần nói chuyện. Đoạn Vô Nhai chỉ cảm giác được mình trên mặt đau rát. Cầm đầu cái đó ông già tóc trắng ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, rồi sau đó cao giọng nói, người theo ta tới, người còn lại tiếp tục qua cửa. Ở ông lão dưới sự dẫn dắt, Diệp Thần trực tiếp tiến vào huyết tuyệt ma cung nội bộ, nơi này đình đài lầu các sai lập, bạch hạc bay lên trời, hoa cỏ tươi tốt, nếu như không phải là Diệp Thần đã sớm biết mà nói. Còn lấy là nơi này là cái gì tiên gia phúc địa. Cũng không biết đi bao lâu, phía trước xuất hiện một tòa cung điện lớn, chung quanh cũng hòa hợp nồng đậm ma khí, cái này cùng Diệp Thần lúc trước thấy cảnh tượng hoàn toàn xa lạ. Bỗng nhiên, hai ông cụ vậy dừng bước lại, cầm đầu ông già tóc trắng đầu tiên là cười nói, lão hủ chính là huyết tuyệt ma cung chấp pháp trưởng lão Tu Thiên La, ngươi có thể biết ta vì sao phải mang ngươi đi tới nơi này. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh lắc đầu một cái. Nói, vãn bối không biết. Ngươi lúc trước ở lên thang trời biểu hiện quá mức chói mắt, cho nên kế tiếp khảo nghiệm, đối với ngươi mà nói là hoàn toàn không cần thiết. Thật ra thì câu trả lời này là ở Diệp Thần dự liệu bên trong, dẫu sao đây cũng là Diệp Thần mục đích, nhưng hắn vẫn là cố làm khốn hoặc hỏi, vậy không biết ý của tiền bối là. Mỗi một cái tới ta huyết tuyệt ma cung người, mục đích đều là giống nhau, không phải là muốn thành là ta huyết tuyệt ma cung đệ tử. Tu Thiên La bỗng nhiên ý vị sâu xa nói. Diệp Thần khẽ vuốt cằm, cười nói, vãn bối đang có ý đó. Những cái kia qua cửa thành công đệ tử sẽ bởi vì ở qua cửa ở giữa biểu hiện, từ đó quyết định hắn tiến vào ta huyết tuyệt ma cung sau đó sẽ lấy được như thế nào thân phận. Tu Thiên La trầm ngâm chỉ chốc lát sau, lại giải thích, hoặc là đệ tử bình thường, hoặc là trưởng lão đệ tử thân truyền, cũng có thể chỉ là một không đáng kể đệ tử tạp dịch. Phải biết. Cho dù là bị chọn chúng là huyết tuyệt ma cung đệ tử tạp dịch, cũng là vô số người tu ma muốn cướp làm, dẫu sao chỉ cần treo huyết tuyệt ma cung đệ tử hai chữ, cũng đã là vô thượng vinh quang, ở bên trong tông môn, ngươi là tạp dịch, nhưng là ở bên ngoài, đó chính là người trên người tồn tại. Bất quá ngươi không giống nhau. Tu Thiên La đổi câu chuyện, bỗng nhiên lại nói, ở chúng ta huyết tuyệt ma cung bên trong, trừ cung chủ đại nhân ra, không có ai có tư cách thu ngươi làm đệ tử. Bất quá đang để cho ngươi đi gặp cung chủ đại nhân trước, ngươi nhất định phải thông qua nơi này khảo nghiệm,
nơi này khảo nghiệm có thể so với vào sơn môn khảo nghiệm khó khăn trên gấp trăm ngàn lần. Tu Thiên La mà nói, ẩn mơ hồ có uy hiếp ý. Bất quá Diệp Thần chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, được. Có thể trở thành cung chủ đại nhân đệ tử, là vãn bối cho tới nay theo đuổi. Tốt lắm, ngươi vào đi thôi, đi qua cái này phiến cung điện, ngươi liền có thể gặp được cung chủ đại nhân. Diệp Thần không do dự, tung người nhảy một cái, liền đi tới cung điện bên trong. Từ ngoại giới xem tòa cung điện này cũng không tính lớn, nhưng mà tiến vào trong đó sau đó, Diệp Thần mới phát hiện, nguyên lai là ở trong chứa huyền cơ. Nơi này hẳn là bị gia trì một đạo không gian quy luật lực, đem toàn bộ cung điện cũng bao phủ lên trong đó. Cung điện bên trong u ám một phiến, cái gì vậy không thấy rõ. Theo Diệp Thần đi sâu vào, hắn phát hiện cái loại này u ám vẻ bộc phát đậm đà, không biết từ lúc nào dậy, dưới chân đã sớm không nhìn thấy mặt đất, chỉ có đen nhánh một phiến, tựa như đi tới ngày tận thế cuối. Lúc trước, Tu Thiên La đã cảnh cáo mình, nơi này khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, người bình thường đi tới nơi này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhanh, Diệp Thần ở nơi đen nhánh bên trong thấy được những thứ đồ khác, là xương trắng. Không sai, chính là người xương trắng, hơn nữa còn không chỉ một cổ xương trắng, bọn họ nhìn như, chết thời gian cũng lớn không giống nhau. Có trên mình thậm chí còn sảm tạp một chút thịt thối giữa, mà có chính là hoàn toàn bị năm tháng phai mở dấu vết. Hết tầm mắt nhìn lại, nơi này xương trắng hàng ngàn hàng vạn, có thể tưởng tượng được, Diệp Thần cũng không phải thứ nhất cái người tới nơi này, mà lấy trước người tới nơi này bên trong, phần lớn cũng đã chết. Ma khí càng ngày càng nặng, Diệp Thần nội tâm cũng có một loại cảm giác bất an. Là ai, đang quấy rầy ta an nghỉ? Trong hư không, bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm. Đó là tiếng một người con trai, nghe đã mười phần thương tang. Diệp Thần nhìn quanh một mắt bốn phía, nhưng không thấy được một người tung tích, nhàn nhạt nói, là người nào nói chuyện. Mau mau hiện thân gặp nhau. Nhưng mà Diệp Thần kêu lên cũng không thể được đáp lại hắn chỉ có sau lưng một đạo ma khí đánh tới. Khá tốt Diệp Thần cảm giác năng lực cực mạnh, ở nơi này đạo ma khí mau đụng vào Diệp Thần sau lưng thời điểm, Diệp Thần nhẹ nhàng nhảy một cái, tránh ra một kích này. Vậy đạo ma khí xông lên đụng vào một cổ xương trắng bên trên, chốc lát tới giữa, một cổ xương trắng liền hóa thành bột, từ từ bay về phía không trung. Thật là đáng sợ ma khí. Diệp Thần hít sâu một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt một màn này. Khá tốt mình phản ứng khá nhanh, mới vừa đạo này ma khí nếu là đánh ở trên người mình mà nói, vậy mình coi như không chết, vậy lấy nửa cái mạng. Mà lần này cái này âm thầm đánh lén mình người, tuyệt đối là Diệp Thần gặp phải rất nhiều người tu ma trong đó kinh khủng nhất một cái. Coi như là ban đầu ở ma hồn thần cung thời điểm, ma bi chi chủ kích thích ra ma khí, cũng khó mà theo trước mắt cái này ma khí như nhau. Nhưng mà, âm thầm ra tay đánh lén mình người, đến tột cùng là người nào vậy? Chẳng lẽ đây chính là Tu Thiên La nói khảo nghiệm sao? Bọn chuột nhắt phương nào, chẳng lẽ cũng chỉ sẽ giấu đầu lòi đuôi sao? Diệp Thần thanh sắc nghiêm nghị quát lên. Vừa lúc đó, trong hư không cái đó chàng trai thanh âm một lần nữa vang lên. Đã rất lâu không có ai đã tới nơi này, là 10.003.561 năm, vẫn là 10.003.562 năm. Diệp Thần vẫn là chỉ có thể nghe được thanh âm, nhưng không cách nào phân biệt đối phương kết quả là ở phương vị gì, liền theo đối phương chuyện hỏi, ở chỗ này trước, có rất nhiều người đã tới nơi này sao? Rất nhiều, ta đã không nhớ rõ lại có bao nhiêu người, nhưng bọn họ đều chết hết, chỉ có một người còn sống. Có một người sống. Là ai? Diệp Thần đối với lần này rất là tò mò. Nhâm Phi Phàm. Thanh âm kia tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ, Diệp Thần vậy thở phào nhẹ nhõm, khó trách, dẫu sao trừ xem Nhâm Phi Phàm như vậy yêu nghiệt ra, những người khác muốn từ nơi này chạy đi, đúng là không như vậy dễ dàng. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thần lại hỏi nói. Liền sau đó một khắc, một đạo tàn ảnh ở Diệp Thần bên cạnh hiện ra. Tàn ảnh kia ngưng tụ, càng ngày càng chân thật. Cuối cùng lại hình thành một người hình dáng. Đó là cả người phi đạo bào màu xám cho nam tử, nhìn như hết sức thương tang, nhưng là hắn trên mình lại có một loại không nói được hơi thở, để cho người rất không thoải mái, giống như là ma tính và ma khí, nhưng lại và Diệp Thần trước gặp được hết thảy người tu ma, không giống nhau lắm. À, ta nhớ ra rồi. Quần áo xám nam tử lộ ra vẻ vui mừng, lại nói, cái này hơn 10.000 năm qua,
người tới nơi này tổng cộng có 9.999 cái. Có thể tiếp ta lần đầu tiên đánh lén không chết người chỉ có 9 cái, ngươi là thứ 10 cái. Ở ngươi trước, duy nhất người còn sống sót kêu Nhâm Phi Phàm, không biết ngươi có thể thành hay không làm cho này người thứ hai. Quần áo xám nam tử có nhiều hứng thú nhìn một cái Diệp Thần, tựa hồ giống như là ở xem nào đó kiện báu vật như nhau. Một người ngây ngô lâu, khó tránh khỏi sẽ cô quạnh, nhưng mà hắn không áp chế được nội tâm sao động sát ý, hắn khát vọng giết chết càng nhiều người hơn. Hắn vốn cho là Diệp Thần sẽ xem phần lớn người như nhau bị mình dễ như trở bàn tay giết chết, nhưng mà không nghĩ tới, Diệp Thần rất thoải mái liền tránh ra một chiêu này, so năm đó Nhâm Phi Phàm chỉ có hơn chớ không kém. Diệp Thần nhìn ra được, cái này quần áo xám chàng trai ý thức là rất trống rỗng, dẫu sao hắn chỉ là một đạo tàn hồn. Ngươi và Huyết Tuyệt Ma Cung cung chủ là quan hệ như thế nào? Diệp Thần lại hỏi nói. Huyết Tuyệt Ma Cung cung chủ là phương nào vô danh tiểu bối? Ta không nhận biết, nam tử kia lắc đầu một cái nói. Diệp Thần không khỏi được cười nhạt, xem ra cái này hiện tại thân vùi lấp nhà tù còn hồn nhiên không biết, bất quá nói chuyện cũng tốt, một cái không có ý thức con rối mà thôi, Diệp Thần giết chết hắn cũng sẽ không sẽ có cái gì gánh nặng trong lòng. Kiếm tới! Diệp Thần hét lớn một tiếng, trong tay Long Uyên Thiên Kiếm mảnh vỡ hóa thành một đạo kiếm ảnh gào thét ra, kinh khủng kiếm khí xé không gian. Ha ha tốt, rất lâu không có thể gặp phải một người để cho ta thống khoái đánh một trận đối thủ, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Dù là ngươi chỉ có thể tiếp ta ba chiêu, ta cũng đủ để úy tạ. Quần áo xám nam tử lộ ra thần sắc hưng phấn, sải bước tiến lên, hai tay bóp động pháp quyết. Từng đạo ma khí cuồn cuộn. Hận không thể cầm Diệp Thần xé nát. Diệp Thần hồn thể đổi thành, thi triển ra tinh hồn trảm, kiếm ảnh ngang dọc tới giữa, bá đạo kiếm khí cắt rời bầu trời mênh mông. Đại lộ âm nổ ầm, bên tai không dứt, Diệp Thần sử dụng mình hài lòng nhất một kiếm, và quần áo xám nam tử đánh giết. Tạm thời tới giữa, trời đất u ám. Rất nhanh, đại chiến liền tiến vào giai đoạn ác liệt, Diệp Thần càng ngày càng khó lấy chống đỡ ở trước mắt cái này quần áo xám chàng trai thế công. Hắn mỗi một chiêu đều quá mức bá đạo, để cho người khó lòng phòng bị. Bỗng nhiên vậy quần áo xám nam tử phá lên cười, nói. Chỉ bằng ngươi điểm này không quan trọng mánh khóe cũng dám tới nơi này chịu chết sao? Không thể không nói, Diệp Thần thực lực đúng là nổi tiếng, cùng trước kia rất nhiều đã từng tới tòa cung điện này người dưới so sánh Diệp Thần cũng coi là người xuất sắc, nhưng là quần áo xám nam tử rất rõ ràng, xem Nhâm Phi Phàm như vậy có thể sống từ nơi này đi ra người. Tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện cái thứ hai. Bởi vì để cho người sống từ nơi này rời đi, đối với tự mình tới nói nhất định chính là một loại làm nhục. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, rốt cuộc Diệp Thần không chịu nổi, hắn hai cánh tay đã bắt đầu khẽ run đứng lên, mà đây cái quần áo xám nam tử giống như là vĩnh viễn đều sẽ không mệt mỏi như nhau, ngược lại là càng đánh càng dũng, hắn diễn cảm cũng thay đổi được càng ngày càng dữ tợn, giống như là một cái thị huyết ma đầu như nhau, không chết không thôi. Diệp Thần cảm nhận được liền một cổ nguy cơ bao phủ ở mình trong lòng, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện một chút khác thường. Hắn ở nơi này quần áo xám chàng trai cặp mắt bên trong, lại thấy được một chút đục ngầu. Hơn nữa theo liền lật bùng nổ đại chiến, cái này quần áo xám chàng trai thân thể lại đã xuất hiện hư hóa dấu hiệu, đây không thể nghi ngờ là để cho Diệp Thần thấy được hy vọng thắng lợi. Ở nơi này quần áo xám nam tử từ trên trời giáng xuống một trường sắp muốn vỗ vào Diệp Thần trên thiên linh cái thời điểm. Huyền tiên tử, mượn ta lực lượng. Thiên địa sơ khai, bổn nguyên sinh hóa. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, đem phần thiên mở ra, một vòng đen nhánh mặt trời, treo lơ lửng ở màu vàng trong bầu trời. Ở nơi này mặt trời ra chỉ dưới, Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người đạo vận tinh thuần gấp mấy lần. Một đạo phù văn xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Chính là vậy hủy diệt đạo ấn. Thức hải bên trong, đạo cốt dấu vết ánh sáng lóe lên, Diệp Thần đem toàn bức tinh thần toàn bộ tập trung vào kiếm trong tay lên, xuống một khắc, bữa trước không bên trong hỗn độn mặt trời bỗng nhiên rơi xuống một đạo đen nhánh ánh nắng, hạ xuống tại kiếm bên trên. Một kiếm như dây nhỏ giống vậy màu đen kiếm mang chớp mắt, trời đất phảng phất vào giờ khắc này đông. Ầm một tiếng vang thật lớn, vậy quần áo xám nam tử bắt đầu nhanh chóng làm tan rã. Mãnh liệt hủy diệt lực ở chỗ này mãnh liệt, hủy diệt kiếm khí đem đúng mảnh không gian tràn ngập. Theo nam tử biến mất sau này, cảnh sắc chung quanh vậy xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cung điện vẫn là lúc đầu cung điện,
chỉ là ở cung điện chỗ sâu nhất ngồi một cái tóc trắng nam tử, dĩ nhiên hắn cùng trước kia xuất hiện cái đó quần áo xám nam tử không hề là cùng một người, bởi vì hắn nhìn qua càng thêm to lớn to con, càng thêm cao lớn, hơn nữa vậy càng thêm chân thực, đây là một cái sống sờ sờ người có máu có thịt. Hắn liền yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, cách nhau rất xa, Diệp Thần như cũ có thể từ hắn trên mình cảm nhận được một cổ lực lượng bá đạo. Dám hỏi các hạ, chính là huyết tuyệt ma cung cung chủ sao? Diệp Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Chỉ gặp người nọ thân hình hơi chao đảo một cái, chỉ ở chốc lát tới giữa, liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, lộ ra thần sắc vui mừng, nhìn Diệp Thần nói. Rất tốt, người còn sống, hơn nữa dùng thời gian ngắn như vậy liền phá trừ mình nội tâm vô căn cứ, đúng là gọi là một cái có thể tạo tài. Tóc trắng chàng trai giọng bên trong tràn đầy khen ngợi ý, nhìn ra được hắn thật rất thích Diệp Thần. Tóc trắng nam tử trên dưới quan sát một chút Diệp Thần, sau đó thần sắc hơi đổi hỏi, ngươi cũng không phải là một cái thuần túy người thu ma, trên mình ngươi ma khí quá mức mỏng manh, làm sao sẽ nghĩ đến ta huyết tuyệt ma cung đâu. Diệp Thần động linh cơ một cái, liền giải thích nói, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu huyết tuyệt ma cung cung chủ đại danh, vẫn luôn muốn bái lão nhân gia ngài vi sư, hôm nay cuối cùng là có như vậy một cái cơ hội, xin tiền bối ngài có thể tác thành ta. Đại ma sắc mặt ngay tức thì trở nên được khó coi, hắn ánh mắt thật chặt phong tỏa lại Diệp Thần, giọng khá là bất thiện nói, thật ra thì xem ngươi như vậy thiên tài, nếu như có thể làm ta đệ tử, thật liền không thể tốt hơn nữa, nhưng mà ngươi không nên lừa dối ta. Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu thấy Diệp Thần thời điểm, đại ma trong lòng là vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn biết mình chờ đợi thật lâu đệ tử, cũng là cái đó duy nhất có thể giúp mình phá giải thái thượng thiên ma thể vấn đề khó khăn người rốt cuộc xuất hiện. Nhưng mà hiện tại hắn mới phát hiện Diệp Thần trong cơ thể ma tính một chút cũng không chính tông, tựa hồ là cố ý cất giấu cái gì, cái loại này mãnh liệt chênh lệch cảm giác, để cho đại ma trong lòng nhất là nổi nóng, bất quá hắn vẫn là cố nén trong lòng xung động, không có mất đi Diệp Thần, tiếp tục chất vấn nói. Ta bình sanh hận nhất người khác dùng lời nói dối lừa dối ta, người tốt nhất đúng sự thật khai ra, người tại sao phải tới nơi này? Mục đích vậy là cái gì? Nếu không hôm nay... Nơi này chính là đất chôn của ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Thần cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, tại hạ nói câu câu là thật. Xin cung chủ tác thành vãn bối. Ngươi muốn chết phải không? Đại ma hừ lạnh một tiếng, vô tận ma khí vần quanh, đột nhiên hình thành một đạo ma khí bàn tay, sau đó trực tiếp bóp Diệp Thần cổ. Tựa như chỉ cần trong nhất niệm, là có thể tiêu diệt Diệp Thần. Diệp Thần con ngươi ngưng trọng, từ đầu tiên nhìn thấy người này thời điểm. Diệp Thần cũng đã thấy rõ ra đối phương cảnh giới tu vi, lại xa xa siêu thoát còn chân cảnh. Theo như vậy cường giả giao tiếp, vốn chính là một kiện sự việc rất nguy hiểm. Diệp Thần cũng biết, từ xưa người thành đại sự, đối mặt nguy hiểm, vốn là chuyện thường ngày. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới phải, cái này đại ma đầu lại trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Diệp Thần cuối cùng lắc đầu một cái, chỉ có thể giải thích nói, ta muốn tu luyện thái thượng thiên ma thể. Đây chính là ta tới huyết tuyệt ma cung mục đích. Nghe lời này sau đó, đại ma sắc mặt hơi lộ vẻ xúc động, trong tay lực đạo vậy giảm bớt không thiếu, bất quá hắn vẫn là không có cầm Diệp Thần để xuống, hắn chỉ là cho Diệp Thần cơ hội nói chuyện. À, muốn tu luyện thái thượng thiên ma thể lý do này ngược lại thật là để cho ta ra ý liệu đây. Đại ma cười lạnh một tiếng nói. Vãn bối tuyệt không dám lấy lời nói dối lừa dối, vãn bối đã sớm nghe nói qua. Huyết tuyệt ma cung bên trong có một môn cực kỳ cao siêu công pháp gọi là thái thượng thiên ma thể, hơn nữa theo ta biết tiền bối vì hiểu thái thượng thiên ma thể cao nhất một tầng, hao tốn quá nhiều tâm huyết, đến nay cũng không có thể thành công, có lẽ tại hạ có thể giúp ngươi một tay. Diệp Thần hướng dẫn từng bước nói. Một cái lời nói dối xuất hiện, nhất định phải dùng cái khác vô số lời nói dối để đền bù, nhưng là Diệp Thần không hề muốn làm như vậy, nếu đại ma đã bắt đầu hoài nghi mình. Ngược lại không như liền trực tiếp đem mình ý tưởng chân thật nói ra tốt lắm. Nghe được Diệp Thần như vậy sau khi giải thích, đại ma cũng là nửa tin nửa ngờ. Hắn trầm ngâm chốc lát, lại nói, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nếu như ngươi không thể cầm thái thượng thiên ma thể tu đến cao nhất một tầng mà nói, sẽ gặp sắp như thế nào hậu quả? Diệp Thần thần sắc vô cùng kiên định, lắc đầu một cái, nói ta không muốn biết, vậy không cần biết. Bởi vì ở ta nơi này chỉ có thành công không có thất bại. Ha ha, giống như ngươi vậy tự tin người ngược lại thật là không nhiều. Lúc này đại ma nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đổi được chơi mùi,
rồi sau đó vậy ma thủ lực đạo vậy buông lỏng, đem Diệp Thần thả ở trên mặt đất, nói. Tự ta đạt được Thái Thượng Thiên Ma Thể sau đó, thu vô số học trò, nhưng là không có một người có thể sống xuống. Bởi vì bọn họ cũng quá làm cho ta thất vọng, người thiên phú rất tốt, hy vọng không nên để cho ta thất vọng, nếu không ngươi kết quả đem sẽ giống như bọn họ. Diệp Thần trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, mới vừa mình mạng nhỏ thiếu chút nữa thì giao phó ở chỗ này, cái này đại ma nóng này quả thật là quái dị rất, và Nhâm Phi Phàm nói như nhau, khá tốt mình tùy cơ ứng biến, tránh thoát một kiếp. Nhưng mà ngay tại Diệp Thần đứng dậy trong nháy mắt, đại ma sắc mặt ngay tức thì đại biến, đầy mặt hắn kinh ngạc nhìn Diệp Thần, nhất thời trong tròng mắt phun ra ra lửa giận ngập trời, hét, không đúng. Ngươi trên người có hắn hơi thở. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, đại ma một chưởng liền đánh đi ra, kinh khủng à khí đánh vào Diệp Thần ngực, ngay tức thì liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Diệp Thần ngũ tạng lục phủ đều giống như sai vị, một cổ mãnh liệt cảm giác đau đớn lan tràn Diệp Thần toàn thân, đại ma ra tay thật sự là quá nhanh, căn bản không cho Diệp Thần một chút xíu phản ứng cơ hội, hơn nữa đại ma cảnh giới nghiền ép Diệp Thần. Ở trước mặt hắn, Diệp Thần thậm chí liền động thủ cơ hội cũng không có. Khá tốt Diệp Thần thân xác mạnh mẽ, nếu không chỉ sợ một trưởng này hắn cũng đã hồn thuộc về cửu thiên. Diệp Thần vùng vẫy từ dưới đất đứng lên, che mình ngực chỗ, một mặt không hiểu hỏi, tiền bối ngươi đây là ý gì? Vì sao tổn thương ta? Đại ma một mặt lửa giận nhìn Diệp Thần, hỏi, ngươi và Nhâm Phi Phàm là quan hệ như thế nào, tại sao ngươi trên mình sẽ có hắn hơi thở? Diệp Thần thầm nói một tiếng không ổn. Không nghĩ tới hắn lại liền trên người mình có Nhâm Phi Phàm hơi thở cũng có thể nhìn ra được. Đại ma thân hình lướt ngang, trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thần hỏi, ngày hôm nay ngươi nếu là không cho ta cái thuyết pháp, ta sẽ để cho ngươi so tử vong còn thống khổ hơn trăm lần. Phải biết Nhâm Phi Phàm cái này ba chữ, vẫn luôn là lòng hắn bên trong vĩnh viễn đều không thể xóa ác mộng, đây cũng là đưa đến hắn giận dữ nguyên nhân. Hắn ngang dọc cả đời gặp được đối thủ khá nhiều, chỉ có Nhâm Phi Phàm một người. Để cho hắn cảm nhận được liền thất bại mùi vị, cái này cũng đủ để cho hắn nhớ cả đời. Hắn sở dĩ tránh ở chỗ này tham ngộ Thái Thượng Thiên Ma Thể, chính là vì có thể thắng Nhâm Phi Phàm một lần, cọ rửa tự đi sỉ nhục. Bá đạo sát khí mãnh liệt ra, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một đoàn quang vòng, đem Diệp Thần thân thể bao bọc ở trong đó. Thành thật khai báo cho ta, người đi tới ta Huyết Tuyệt Ma Cung, có phải hay không Nhâm Phi Phàm sai khiến? Hắn tại sao để cho ngươi làm như vậy? Diệp Thần chân mày nếp nhăn được thật chặt, hắn biết mình tuyệt đối không thể nói ra và Nhâm Phi Phàm quan hệ, nếu không chỉ sẽ kích thích hắn giận dữ, một khi cầm hắn hoàn toàn chọc giận mà nói, hậu quả thì không cách nào thiết tưởng. Nhưng mà ngay tại cái này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, không gian dị tượng đột biến, huyết nguyệt dị tượng nổi lên, một đạo quen thuộc hơi thở bỗng nhiên hạ xuống. Một cái người đàn ông áo bào đen bóng người, nhẹ nhàng rơi vào Diệp Thần trước mặt. Hắn và đại ma bốn mắt nhìn nhau thật lâu yên tĩnh không tiếng động, đúng tòa cung điện lâm vào như vậy một cái lạnh như băng không khí bên trong. Hồi lâu đại ma mới mở miệng nói, quả nhiên là ngươi, Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm hai tay chắp sau lưng, cười nhạt, bằng hữu, thật lâu không gặp, vẫn khỏe chứ. Đối mặt Nhâm Phi Phàm thiện ý hỏi thăm sức khỏe, đại ma nhưng chút nào không công nhận. Nổi giận nói, ngươi bớt ở chỗ này làm bộ làm dạng. Ngươi còn tới tìm ta làm gì? Chẳng lẽ là vì làm nhục ta sao? Thời khắc này đại ma giống như là rơi vào trong tuyệt cảnh mãnh thú như nhau, hắn mặt đầy lửa giận nhìn Nhâm Phi Phàm, trong lòng dẫu có mọi thứ không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là không có động thủ, bởi vì hắn rất rõ ràng, chẳng bao lâu sau hắn chính là Nhâm Phi Phàm bại tướng dưới tay, nếu như hắn không thể đem Thái Thượng Thiên Ma Thể tu luyện tới cảnh giới tối cao mà nói. Hắn cả đời này vĩnh viễn cũng không có cơ hội lại đánh bại Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm nhẹ cười khẽ một tiếng, nói, ngươi hiểu lầm, ta tới hôm nay cũng không phải là vì so tài với ngươi, mà là vì hắn. Nói xong lời này, Nhâm Phi Phàm đưa tay chỉ Diệp Thần, thần sắc gian toát ra thành khẩn. Đại ma không khỏi bật cười nói, đây là ngươi đệ tử đi, ngươi để cho hắn đến tìm ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn từ ta nơi này học được Thái Thượng Thiên Ma Thể? Muốn rõ ràng ta tu luyện thần thông, ngươi là sợ ta, ngươi sợ ta luyện thành Thái Thượng Thiên Ma Thể sau này sẽ uy hiếp được ngươi phải không? Nhâm Phi Phàm không khỏi được bật cười, thần sắc bình tĩnh nói, ngươi không khỏi vậy đánh giá quá cao mình, lại không nói ngươi cả đời này vĩnh viễn cũng không có khả năng tu luyện nữa đến Thái Thượng Thiên Ma Thể cao nhất một tầng,
coi như ngươi có thể, ngươi vậy sẽ không phải là ta đối thủ. Ngươi, ngươi quả thật là tới làm nhục ta. Đại ma bị tức giận làm đầu óc mê muội, vô tận ma khí biến ảo thành một đạo quyền ảnh hướng Nhâm Phi Phàm đánh tới. Nhưng mà Nhâm Phi Phàm chỉ là thần sắc lãnh đạm liếc mắt một cái đối phương, tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, một đạo không biết tên hơi thở kích động ra, ngay tức thì liền đem quyền ảnh nổ. Đại ma mặt đầy ngưng trọng nhìn Nhâm Phi Phàm không thể tưởng tượng nổi nói, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, người thực lực lại tiến hơn một bước. Ta nói qua người vĩnh viễn cũng không thể là ta đối thủ, hiện tại ngươi tin không? Nhâm Phi Phàm nói lời này lúc đó, cũng không có muốn làm nhục ý đối phương, tựa hồ chỉ là ở kể lể một kiện lơ là bình thường chuyện nhỏ. Đại ma trong lòng thoáng qua vẻ cô đơn, năm đó thì hắn không phải là Nhâm Phi Phàm đối thủ, chỉ là khi đó sự chênh lệch giữa bọn họ còn không có lớn như vậy, ít nhất ở Nhâm Phi Phàm trước mặt, hắn còn có một chút phản kháng cơ hội. Nhưng mà hiện tại một lần nữa đối mặt Nhâm Phi Phàm thời điểm, hắn lại phát hiện mình ở Nhâm Phi Phàm trước mặt lại là nhỏ bé như vậy nhỏ nhặt không đáng kể, thậm chí đã biến thành một chuyện tiếu lâm, hắn không khỏi được từ trào tựa như cười một tiếng, xoay người muốn rời đi. Nhưng vào lúc này Nhâm Phi Phàm bỗng nhiên kêu hắn lại. Đợi một chút, đại ma xoay người lại, mặt đầy ảm đạm vẻ, nhìn Nhâm Phi Phàm nói, ngươi còn muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy làm nhục ta là một kiện rất chuyện đùa sao? Thứ cho ta không phụng bồi. Nhâm Phi Phàm lắc mình đi tới hắn bên cạnh, liền vội vàng giải thích, ngươi hiểu lầm, ta hôm nay tới đây, căn bản không có muốn làm nhục ý ngươi, ta chỉ là tới đưa ngươi một tràng tạo hóa. Lời này vừa nói ra đại ma không khỏi được hơi biến sắc, tò mò hỏi nói, tạo hóa. Ngươi có thể cho ta tạo hóa, chẳng lẽ ngươi có thể để cho ta thái thượng thiên ma thể đột phá đến cảnh giới tối cao sao? Cũng không ngờ Nhâm Phi Phàm tiếng nói không sợ hãi người, nói chết không nghỉ ta đang có ý đó. Vừa nói hắn liền đem Diệp Thần kéo đến đại ma trước mặt. Người này dị bẩm thiên phú, ngút trời thần võ, không bằng để cho hắn làm đồ đệ của ngươi như thế nào. Ngươi không phải vẫn luôn mơ tưởng để cầu muốn nhận được một cái như vậy học trò sao? Đại ma thần sắc khốn hoặc liếc nhìn Nhâm Phi Phàm, lại nói, ngươi lúc nào đổi được tốt bụng như vậy? Ta há có thể tin tưởng ngươi chuyện hoang đường, huống chi hắn là đồ đệ của ngươi, ngươi hiện tại lại phải tới để cho hắn làm ta học trò, há chẳng phải là quá khôi hài sao? Ai biết ngươi đánh là cái gì chỉ tính theo ý mình. Nhâm Phi Phàm đang muốn giải thích, nhưng mà đại ma nhưng cướp trước một bước nói, bất quá ngươi muốn để cho hắn làm học trò ta dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng mà bảo không cho phép ngày nào ta sẽ đem hắn hành hạ mà chết. Đến lúc đó hy vọng ngươi vẫn có thể xem hiện tại vậy tâm bình khí hòa. Nhâm Phi Phàm biết hắn đối với chuyện năm đó còn có rất sâu oán khí, liền bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đem sự tình nguyên ủy toàn bộ nói ra, đem Diệp Thần ở Ma Hồn Thần Cung bên trong, là như thế nào thả đi Ma Bi Chi Chủ, lại đem Ma Bi Chi Chủ như thế nào ở vực ngoại đại náo sự việc đều nói cho đại ma. Nghe xong lần này sau khi giải thích, đại ma trong lòng mới coi như là sáng suốt. Lúc đầu Nhâm Phi Phàm chuyến này quả nhiên là muốn cầu cạnh mình, bất quá để cho mình cái này năm đó bại tướng dưới tay trợ giúp hắn, cái này há chẳng phải là có chút không quá thực tế sao? Trong chốc lát đại ma cũng cảm giác được mình có chút xem không hiểu Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm bỗng nhiên ý vị sâu xa nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, bằng ngươi bản lãnh vĩnh viễn đều không cách nào hiểu thái thượng thiên ma thể cao nhất một tầng, mà hắn nhưng có thể. Nhâm Phi Phàm nói nửa câu sau thời điểm, giọng đột nhiên tăng thêm, giống như là đang cười nhạo đại ma. Giờ khắc này đại ma rốt cuộc không kiềm chế được, nổi giận nói, các ngươi cho ta cút, lăn ra khỏi địa bàn ta vĩnh viễn cũng không khả năng thu hắn làm đồ đệ, hắn lại là đừng nghĩ ở ta nơi này học được thái thượng thiên ma thể, chính các ngươi thiếu nhân quả vĩnh viễn cũng đừng nghĩ trả lại. Nói như vậy, ngươi là coi là thật không chịu cho ta mặt mũi này rồi. Nhâm Phi Phàm lại hỏi một câu. Đại ma không khỏi bật cười một tiếng, cho ngươi mặt mũi, ngươi coi là cái gì? Cho dù đại ma nói ra lời khó nghe như vậy tới, Nhâm Phi Phàm vậy một chút cũng bất giác được tức giận, ngược lại phá lên cười. Ha ha ha, ta vốn cho là ngươi vậy cũng coi là một đời ma đạo bá chủ, không nghĩ tới lại là một hèn yếu vô cùng bọn chuột nhắt, coi như là ta nhìn lầm. Uổng ta trước còn nghĩ ngươi làm bạn, xem ra thật là ta nhìn lầm. Bỏ lại lời này Nhâm Phi Phàm kéo Diệp Thần xoay người muốn đi ra ngoài, nhưng mà lần này hắn lại bị đại ma ngăn cản. Ngươi nói lời này là ý gì?
nói rõ ràng cho ta, nếu không hôm nay đừng hòng rời đi nơi này. Ha ha, ngươi chính là một cái sợ đối mặt thất bại hèn nhát thôi, bởi vì ngươi biết phế vật giống như ngươi vậy, thấp như vậy liệt tư chất, lại làm sao có thể hiểu Thái Thượng Thiên Ma Thể cảnh giới tối cao đâu. Nói thật, Thái Thượng Thiên Ma Thể ở trong tay của ngươi, bất quá là Minh Châu bị long đong thôi, ngươi nếu như không thể tham ngộ được cảnh giới tối cao, ngươi chính là tội nhân. Ngươi, ngươi, đại ma khí được cả người phát run, không nói ra lời. Thấy vậy, Nhâm Phi Phàm lại nửa thật nửa giả nói thật nói cho ngươi, Diệp Thần chính là năm đó Thái Thượng chuyển thế, vô tận lực nghiền ép chư thiên hết thảy quy luật, nếu như là hắn tu luyện Thái Thượng Thiên Ma Thể mà nói, không cần thiết một năm quang cảnh liền có thể tham ngộ được cảnh giới tối cao. Mà làm ngày hôm đó chân chính tới lúc đó, mặt ngươi lại để nơi nào đâu. Cho nên ta rất có thể hiểu ngươi nội tâm ý tưởng, đây chính là ngươi cái loại này hèn nhát dùng để che giấu mình nội tâm sợ hãi mượn cớ thôi. Diệp Thần trong lòng không khỏi được âm thầm bật cười, không hổ là đảm nhiệm à, cầm phép khích tướng dùng đến lô hỏa thuần thanh như vậy bước, đơn giản là cầm đại ma đùa bỡn xoay quanh à. Vì thế hắn thậm chí không tiếc đem mình thân phận cho bại lộ ra, bất quá Nhâm Phi Phàm làm như vậy nhất định là có dụng ý của hắn, Diệp Thần từ đầu chí cuối đều là không nói một lời. Nhâm Phi Phàm phép khích tướng vậy rất mau thức dậy tác dụng, đại ma một mặt cuồng nhiệt nhìn Diệp Thần. Như Diệp Thần thật là Thái Thượng thế giới cường giả chuyển thế, thiên phú kia tất nhiên có thể tốc độ nhanh nhất tu luyện Thái Thượng Thiên Ma Thể. Một khi Diệp Thần công thành danh toại, vậy hắn người sư phó này liền nổi danh chấn động một phương thiên địa. Không nghĩ nhiều nữa, hắn cười nói, được, ta có thể để cho ngươi cho ta đệ tử. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ tự nói. Trong vòng một năm, nếu như không thể đem tham ngộ được viên mãn cảnh giới, ta sẽ giết hắn. Tạm thời tới giữa Diệp Thần do dự, thật ra thì hắn đối với mình là rất có tự tin, nhưng mà đại ma chỉ cho mình một năm thời gian, điều này thật sự là quá ngắn, hắn không xác thực định mình có thể hay không ở trong thời gian ngắn như vậy phá giải đại ma nghèo cả đời cũng không cách nào phá giải vấn đề khó khăn. Nhưng vào lúc này, Nhâm Phi Phàm nhưng đối với Diệp Thần truyền âm nói, cơ hội liền đặt ở trước mắt, còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh lên một chút đáp ứng hắn. Diệp Thần cầm tim đưa ngang một cái. Cắn răng nói, được, ta đáp ứng ngươi chính là. Được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, kể từ hôm nay ngươi chính là ta đệ tử. Đại ma một mặt ngưng trọng nói. Vậy lúc nào thì có thể đem Thái Thượng Thiên Ma Thể truyền thụ cho ta? Diệp Thần có chút không dằn nổi hỏi nói. Đại ma lắc đầu một cái, ý sâu cười dài nói, ngươi có thể hay không học cái này Thái Thượng Thiên Ma Thể cũng không phải là ta định đoạt. Lời này vừa nói ra. Diệp Thần ngược lại là cảm thấy có chút khốn hoặc, hỏi, à, không phải ngươi định đoạt, đó lại là ai định đoạt đâu? Ngươi có thể biết ta cái này Thái Thượng Thiên Ma Thể là từ chỗ nào học được sao? Đại ma tinh thần chướng võng, tựa hồ là ở nhớ lại một đoạn chuyện cũ. Diệp Thần lắc đầu một cái, mà một bên Nhâm Phi Phàm, nhưng mở miệng nói, Diệt. Chỉ là thật đơn giản một chữ, cũng đã để cho Diệp Thần trong lòng vô cùng rung động. Tên của người này. Hắn từng nghe Già Thiên Ma Đế theo mình nói tới qua, truyền thuyết đây mới thực là chí cao vô thượng nhân vật, danh hiệu Hỗn Độn Ma Thần, coi như là ở Thái Thượng trên thế giới, cũng là thân phận cực kỳ chân quý tồn tại. Thời khắc này Diệt, mặc dù cuộc sống ở Thái Thượng thế giới bên trong, có thể hắn cũng không phải Thái Thượng thế giới địa phương nhân vật, mà là một cái đi ngược chiều phạt thiên người. Chẳng bao lâu sau, Diệt cũng là một cái hạ giới người phàm. Bất quá vậy cũng là thời kỳ thái cổ chuyện cũ. Quá xa vời. Hắn và mỗi một cái mới vào tu hành người tu hành như nhau, là cầu trường sinh, bước lên điều này không đường về. Từ đó về sau, ở hắn hóa thân là ma, ở 3000 bên trong thế giới, ma danh xuyên qua vạn cổ. 3000 lớn bên trong thế giới, phàm là người tu ma, không có ai chưa từng nghe nói qua hắn uy danh. Người Thái Thượng Thiên Ma Thể lại là và Diệt học được, khó trách lợi hại như vậy. Diệp Thần không khỏi cảm khái nói. Như thế nào, hiện tại ngươi còn muốn học ta Thái Thượng Thiên Ma Thể sao? Vừa đã hạ định quyết tâm, đến chết mới nghỉ, Diệp Thần thần sắc nghiêm nghị nói. Được, các ngươi theo ta đi. Đại ma mang hai người đi tới liền một tòa tế đàn chỗ, giải thích nói, ở ngươi đi sông Diệt lưu lại Thiên Ma Tháp trước, ngươi nhất định phải đạt được Hỗn Độn Ma Thần đồng ý, nếu không hết thảy đều là nói không. Diệp Thần thần sắc kiên định nói, được, ta nguyện ý tiếp nhận hết thảy khiêu chiến. Đây là một tòa thật to tế đàn,
cao chừng trăm trượng, phía trên có nhiều loại phù văn quay tít, tản ra tia sáng kỳ dị. Đại ma nhìn một cái Diệp Thần, dẫn hắn đi tới trên tế đàn một cái tượng thần trước mặt, cười lạnh nói, đây cũng là hỗn độn ma thần tượng nắn, ngươi chỉ cần đem máu tươi nhỏ vào trong đó, thì có thể đạt được công nhận của hắn, không quá ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu, muốn có được hỗn độn ma thần đồng ý, có thể không phải thiên phú cao là được. Còn có một chút, nếu như hỗn độn ma thần không đồng ý ngươi mà nói, vậy các ngươi liền từ đâu tới đây, trở về nơi đó đi. Diệp Thần không nói hai lời, trực tiếp tiến lên, cắn bể mình đầu ngón tay, một giọt máu tươi rơi xuống, rơi vào tượng thần bên trên. Một giây trôi qua, tượng thần không có phản ứng chút nào. 10 giây trôi qua, tượng thần vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Chỉ chớp mắt, nửa nén hương đi qua, tượng thần vẫn là một phiến tĩnh mịch. Đại ma không khỏi được phá lên cười, ha ha ha. Nhâm Phi Phàm, đây chính là trong miệng ngươi cái gọi là thiên tài sao. Trong vòng 1 năm liền có thể tu luyện tới thái thượng thiên ma thể tới cảnh giới cao, thật là buồn cười, liền bước đầu tiên đều không cách nào thông qua người, còn dám nói ra mạnh miệng như vậy tới, đơn giản là buồn cười. Nhâm Phi Phàm thần sắc cũng thay đổi, Diệp Thần thân cái luân hồi huyết mạch, làm sao có thể không có được hỗn độn ma thần đồng ý đâu. Chẳng lẽ là cái này hỗn độn ma thần tượng thần không nhạy liền sao? Nhâm Phi Phàm tình nguyện tin tưởng là cái này tượng thần xuất hiện vấn đề vậy sẽ không tin tưởng là Diệp Thần tự thân duyên cớ. Đại ma vẫn là không chút lưu tình cười lạnh nói, các ngươi vẫn là đi trở về phủ đi, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Cho dù là thấp nhất liệt người tu ma, vậy chưa đến nỗi nói để cho hỗn độn ma thần tượng thần một chút phản ứng cũng không có, xem ra ngươi hay là đối với hắn ôm quá cao hy vọng. Đại ma hiện tại cảm thấy quá đã. Chính hắn là Nhâm Phi Phàm bại tướng dưới tay, nhưng là chỉ cần thấy Nhâm Phi Phàm ăn tất, hắn trong lòng thì có một loại không nói được thoải mái cảm. Tuyệt không khả năng, có phải hay không ngươi tượng thần lâu năm không sửa sang, xuất hiện vấn đề. Nhâm Phi Phàm không thể tin hỏi. Nhâm Phi Phàm, ngươi đang nói hưu nói vượn chút gì? Cái này tượng thần có hỗn độn ma thần linh tính, vĩnh hằng 5 tháng cũng sẽ không làm tổn hại, hắn không được là không được, há có thể oán thần của ta xem có vấn đề. Đại ma vội vàng giải thích. Nhưng mà, ngay tại đại ma cười được đang vui mừng thời điểm, dị biến nổi lên. Một đạo mãnh liệt ma khí bỗng nhiên xuất hiện, từ trời xanh hạ xuống, tượng thần vậy hơi rung động. Đại ma thân thể cứng ngắc, con người phóng đại. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Thần không phải một cái không có được hỗn độn ma thần công nhận phế vật sao? Ông minh một tiếng vang thật lớn sau đó, vậy hỗn độn ma thần tượng thần lại động. Thật giống như biến thành người sống vậy. Đây là, hỗn độn ma thần hạ xuống. Đại ma hoàn toàn mơ hồ, hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới, Diệp Thần một giọt máu lại có thể đưa tới cái này lớn như vậy náo động. Ta là hỗn độn ma thần, lúc trước là người phương nào ở chỗ này giọt máu? Ma thần chậm rãi mở miệng, hỏi nói. Diệp Thần đương nhiên không để cho, tiến lên một bước, nói chính là vãn bối. Ma thần quan sát một chút Diệp Thần. Rồi sau đó lộ ra hài lòng diễn cảm, khen ngợi nói, không tệ. Ngươi là xưa nay ít khi tu ma thể chất, ngươi có tư cách xông trời ạ ma tháp. Nghe nói như vậy sau đó, đại ma chỉ cảm giác được mình bị vô tình đánh mặt, trên mặt đau rát. Mình mới vừa còn một mực không buông liền Diệp Thần tuyệt đối không khả năng có được hỗn độn ma thần đồng ý, không muốn cái này đánh mặt tới nhanh như vậy. Hơn nữa ma thần chân thân đối với Diệp Thần đánh giá vậy quá cao chứ. Lại dùng xưa nay hiếm có cái này 4 chữ tới hình dạng Diệp Thần. Phải biết, mình năm đó ở này nhỏ máu thời điểm, nhưng mà không có thể cho gọi ra hỗn độn ma thần à, chẳng lẽ cái thằng nhóc này thật so mình mạnh sao? Ngay tại đại ma suy tư để gặp, hỗn độn ma thần chân thân lên tiếng. Ngươi, mang hắn đi sông tháp đi. Ma chỉ ý của thần, đại ma dĩ nhiên là không dám không vâng lời, chỉ có thể chắp tay, một mực cung kính nói, được, đệ tử vậy thì đi. Ở đi hỗn độn thiên ma tháp trên đường, đại ma trong lòng cảm khái muôn vàn, Diệp Thần lại lấy được hỗn độn ma thần đồng ý, xem ra sau này là rất có cơ hội cầm thái thượng thiên ma thể tu luyện tới cảnh giới cao, nói chuyện cũng tốt, ít nhất cũng coi là liền nhưng mình trong lòng một cái tâm nguyện. Rất nhanh, đại ma liền mang theo Diệp Thần đi tới hỗn độn thiên ma tháp trước cửa, Diệp Thần, chỗ tòa này tháp là hỗn độn ma thần năm đó từ thái thượng thế giới di chuyển xuống, liền hỗn độn ma thần mình năm đó vậy xông qua tháp. Năm đó sông tháp, ta dùng 1 tháng thời gian,
hỗn độn ma thần chỉ dùng nửa tháng thời gian, ta cho ngươi nửa năm bên trong, chỉ cần ngươi có thể từ trong tháp đi ra, coi như ngươi thành công xông tháp. To lớn tháp cao, thẳng lên đám mây. Nó tọa lạc tại cái này huyết tuyệt ma cung chỗ sâu nhất, cùng chung quanh hết thảy cảnh trí cũng hoàn toàn xa lạ. Nghe nói chỗ tòa này tháp còn ở thái thượng thế giới thời điểm, liền bị liệt là cấm địa. Thái thượng thế giới vậy có vô số hào cường muốn xông tháp, nhưng phần lớn chết ở bên trong, từ cổ chí kim, xông chỗ tòa này tháp người, đếm không hết, nhưng là có thể sống người từ bên trong đi ra ngoài, mười không tích chữ một, mà trước mắt đại ma chính là một cái trong số đó. Đây cũng là hắn đủ để kiêu ngạo địa phương, hắn đổi mới trừ hỗn độn ma thần ngoài ra tất cả mọi người ghi chép. Mà hiện tại, hắn loáng thoáng cảm thấy, mới ghi chép liền phải xuất hiện. Diệp thần ở tháp lớn trước cửa bồi hồi chỉ chốc lát sau, lại bị đại ma dặn dò mấy câu, liền tiến vào. Cửa, một đạo hư ảnh hiển hóa, Diệp thần thấy được một cái thân ảnh già nua. Dám hỏi tiền bối là? Diệp thần thận trọng tiến lên hỏi nói. Lão kia người ngẩng đầu lên, nhìn một cái Diệp thần, thản nhiên nói, người tuổi trẻ, lão hủ là cái này hỗn độn thiên ma tháp thủ tháp người, đã ở chỗ này chờ mấy chục ngàn năm, ta phụng hỗn độn ma thần mệnh lệnh ở chỗ này chờ đợi một cái ma xuất hiện. Diệp thần thần sắc đổi được cổ quái, hắn không hiểu nổi, tại sao một tòa tháp còn muốn an bài một cái thủ tháp người, chẳng lẽ chỗ tòa này tháp thật có đáng sợ như vậy không? Mà thủ tháp cụ già tựa hồ vậy xem thấu Diệp thần nội tâm ý tưởng. Không khỏi được vuốt râu cười dài nói, người tuổi trẻ, hơn một triệu năm trước, ta từng ở yêu giới chu diệt vạn yêu, suýt nữa chết ở yêu hoàng trong tay, là hỗn độn ma thần cứu lão hủ tánh mạng, từ đó về sau, lão hủ cái này cái tánh mạng chính là hỗn độn ma thần. Thật ra thì, cũng không phải là mỗi một cái sông tháp người tới đây, lão hủ cũng sẽ theo bọn họ gặp nhau, chỉ bất quá ngươi là một cái ngoại lệ mà thôi. Thủ tháp lão người thần sắc bình tĩnh giải thích liền đứng lên. Ta là ngoại lệ. Diệp thần nhướng mày một cái, hắn không rõ ràng thủ tháp cụ già lời nói này kết quả là ý gì, liền lại hỏi nói tiền bối. Xin nói thẳng cho nhau biết. Thủ tháp cụ già thở dài một cái, tựa hồ là đang nhớ lại cái gì chuyện cũ, hồi lâu mới lên tiếng, thật ra thì từ hỗn độn ma thần đại nhân hư ảnh bị ngươi gọi tới một khắc kia, liền quyết định ngươi cả đời này, cùng ma một trong chữ phiết không ra quan hệ. Diệp thần đang muốn truy hỏi. Thủ tháp cụ già ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm xuống, không chút biểu tình nói, lên đi, ngươi chỉ cần biết, hỗn độn ma thần đối với kỳ vọng của ngươi rất cao là được, hy vọng ngươi không nên để cho lão nhân gia ông ta thất vọng à. Thủ tháp cụ già lời nói này nói đúng rơi vào trong sương mù, Diệp thần không có nghe hiểu, nhưng hắn lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, mình vậy không tiện hỏi nhiều chút gì, cũng chỉ có thể hướng hắn gật đầu một cái, đi vào hỗn độn thiên ma tháp tầng thứ nhất. Cái này hỗn độn thiên ma tháp tổng cộng chia làm là 5 tầng, mỗi một tầng đối với sông tháp người khảo nghiệm đều là vô tận giống nhau, hơn nữa một tầng so một tầng khó khăn, chỉ có đem cái này 5 tầng toàn bộ đi hết, mới có thể từ nơi này trong tháp đi ra. Tầng thứ nhất không gian không phải rất lớn, nhưng lại vô cùng rộng rãi, cái này mảnh không gian bên trong không có cái khác bất kỳ trưng bày, trừ Diệp thần tự mình ra, lại cũng không thấy được cái khác bất kỳ vật gì. Nhưng liền sau đó một khắc, một đạo tàn ảnh. Rất đột ngột xuất hiện ở Diệp thần trước mặt, làm cái này đạo tàn ảnh từ từ ngưng tụ sau đó, Diệp thần cũng bị kinh động. Bởi vì hắn xuất hiện trước mặt một người, mà bộ dáng của người này lại theo Diệp thần mình giống nhau như đúc, giống như là mình sanh đôi như nhau. Ngươi là? Diệp thần dò xét tính hỏi. Cũng không ngờ, cái tên kia nói ra một người để cho Diệp thần ra đầu tê dại câu trả lời. Hắn bình tĩnh mở miệng, nói ta kêu Diệp thần, ngươi lại là ai? Hắn tự giới thiệu sau đó, còn không quên hỏi ngược lại Diệp thần một câu. Diệp thần cười nhạt không dứt, nói ta cũng là Diệp thần. Diệp thần có thể phát hiện ra được, từ nơi này đạo tàn ảnh xuất hiện một khắc đó trở đi, cửa thứ nhất này khảo nghiệm liền hẳn đã bắt đầu. À, phải không, ngươi cũng là Diệp thần, nhưng mà ở giữa đất trời này, chỉ chắc có một cái Diệp thần mới đúng. Ngươi là giả, mà ta là thật. Vậy đạo tàn ảnh nói thề thành khẩn. Thật giống như thật đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Trên cái thế giới này chỉ có thể có một cái Diệp thần. Cho nên người ta tới giữa chỉ có thể sống một cái. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Diệp thần cướp trước một bước liền ra tay, trong tay sát kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí hướng vậy đạo tàn ảnh đầu lâu chém tới.
cũng không ngờ vậy đạo tàn ảnh vậy sử dụng một thanh kiếm, đối diện liền hướng Diệp Thần chém tới, khí thế, uy lực, đều không ở Diệp Thần dưới một kiếm này, hơn nữa để cho Diệp Thần kinh ngạc phải, kiếm trong tay hắn lại và trong tay mình không phân biệt được, cũng là sát kiếm. Điều này sao có thể? Diệp Thần hoàn toàn bị chấn động kinh động, phải biết đây chính là sát kiếm à, trong thiên hạ cũng chỉ có một cái, tại sao đối phương cũng có đâu? Hơn nữa xem ra, trong tay người này sát kiếm uy lực tuyệt luân, chút nào không giống như là giả. Dĩ nhiên cái này cũng chưa tính cái gì, cho đến người này thi triển ra kiếm pháp thời điểm, Diệp Thần lại là bị giật mình. Cái này, đây lại là ta nắm giữ kiếm pháp và tinh hồn chảm, ngươi làm sao vậy sẽ? Diệp Thần một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Chủ này làm thịt kiếm pháp nhưng mà kiếp trước luân hồi chi chủ và vận mệnh chi chủ liên thủ suy diễn ra cao nhất kiếm pháp à. Uy lực cường hãn không thể địch nổi. Nếu là có thể đem cái này môn kiếm pháp tu luyện đến cảnh giới tối cao, liền có thể một kiếm kêu gọi tiên ma lưỡng đạo căn nguyên lực, hóa thân là thiên địa nắm giữ. Dẫu sao, luân hồi chi chủ và vận mệnh chi chủ năm xưa sáng lập cái này môn kiếm pháp dự tính ban đầu chính là vì đối phó tâm ma chi chủ, có thể tưởng tượng được. Cái này cửa uy lực của kiếm pháp là không có ở đây cao nhất nguyên thuật dưới. Nhưng mà hiện tại sao đối phương vậy nắm giữ cái này môn kiếm pháp? Vậy đạo tàn ảnh cười nhạt không dứt nhìn Diệp Thần nói, thằng nhóc, hiện tại ngươi phải biết, người nào mới thật sự là Diệp Thần liền chứ? Diệp Thần chau mày, lâm vào suy tư bên trong, sau hồi lâu mới mở miệng nói, xem ra, cái này hỗn độn thiên ma tháp tầng thứ nhất trạm kiểm soát chính là có thể sao chép được một cái giống nhau như đúc ta. Bất quá ngươi lấy làm cái này liền có thể ngăn ta lại liền sao? Diệp Thần cười nhạt không dứt. Coi như cái này tàn ảnh thật có thể sao chép Diệp Thần toàn bộ bản lãnh. Nhưng là hắn như cũ và Diệp Thần có bản chất khác biệt. Diệp Thần võ tổ đạo tâm đã sớm bền bỉ không rút ra, con đường đi tới này, hai đời làm người ý chí lực, tuyệt không phải một cái sao chép phẩm có thể nắm giữ, cho nên Diệp Thần có tuyệt đối chắc chắn, có thể đánh bại trước mắt cái này hàng giả. Nghĩ tới đây, Diệp Thần thần sắc cũng thay đổi được ngưng trọng, cười nói, một kiếm này ngưng tụ ta hai đời luân hồi lực, vô cùng thuần túy, đây cũng là nghiền ép chư thiên, nhất trí cao vô thượng quy luật, liền xem ngươi cái này hàng giả có thể hay không tiếp được. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần liền một kiếm chặt chém liền đi ra ngoài, kinh khủng kiếm khí biến dạng hư không, hướng vậy đạo tàn ảnh gào thét đi. Luân hồi lực cũng là Diệp Thần trên mình lớn nhất lá bài tẩy. Đây cũng là 3.000 đại lộ bên trong nhất trí cao vô thượng lực lượng. Bất kỳ quy luật ở luân hồi lực trước mặt cũng phải hơn cúi đầu xưng thần. Diệp Thần từ trong mắt của đối phương thấy được sợ hãi, tàn ảnh muốn né tránh, có thể cuối cùng vẫn là chậm một bước. Bá đạo kiếm khí trực tiếp đem hắn thân thể đánh thành hai nửa, rất nhanh, cái này đạo tàn ảnh liền ở trong hư không tiêu tán. Diệp Thần nhìn trước mắt hết thảy lại thuộc về tại yên tĩnh, đáy lòng cũng vô cùng bình tĩnh. Nếu như không phải là Diệp Thần có luân hồi căn nguyên lực nói, muốn chém chết đối phương tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng. Nơi này không hổ là vây vô số anh hùng hào kiệt hỗn độn thiên ma tháp, chỉ là tầng thứ nhất khảo nghiệm cũng đã như vậy đáng sợ, thật không biết Diệp Thần tiếp theo sẽ gặp cái gì, bất quá hắn ngược lại trở nên có chút mong đợi. Làm Diệp Thần chém chết liền vậy một đạo tàn ảnh sau đó, cảnh trí xung quanh vậy xảy ra thay đổi hoàn toàn giống vậy biến hóa. Diệp Thần trực tiếp xuất hiện ở hỗn độn thiên ma tháp tầng thứ hai. Cái này tầng thứ hai không gian và tầng thứ nhất so sánh, lại có động trời biến hóa. Chu thiên hỗn độn lưu chuyển, từng cổ một cuồn cuộn hơi thở ở nơi này một tầng bên trong không gian tới lui ngang dọc, Diệp Thần đặt mình vào trong đó, chỉ cảm thấy mình thân xác đều có một loại tê liệt cảm giác đau. Như vậy trạng thái không có kéo dài bao lâu, một cổ càng mênh mông hơi thở truyền tới. Đem Diệp Thần bốn phương tám hướng đường lui cũng trận được gắt gao. Diệp Thần thần sắc đại biến, líu díu tự nói, đây lại là trong truyền thuyết chư thiên tinh đấu đại trận. Diệp Thần trước liền nghe giả thiên ma đế theo mình nói tới qua cái này đại trận, tin đồn đây là thượng cổ lúc liền truyền xuống trận pháp, uy lực tuyệt luân, có thể kêu gọi chư thiên tinh thần là người bày trận sử dụng. Nếu như đem đại trận này luyện đến cảnh giới tối cao mà nói, uy lực thông trời, có thể đánh giết chí cao. Nhìn ra được, cái này tầng thứ hai khảo nghiệm hẳn là và trận pháp có liên quan. Diệp Thần khóe miệng không khỏi được hơi dơ lên, nếu quả thật là trận pháp nói, đối với Diệp Thần mà nói, ngược lại cũng không tính là vấn đề lớn lao gì, dẫu sao Diệp Thần sở học kỹ năng,
xem qua khá nhiều, trận pháp vừa vặn chính là Diệp Thần sở trường. Hơn nữa hắn tinh hồn chạm và tinh thần thì có một chút liên lạc, đối với cái này chư thiên tinh đấu đại trận hiểu tự nhiên vượt qua người khác. Trọng yếu nhất chính là, phải biết, Diệp Thần trên mình hồng mông đại tinh không thần thông, chính là thông qua trận pháp diễn luyện ra được, đây càng là Diệp Thần trong tay mạnh nhất mấy đại thần thông một trong, có thể tưởng tượng được Diệp Thần đối với trận pháp một đạo có bao nhiêu cao thành tựu. Đầy trời tinh đấu không ngừng biến đổi, Diệp Thần trong ánh mắt cũng nhiều vẻ ngưng trọng. Xem ra, cái này tầng thứ hai trận pháp so mình tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều, Diệp Thần một mực trôi lơ lửng trời cao, ở nơi này mảnh không gian bên trong tìm tâm trận, nhưng mà đến bây giờ còn là không có đầu mối chút nào. Phải biết, muốn phá vỡ đại trận nói, đơn giản nhất trực tiếp biện pháp liền là tìm ra tâm trận. Tâm trận cũng là một cái trận pháp chỗ mấu chốt, trên căn bản tất cả trận pháp đều có tâm trận. Bất quá, người vào trận muốn ở trong trận pháp tìm được tâm trận, thường thường là một kiện chuyện rất khó khăn, tựa như cùng đánh cờ như nhau, người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt. Chỉ có những cái kia chân chính đối với trận pháp một đạo có cực cao hiểu trận đạo đại sư, mới có thể từ trong ra ngoài phá giải một tòa đại trận. Liên tục đã mấy ngày, Diệp Thần đều ngồi ở tại chỗ, động cũng không động. 3 ngày trôi qua, Diệp Thần như cũ dừng lại ở cái này hỗn độn thiên ma tháp tầng thứ hai. Diệp Thần chỉ là đang đợi một cái cơ hội, nếu mình không tìm được tâm trận, vậy thì không tìm xong rồi, dẫu sao muốn phá giải một môn đại trận, tìm tâm trận đích xác là tốt nhất biện pháp, cũng không phải duy nhất biện pháp. Cái này thế gian rất nhiều vấn đề khó khăn, không khỏi có thể một lực phá. Diệp Thần đang xúc lực, huyền linh lực, hủy diệt mộ đạo. Hủy diệt mộ đạo trình độ cao nhất, có thể phá vỡ hết thảy. Nhưng hủy diệt mộ đạo muốn mạnh hơn, thân thể trình độ cao nhất là mấu chốt. Mình mặc dù đã là thiên yêu thánh thể, nhưng khoảng cách thái thượng truyền thuyết thân xác thành thánh còn có khoảng cách. Thời khắc này Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến Cố Bắc Hành ở mình lúc rời đi giao phó. Diệp Thần, người nhất định phải đi nơi này, bởi vì, nghe nói cái này Thánh Huyền Đạo Cung lão tổ, chính là một tên thân xác thành thánh vương giả. Hơn nữa, tên này lão tổ ở đạo cung bên trong để lại một đạo truyền thừa, nơi đó, nói không chừng sẽ có người muốn cơ duyên. Diệp Thần con người đông lại một cái, xem ra, kết thúc hết thảy các thứ này sau đó, ta cũng nên đi một chuyến Thánh Huyền Đạo Cung. Mà cùng lúc đó, ngoại giới, hỗn độn thiên ma tháp lối vào, Nhâm Phi Phàm và Đại Ma hai người cũng không có rời đi. Thiên ma tháp mỗi qua một tầng, ở bên ngoài cũng là có thể nhìn ra biến hóa, cũng tỉ như Diệp Thần thành công đột phá tầng thứ nhất thời điểm liền có thể thấy một món ánh lửa hơi bay lên. Nhưng mà cái này đạo hỏa quang đã dừng lại ở cái này tầng thứ hai đã mấy ngày, đến bây giờ còn là một chút động tĩnh cũng không có, chẳng lẽ nói Diệp Thần thật muốn thẻ chết tại đây một tầng sao? Nhâm Phi Phàm cũng không khỏi được lo lắng. Một bên đại ma vậy nhìn không được bật cười, Nhâm Phi Phàm, xem ra chúng ta hay là đối với kỳ vọng của hắn quá cao, hắn là không có thể đột phá hỗn độn thiên ma tháp khảo nghiệm. Nhâm Phi Phàm thần sắc ngưng trọng, cũng không nói chuyện, chẳng biết tại sao, hắn nội tâm vô cùng bất an, có lẽ Diệp Thần thật ở thiên ma này tháp bên trong gặp vấn đề khó khăn gì. Thấy Nhâm Phi Phàm cái bộ dáng này, đại ma còn lấy là Nhâm Phi Phàm á khẩu không trả lời được, lại là cười đắc ý, Nhâm Phi Phàm. Ta vốn cho là ngươi là một người thông minh, có thể không nghĩ tới ngươi lựa chọn đệ tử ánh mắt kém như vậy sức lực. Nhâm Phi Phàm nhàn nhạt liếc mắt một cái đại ma, bình tĩnh nói, ta nói qua, hắn không phải ta đệ tử. Hừ, không cần vì mình kiếm cớ, không được là không được. Ngươi lấy làm cái này liền có thể che giấu ngươi nội tâm gấp gáp sao? Thời khắc này đại ma đắc ý tới cực điểm, ngày đó hắn trở thành Nhâm Phi Phàm bại tướng dưới tay, cũng dẫn lấy là cả đời hổ thẹn. Không nghĩ tới trước khi còn có thể để cho mình tìm về mặt mũi tới. Nhâm Phi Phàm, bàn về thực lực, ta không bằng ngươi, bàn về thu học trò, ngươi không bằng ta. Đại ma hết sức lông bông phá lên cười, đi tới Nhâm Phi Phàm bên cạnh, cười một tiếng nói, Nhâm Phi Phàm, xem ra hắn là không thể nào còn sống từ nơi này hỗn độn thiên ma bên trong tháp đi ra, ngươi muốn đi vào cứu hắn sao? Nhâm Phi Phàm nội tâm dao động, thân hình hơi chao đảo một cái. Chỉ muốn cưỡng ép xông vào thiên ma này bên trong tháp. Nhâm Phi Phàm biết, vô luận như thế nào, chỉ có để cho Diệp Thần còn sống mới là trọng yếu nhất, chẳng qua cái này thái thượng thiên ma thể không cần là được, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Có thể vừa lúc đó, đại ma nhưng kêu hắn lại. Nhâm Phi Phàm,
ta có thể phải nhắc nhở ngươi, ngươi đi vào cứu hắn, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trước ngươi, nhưng là một khi ngươi đi ngay, vậy thì đồng nghĩa với hắn qua cửa thất bại, hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ từ ta nơi này học được Thái Thượng Thiên Ma Thể. Nhâm Phi Phàm bước chân ngừng lại, đầy mặt hắn bực tức nhìn đại ma, hắn đây là đang ép mình à. Trầm ngâm sau một hồi, Nhâm Phi Phàm bỗng nhiên đi ra, đi tới đại ma bên cạnh, một mặt ngưng trọng nói. Được, nếu ngươi không để cho ta đi vào, vậy ta cũng không đi vào tốt lắm. Lời này vừa nói ra, đại ma hơi lộ vẻ xúc động, ngươi không vào. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ hắn chết ở bên trong không? Đây chính là đệ tử bảo bối của ngươi à, cứ như vậy nửa đường chết hiểu, ta cũng đảm đương không nổi à. Hừ, Nhâm Phi Phàm hừ lạnh một tiếng, ngươi lấy là hắn liền sẽ như thế dễ dàng chết ở bên trong không? Vậy ngươi không khỏi cũng quá xem nhẹ Diệp Thần liền chứ? Nói thật, Nhâm Phi Phàm mới vừa xác thực là muốn đi vào cứu Diệp Thần, nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Diệp Thần cùng nhau đi tới, dạng gì nguy cơ chưa bao giờ gặp, so hôm nay còn muốn hung hiểm trăm lần, Diệp Thần cũng không cũng vác đã tới sao? Hắn làm sao sẽ bị một điểm này khó khăn ngăn trở gãi đâu? Nhâm Phi Phàm tin tưởng Diệp Thần, cái loại này tín nhiệm là xuất xứ từ tại trong xương, không cần bất kỳ lý do gì. Hiện tại, Nhâm Phi Phàm muốn làm chính là yên tĩnh chờ đợi là tốt. Chờ đợi Diệp Thần từ nơi này hỗn độn thiên ma trong tháp đi ra một khắc kia, đúng cái thiên địa cũng sẽ làm ảm đạm thất sắc. Bất quá đại ma căn bản không có thể hiểu giờ phút này Nhâm Phi Phàm tâm tình, hắn cảm thấy Nhâm Phi Phàm chính là ở cậy mạnh mà thôi, việc đã đến nước này, Diệp Thần là nhất định phải thất bại, hiện tại Nhâm Phi Phàm đối với Diệp Thần hy vọng càng cao, đợi một hồi hắn liền sẽ bộc phát thống khổ. Thật không biết, Nhâm Phi Phàm thống khổ thời điểm sẽ lộ ra như thế nào diễn cảm đâu. Đại ma trong lòng nghĩ như vậy đến. Đại ma bộ dáng nhàn nhã hai tay chắp sau lưng đứng ở một bên, mặt đầy phức tạp thần sắc nhìn Nhâm Phi Phàm. Nhưng mà ngay tại hắn đắc ý thời điểm, đáng sợ chuyện xảy ra. Chỉ gặp vậy hỗn độn thiên ma tháp bên trên, một đạo kinh khủng kiếm khí bỗng nhiên xông lên trời. Đạo kiếm khí này không giống với đại ma trước kia nhìn thấy bất kỳ một đạo kiếm khí, bởi vì nó quá mức tinh thuần, tựa như không nên thuộc về cái này thế gian. Nhưng mà hết thảy các thứ này còn không kết thúc, kiếm khí kia phóng lên cao sau đó, vốn là hỗn độn thiên ma tháp lại run sợ không nghỉ đứng lên, tựa như mới vừa trải qua cái gì hạo kiếp. Đạo kiếm khí kia lao ra sau đó, thật lâu cũng không có tản đi, liền ở chân trời gào thét ngang dọc, giống như một đạo du long, cực kỳ thần diệu, thật giống như là ông trời hoàn mỹ nhất tạo vật vậy. Cái này, đây là cái gì? Đại ma đã thấy đờ ra. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua đáng sợ như vậy dị tượng đâu. Không thể nào. Đại ma khàn cả giọng giống to lên, hắn không muốn tin tưởng hết thảy các thứ này. Một bên Nhâm Phi Phàm, còn người bên trong thần quang sáng chói, hắn nhìn một cái đại ma, cười lạnh nói, ta đã sớm cùng ngươi nói, Diệp Thần cho tới bây giờ đều là một cái hóa hủ mục nát là người thần kỳ, chẳng qua là chính ngươi ngồi giếng nhìn trời thôi. Ngay tức thì, cả tòa hỗn độn thiên ma tháp cũng sụp đổ. Ở giữa thiên địa chỉ còn lại có một mảnh phế tích và một cái đứng lặng trong phế tích bóng người, mà bóng người này không phải Diệp Thần lại có thể là ai. 8 ngày. Chỉ dùng 8 ngày thời gian, Diệp Thần thì thành công đột phá cái này hỗn độn thiên ma tháp những ràng buộc. Diệp Thần không thể nghi ngờ là đổi mới trên lịch sử cao nhất ghi chép. Phải biết, ở chỗ này trước sông thiên ma tháp người bên trong, ghi chép nhanh nhất chính là hỗn độn ma thần diệt, dùng 15 ngày thời gian. Hạng thứ hai chính là trước mắt đại ma, vậy dùng 1 tháng thời gian. Mà ngày hôm nay, Diệp Thần dùng hành động chứng minh, cái gì gọi là chân chính kỳ tích. Cái gì gọi là cầm không thể nào biến thành có thể. Cái tốc độ này, thậm chí là cầm diệt ghi chép cũng nén liền một nửa. Chuyện này nếu là truyền đến Thái Thượng Thế Giới đi, tuyệt đối sẽ đưa tới trước đó chưa từng có náo động. Đại ma nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, hắn vẫn là thật lâu đều không nguyện tin tưởng. Bởi vì hắn thật sự là bị rung động đến. Diệp Thần quá đáng sợ, đơn giản là không thuộc mình, dùng yêu nghiệt đều không đáng lấy hình dạng Diệp Thần. Thật ra thì đại ma cũng không phải là không hy vọng Diệp Thần có thể đổi mới ghi chép, hắn chỉ là không nghĩ tới, Diệp Thần có thể đem ghi chép soát làm đến nước này, theo Diệp Thần so với, mình vậy 1 tháng ghi chép coi là cái gì. Căn bản là liền chó má cũng không bằng. Giờ khắc này, đại ma tự ái tìm được đả kích thật lớn. Nhưng là, rất nhanh hắn lại phục hồi tinh thần lại.
hắn mặt đầy mừng rỡ nhìn Diệp Thần, giống như là như nhặt được chí bảo như nhau. Hắn đi tới Diệp Thần bên cạnh, cố làm tư thái nói, Diệp Thần, ngươi có bằng lòng hay không làm ta đệ tử? Diệp Thần khẽ gật đầu, nói cầu không được. Như thế tốt lắm, ngươi hiện tại đã thông qua hỗn độn thiên ma tháp khảo nghiệm, cũng sẽ không phải sẽ đi cái gì lễ bái sư, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta đệ tử. Mặc dù đại ma không để cho Diệp Thần thi lễ, nhưng là Diệp Thần làm việc gần đây đều có mình quy củ, nếu muốn từ đại ma nơi này học tập thái thượng thiên ma thể, như vậy bỏ mặc nói thế nào, đại ma cũng coi như là mình lão sư. Diệp Thần vẫn là một mực cung kính hướng đại ma, khom người một bái, mười phần thành khẩn nói, đệ tử bái kiến lão sư. Đại ma mười phần vui vẻ, bởi vì hắn từ Diệp Thần ánh mắt bên trong thấy được chân thành, vội vàng tiến lên kéo lại Diệp Thần, thoải mái nói, tốt lắm, không cần đa lễ. Mà lúc này, Nhâm Phi Phàm vậy đi tới, nhìn một cái đại ma, tựa hồ đang đợi hắn nói gì. Đại ma gãi gãi đầu mình, cười nói, Nhâm Phi Phàm, ngươi yên tâm, ta gần đây nguyện thua cuộc, nếu liền hỗn độn thiên ma tháp cũng công nhận hắn, ta tự nhiên vậy không có gì đáng nói, ta sẽ đem ta cả người bản lãnh hết sức truyền thụ cho hắn, còn như hắn có thể học được nhiều ít, vậy sẽ phải nhìn chính hắn tạo hóa. Thật ra thì đại ma trong lòng rất rõ ràng, hắn là không có tư cách làm Diệp Thần lão sư, dẫu sao xem Diệp Thần như vậy ngút trời thần võ người, thậm chí thiên phú đều vượt qua năm đó Diệt, người như vậy, coi như là đặt ở thái thượng thế giới vậy đỉnh trước sẽ được nhiều thành tựu xuất sắc, một ngày nào đó, Diệp Thần thực lực sẽ bao trùm ở mình bên trên, đến khi đó, chư thiên vạn giới cũng sẽ ở dưới chân của hắn bỏ lổm ngổm run rẩy. Đại ma đã đoán được ngày này, nhưng là hắn giống vậy biết, đây đối với tự mình tới nói, cũng là cơ duyên lớn lao. Dù là mình và Diệp Thần chỉ có một năm duyên thầy trò, phần cơ duyên này, vậy đủ để thắng được hết thảy. Lại cùng Nhâm Phi Phàm nói chuyện với nhau mấy câu sau đó, Nhâm Phi Phàm liền rời đi nơi này, trước khi đi trước, hắn còn không quên dặn dò Diệp Thần. Diệp Thần, tiếp theo ngươi ngay tại Huyết Tuyệt Ma Cung đi theo ngươi lão sư thật tốt tu hành, thời gian đến, ta sẽ lại tới đón ngươi. Vậy, Ma Bi chi chủ, Diệp Thần vẫn là có chút lo âu hỏi. Nhâm Phi Phàm an ủi, ngươi yên tâm, có ta ở đây, Ma Bi chi chủ tuyệt đối không dám tái tạo mổ giết, đối đãi ngươi từ nơi này rời đi, liền có đem hắn hàng phục khả năng. Được, đa tạ Nhâm tiền bối. Nhâm Phi Phàm rời đi sau đó, Diệp Thần theo đại ma, đi tới đại ma bình thường tu hành trong động phủ. Thật ra thì nhắc tới, mình phá vỡ chỗ tòa này hỗn độn thiên ma tháp cũng là Diệp Thần tạm thời nóng não ý tưởng, có thể không nghĩ tới, mình lại thành công. Trong sâu thẳm tựa hồ có lực lượng nào đó trong bóng tối tương trợ mình. Bên trong động phủ, đại ma nhìn một cái Diệp Thần, ý vị sâu xa đến, Diệp Thần. Hôm nay cái này hỗn độn thiên ma tháp bị ngươi đánh nát, chỉ có đến khi hỗn độn ma thần đích thân tới mới có thể chữa trị. Gần đây đoạn thời gian này, ngươi ngay tại ta bên trong động phủ tu hành đi, chờ ngươi lúc nào cầm cái này thái thượng thiên ma thể luyện đến thứ cảnh giới tầng 1, ngươi liền có thể rời đi. Diệp Thần hồ nghi nhìn một cái đại ma. Nói, lão sư, ngươi hiện tại thì phải cầm cái này thái thượng thiên ma thể truyền thụ cho ta sao? Đại ma cười một tiếng, nói, hiện tại bất truyền, còn đợi lúc nào? Ngươi cũng đừng quên ngươi đã đáp ứng ta, ngươi muốn ở trong vòng một năm đem thái thượng thiên ma thể tu luyện tới cảnh giới tối cao. Diệp Thần gật đầu một cái, cười nói, đệ tử làm hết sức mà thôi. Chỉ gặp đại ma ở giường của mình tháp phía dưới lấy ra một tấm sách cổ đưa tới Diệp Thần trong tay. Nói, đây chính là thái thượng thiên ma thể, đây là năm đó ta từ hỗn độn ma thần nơi đó chép tay cuốn, ngươi thật tốt hiểu. Diệp Thần đem tay này sao cuốn cầm ở trong tay, ngay tức thì có một loại trích cảm giác nóng, từ bàn tay hắn chỗ, truyền khắp hắn toàn thân. Tốt mãnh liệt ma tính. Diệp Thần không nhịn được cảm khái, nắm chặt trong tay dài cuốn, rất nhanh thì có từng luồng phù văn phiêu động liền đi ra, rơi vào Diệp Thần trước mặt. Rất nhanh Diệp Thần tầm mắt bên trong xuất hiện một đoạn nổi lơ lửng chữ viết, mười phân rõ tích, cái này dĩ nhiên chính là thái thượng thiên ma thể chỗ tinh túy. Diệp Thần cũng là bị rung động đến, hắn không nghĩ tới tay này sao bản sách cổ lại như vậy có linh tính. Diệp Thần lúc này ngồi xếp bằng xuống, hai tay bóp một cái ấn quyết, bắt đầu tu luyện thái thượng thiên ma thể. Thái thượng thiên ma thể, truyền thuyết là hỗn độn ma thần, học hỏi thiên ma đạo pháp sau đó, lĩnh ngộ được luyện thể thần thông. Thái thượng thiên ma đạo, bị già thiên ma đế lĩnh ngộ, thuộc về đạo pháp, là huyền diệu khó giải thích pháp môn,
có vạn ma biến hóa bí ẩn. Nhưng thái thượng thiên ma thể, nhưng không có gì lòe loẹt biến hóa, là thuần túy luyện thể thần thông, đại biểu thuần túy ma tính, lực lượng, dã man, bá đạo. Một cái là đạo pháp, một cái là thể chất, kém một chữ, khác biệt một trời. Oanh! Diệp Thần một tu luyện thái thượng thiên ma thể, liền tựa như mở ra vạn ma cửa, mênh mông tinh không, vô tận bát hoang, cuồn cuộn ma khí cút trào tới, điên cuồng bơm vào nhập hắn thân thể bên trong. Thật là bá đạo ma khí. Diệp Thần con người co giúp một cái, chợt cảm thấy rót vào cơ thể ma khí, lực lượng đặc biệt thuần túy, mang một cổ dã man phách lực, không ngừng rèn luyện hắn gân cốt da thịt. Ngay lập tức tới giữa, Diệp Thần cả người mỗi một tấc da, mỗi một tấc bắp thịt, đều tựa như gặp phải dù sao cũng ác ma sát phạt, có một loại tê liệt đau đớn. Vô tận ma khí cuồn cuộn, thậm chí diễn hóa ra liền vạn ma gào khóc, dạ xoa bay lên trời, tu la tản phá vân. Vân các loại khí tượng. Thật là đau, không nghĩ tới cái này thái thượng thiên ma thể, tu luyện cắn trả lại có thể khổng lồ như vậy. Diệp Thần cắn răng, thân thể tựa như bị vạn ma xé nát, cho dù hắn có bữa yêu thánh thể và vô tận sinh mệnh lực căn cơ, vậy cảm thấy đặc biệt khó chịu, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng mình cả người đều phải bị vô tận ma khí chiếm đoạt. Hủy diệt đạo ấn, phệ hồn đạo ấn, thiên cấp hồn ấn, sáu đạo nguyên phù, ra. Hồn thiên đổi thành, mở. Luân hồi đạo cốt, cho ta trấn áp. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần sử dụng kiếp trước một chặn đường cốt. Đạo cốt vừa ra, một phiến kim quang sáng chói, cuồn cuộn tràn ngập, còn có vô tận luân hồi văn lạc, rào 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 lan tràn. Cái này đoạn kiếp trước đạo cốt, Diệp Thần còn không hoàn toàn dung hợp, nhưng đã có thể phát huy ra bộ phần uy lực. Đạo cốt vừa ra, Diệp Thần trên thân thể ma khí, nhất thời bị áp chế xuống. Lại hung hãn thiên ma, ở luân hồi thiên uy nghiền ép hạ, cũng không thể tàn phá. Hô! Nhìn bị áp chế xuống ma khí, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, thật may đoạt lại kiếp trước luân hồi đạo cốt, hiện đang tu luyện thái thượng thiên ma thể, vừa vặn phát huy tác dụng. Ở luân hồi đạo cốt dưới áp chế, các loại ma khí thuận phục, lại cũng lật không dậy nổi một chút gợn sóng. Diệp Thần chấn định tâm thần, dựa theo thái thượng thiên ma thể pháp quyết, không ngừng tu luyện, đem từng luồng ma khí hấp thu vào bên trong cơ thể. Những thứ này ma khí, mang theo thái thượng thế giới quy luật, ngọn nguồn hiển nhiên là ở thái thượng thế giới. Thái thượng thiên ma thể, chính là dẫn động thái thượng ma khí, rèn luyện thể chất nghịch thiên công pháp. Thái thượng thiên ma, hạ xuống ta thân. Thiên ma phách thể, trấn áp vạn cổ. Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra, chư thiên ma khí vần quanh, sau lưng lại hiện ra một tôn giống như thực chất thái thượng thiên ma thân ảnh. Cái này tôn thái thượng ma ảnh, nguy nga, khoáng đạt, sắt thép nặng nề, khuôn mặt dữ tợn, có thiên thủ thiên nhãn, mỗi một cánh tay, đều mang vô cùng sức mạnh to lớn, dường như muốn trấn áp vạn cổ tinh không, mỗi một con mắt, đều mang mênh mông thiên uy. Dường như muốn xuyên qua hoàn vũ. Chín tầng trời trên hư không, tiếng sấm ùng ùng vang dội, mây đen dày đặc. Cuồn cuộn mây đen bên trong, lại là xuất hiện thái cổ quần ma dị tượng. Tất cả thái cổ thiên ma, trên khuôn mặt mang thành kính, cung kính, thần sắc sợ hãi, xa xa hướng Diệp Thần triều bái, tựa như trung thành nhất tín đồ. Giờ khắc này, Diệp Thần bước đầu luyện thành thái thượng thiên ma thể, trời xanh dị tượng, lại có thể dẫn phát thiên thủ thiên nhãn. Cự ma hạ xuống, thái cổ quần ma quỷ bái mênh mông hình ảnh. Diệp Thần, tựa như thật hóa thân thái thượng ma tôn, dưới quyền có hàng tỷ thiên ma tín đồ, uy sắp vũ nội. Quần ma triều bái kinh thiên khí tượng, vậy đưa tới vực ngoại vô số đại nhân vật khiếp sợ, rất nhiều người cũng đang nghi ngờ, rốt cuộc là phương nào lớn có thể đột phá, lại có thể đưa tới vô số thiên ma quỷ bái. Một chỗ bí ẩn thung lũng, một cái cả người hắc bào thanh niên người, nhìn trời lên quần ma khí tượng. Gương mặt hoàn toàn lộ vẻ xúc động. Trong truyền thuyết thái thượng thiên ma thể, lại có người tu luyện thành công. Là luân hồi chi chủ. Thanh niên người cả người chấn động, hắn chính là ma bi chi chủ. Càn ám ma đánh một trận, hắn và Diệp Thần chiến thành ngang tay, mỗi người bị thương. Lúc rời càn ám ma sau đó, ma bi chi chủ liền ẩn núp, yên lặng chữa thương. Giờ khắc này, ma bi chi chủ thương thế đã khôi phục. Nhưng nhìn trời trên đáng sợ quần ma khí tượng, hắn không cách nào giữ bình tĩnh. Thiên cơ thấy rõ dưới, ma bi chi chủ cơ hồ trong nháy mắt, liền bắt được Diệp Thần nhân quả. Hai người, tựa như nhất định là địch thủ cũ. Cái này một tí vạn ma triều bái,
Ma Bi chi chủ cảm thấy to lớn uy hiếp. Một khi Diệp Thần Thái Thượng Thiên Ma Thể, tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, đến lúc đó, ma khí ngút trời, ngang qua vạn cổ, vô luận mạnh mẽ đi nữa ma đầu, đều phải quỳ sát ở Diệp Thần dưới chân. Liền liền hắn Ma Bi chi chủ, đều phải lần nữa bị trấn áp, không thể nào có trở mình chỗ trống. Ngày xưa, Ma Bi chi chủ dẫn Thái Cổ Quần Ma, tấn công Vạn Khư Thần Điện, kết quả thảm bại ở Thái Thượng Thiên Nữ dưới quyền. Ngày hôm nay, Ma Bi chi chủ gặp phải cục diện, hơn nữa nguy hiểm. Ngày xưa Thái Cổ Quần Ma, ngày hôm nay lại có thể chiều bái Diệp Thần, ngang hàng là phản bội Ma Bi chi chủ. Hắn thành người cô đơn. Không được, nhất định phải thừa dịp luân hồi chi chủ, tu luyện còn không đại viên mãn thời điểm, hoàn toàn đem hắn chém chết, nếu không vô cùng hậu hoạn. Ma Bi chi chủ trong mắt lướt qua một chút hàn mang, hắn chẳng muốn dẫm lên vết xe đổ, chỉ muốn mau sớm chém chết Diệp Thần, giải quyết mối họa. Xem ra muốn đi một chuyến thượng giới, gặp Huyền Cơ Nguyệt. Mấy chục ngàn năm bể dâu, không biết ngày xưa cố nhân, hôm nay có thể hay không bình yên. Trầm ngâm một hồi, Ma Bi chi chủ trong lòng có quyết đoán, thân thể chớp mắt, hóa thành một món ma khí, lượn lờ phiêu hướng lên giới. Thượng giới, Nữ Hoàng Thiên Cung phế tích. Nơi phế tích không, lơ lửng một phiến tự tại thiên thế giới. Cái này phiến tự tại thiên thế giới, còn quấn tầng tầng số mệnh ánh sáng tím, bên trong núi cao con sông, rừng rậm mặt đất, thành trì lầu các, đều có khoáng đạt vận mệnh hơi thở. Đây là Huyền Cơ Nguyệt vận mệnh tự tại thiên. Nữ Hoàng Thiên Cung lâm vào là phế tích, hiến tế hàng tỷ sinh linh sinh ra nghiệp lực, vĩnh hằng bao phủ, không cách nào xây lại. Bất đắc dĩ, Huyền Cơ Nguyệt thả ra mình tự tại thiên, trôi lơ lửng hư không, đảm nhiệm tạm thời tu luyện đạo tràng, để bảo toàn thượng giới đạo thống. Cho dù Nữ Hoàng Thiên Cung lâm vào là phế tích, nhưng Huyền Cơ Nguyệt vẫn là uy sắp thượng giới nữ hoàng chí tôn, vận mệnh trật tự uy nghiêm, như cũ không cho người khiêu chiến. Thiên Hoàng Địa Lão, Nữ Hoàng Thiên Cung trưởng lão đệ tử cửa, đều ở đây Huyền Cơ Nguyệt tự tại thiên trong thế giới, các ti kỳ chức, yên lặng tu luyện. Mà Huyền Cơ Nguyệt, thật cao trôi lơ lửng trên bầu trời, yên lặng tu luyện tử vi số mệnh thuật, hóa giải tự thân nghiệp lực. Bỗng nhiên, một món ma khí, như quỷ mị vậy, bay vào tự tại thiên bên trong thế giới. Người nào? Thiên Hoàng Địa Lão đầu tiên phát hiện, phát ra gầm thét, đang muốn ra tay cản đường. Huyền Cơ Nguyệt mở mắt ra, thần tình lạnh nhạt như nước, khoát tay một cái, nói, đừng hoảng hốt, là bạn của ta, các ngươi lui ra đi. Thiên Hoàng Địa Lão lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Vậy một món ma khí, trôi giạt đến Huyền Cơ Nguyệt trước mặt, thân thể thoáng một cái, hóa thành một cái thanh niên áo bảo đen, hình dáng và luân hồi chi chủ có chút tương tự, chính là Ma Bi chi chủ. Ma Bi chi chủ, thật lâu không gặp. Huyền Cơ Nguyệt giọng nhàn nhạt, đánh giá Ma Bi chi chủ, cảm thấy được người sau hơi thở, không lớn bằng lúc trước, không khỏi nhíu mày một cái. Nữ hoàng đại nhân, mấy chục ngàn năm bể dâu, người thực lực, rất nhiều tinh tiến, hôm nay chấp trưởng thần La Thiên Kiếm, uy sắp chư thiên vạn giới, thật đáng mừng à. Ma Bi chi chủ khẽ mỉm cười, chắp tay chúc mừng. Nhưng mà, hắn trong nụ cười, nhưng lộ ra vô tận bi thương và bể dâu. Huyền Cơ Nguyệt nói, năm đó người đã thông thái thượng thế giới đường hầm, rung động thiên thu vạn cổ, thực lực trên ta xa, ngày hôm nay làm sao sẽ luân lạc tới tình cảnh này. Liền dưới quyền ta Thiên Hoàng Địa Lão, cũng có thể ung dung thấy rõ đến tung tích của ngươi. Ma Bi chi chủ than thở một tiếng, nói ta đi một chuyến thần điện, thấy Thái Thượng Thiên Nữ. Thái Thượng Thiên Nữ. Huyền Cơ Nguyệt nghe được cái này danh hiệu, nhất thời lộ vẻ xúc động, hơi đẩy một cái diễn, chân mày nhíu chặt, nói. Người bị Thái Thượng Thiên Nữ đánh bại, đánh mất phàm trần. Ngày xưa Ma Bi chi chủ, dựa vào luân hồi ma bia sức mạnh to lớn, đột phá Thái Thượng Thế Giới quy luật, đã thông một cái không gian đường hầm, thành công bước vào Thái Thượng Thế Giới, rung động chư thiên, làm vô số cường giả hâm mộ. Nhưng Ma Bi chi chủ, cuối cùng không phải dựa vào chính mình thực lực, phi thăng Thái Thượng Thế Giới, hắn và chân chính cấp trên cửa, có lớn vô cùng chênh lệch. Cho nên, Ma Bi chi chủ cuối cùng vẫn bị Thái Thượng Thiên Nữ đánh bại, lần nữa đánh mất phàm trần. Cấp trên, nơi nào là tốt như vậy làm? Đức không xứng vị, cuối cùng vẫn là phải chết. Không sai, ta đức không xứng vị, cuối cùng vẫn bị Thái Thượng Thiên Nữ chém xuống. Cái này nhất thế, ta muốn cùng ngươi hợp tác, chúng ta liên thủ chém chết luân hồi chi chủ, cùng chung luân hồi huyết mạch,
song song phi thăng thái thượng, ngươi thấy thế nào? Ma Bi chi chủ đứng chắp tay, mặc dù bị thái thượng thiên nữ chém xuống, nhưng hắn đường đường tránh tránh nói ra, cũng không có tị hiềm. Dẫu sao, thái thượng thiên nữ là chân chánh cấp trên, danh tiếng lớn vô cùng, chỉ là nàng tọa hạ 12 cái người làm, chính là danh chấn chư thiên vạn giới 12 thần tôn. Có thể tưởng tượng được, thái thượng thiên nữ bản thân, là đáng sợ dường nào tồn tại. Có thể thua ở thứ đại nhân vật này dưới quyền, Ma Bi chi chủ tự nhiên không cần phải xấu hổ, ngược lại đủ để quang vinh. Ma Bi chi chủ rất rõ ràng, muốn chân chính trở thành cấp trên, dựa vào đột phá không gian đường hầm, len lén lẻn vào thái thượng thế giới, cái loại này mánh khóe nhỏ, là tuyệt đối không thể thực hiện được. Nước không xứng vị kết quả, chỉ có thể là chết. Chỉ có dựa vào tự thân thực lực, chấn áp tất cả người gian quy tắc, hoàn toàn phi thăng, mới có thể trở thành chân chính cấp trên, vĩnh hưởng tiên phúc, vĩnh sinh tiêu dao. Ha ha ha, người muốn cùng ta hợp tác, chém chết luân hồi chi chủ, cùng chung luân hồi huyết mạch. Huyền Cơ Nguyệt ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt mang một chút khinh thường và lãnh đạm. Không cần, ta Huyền Cơ Nguyệt người thế nào, ta thiên kiếm nơi tay, uy sắp vạn giới, ta một người đủ để chấn áp luân hồi chi chủ. Không cần phải và ngươi hợp tác, bị ngươi chia một chén canh. Huyền Cơ Nguyệt tại chỗ cự tuyệt, luân hồi huyết mạch, giữa trời đất phần độc nhất, nếu như và người khác chia cắt, luân hồi phép tắc năng lượng, nhất định thật to yếu bớt. Cho nên, nàng cũng không có hứng thú hợp tác, nàng tin tưởng bằng tự mình một người thực lực, đủ để chém chết Diệp Thần. Ha ha, nữ hoàng đại nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là suy nghĩ một chút nữa. Đời này luân hồi chi chủ. Khí vận căn cơ quá thâm hậu, người không thể nào như thế tùy tiện chém chết hắn. Mới vừa thái cổ quần ma, chiều bái trời hình ảnh, người có thể thấy được. Đó là luân hồi chi chủ, luyện thành thái thượng thiên ma thể khí tượng. Luân hồi chi chủ, nhất định phải nghịch thiên quật khởi, người dựa hết vào tự mình một người, không như vậy dễ dàng giết chết hắn. Hơn nữa, người đừng quên, đế thích thiên còn chưa có chết, hắn còn núp ở hắc ám thâm uyên bên trong. Ma Bi chi chủ như cũ đứng chắp tay, ánh mắt thiếu nhìn phương xa, mang một chút thâm thúy. Lúc đầu vậy quá cổ quần ma triều bái, là luân hồi chi chủ khí tượng. Huyền Cơ Nguyệt khẽ chấn động, chân mày nhíu chặt đứng lên. Nếu như Ma Bi chi chủ nói là sự thật, vậy đời này luân hồi chi chủ, khí vận chân thực quá sâu dày, quật khởi chân thực quá nhanh. Bây giờ cách đồ thánh đại hội, còn không có đi qua bao lâu, luân hồi chi chủ lại có thể nhanh như vậy. Liền được mới kỳ ngộ. Hơn nữa, hắc ám thâm uyên bên trong còn ẩn núp một cái đế thích thiên. Đây là một cái đặc biệt đáng sợ biến số. Trong truyền thuyết tâm ma đại chú kiếm, liền thời kỳ tột cùng luân hồi chi chủ, còn có những cái kia cấp trên cửa, đều là vô cùng kiêng kỵ, không có bất kỳ người dám can đảm khinh thường. Một khi đế thích thiên kéo nhau trở lại, đây cũng là một cái to lớn uy hiếp. Huyền Cơ Nguyệt muốn chém chết Diệp Thần, cướp lấy luân hồi huyết mạch, chân thực không phải một chuyện dễ dàng. Đáp ứng ta, nữ hoàng đại nhân, chúng ta liên thủ hợp tác, tru diệt luân hồi chi chủ, cùng chung luân hồi huyết mạch, liên thủ tiếp tàn sát đế thích thiên, cướp lấy tâm ma quy luật, song song phi thăng, chẳng phải đẹp thay. Ma Bi chi chủ cười nhạt, ánh mắt híp lại, quan sát nữ hoàng thiên cung phế tích, nói. Ngươi thiên cung đạo tràng, nghiệp lực bao phủ, vạn cổ không tiêu tan, nếu như ngươi nguyện ý hợp tác, ta có thể vận dụng Ma Bia năng lượng, vì ngươi hóa giải nghiệp lực, xây lại nữ hoàng thiên cung. Nghe vậy, Huyền Cơ Nguyệt trong mắt có giúp một cái, nói, xây lại nữ hoàng thiên cung. Nữ hoàng thiên cung, là Huyền Cơ Nguyệt tu luyện đạo tràng, khí vận căn cơ sở tại, không cho sơ thất. Trước, Huyền Cơ Nguyệt muốn gọi Tham Lang Đại Đế, hỗ trợ xây lại nữ hoàng thiên cung, đáng tiếc bị cự tuyệt. Mà hiện tại, Ma Bi chi chủ đáp ứng giúp Huyền Cơ Nguyệt xây lại. Khôi phục khí vận căn cơ, đây chính là thiên đại tương trợ, có thể giải quyết Huyền Cơ Nguyệt lửa xém lông mày. Ma Bi chi chủ nhàn nhạt nói, ngươi cân nhắc một chút. Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp lóe lên, trầm tư một hồi, tựa hồ đang cân nhắc. Cuối cùng, Huyền Cơ Nguyệt yếu ớt thở dài một cái, nói, được, ta đáp ứng và ngươi hợp tác, nhưng sau khi chuyện thành công, luân hồi huyết mạch ta chiếm 60%, ngươi chỉ có thể cầm 40%. 40%. Nghe được Huyền Cơ Nguyệt điều kiện, Ma Bi chi chủ hơi trầm ngâm, ngay sau đó lãnh đạm cười một tiếng, nói, được, 40% liền 40%, nhưng luân hồi chi chủ còn chưa có chết, chúng ta liền thương lượng chia cắt huyết mạch,
không khỏi quá mức ý nghĩ hảo huyền. Huyền Cơ Nguyệt nói, ha ha, người ta hợp tác, vậy luân hồi chi chủ chẳng lẽ còn có thể sống mệnh. Mau thay ta xây lại thiên cung đạo tràng, chờ ta khí vận căn cơ khôi phục, lập tức ra tay đối phó luân hồi chi chủ. Được. Ma Bi chi chủ ánh mắt đông lại một cái, lúc này sử dụng luân hồi ma bia. Đen nhánh lạnh lùng luân hồi ma bia, trôi lơ lửng ở trên trời, thả ra từng luồng mãi mãi ma khí. Vô tận ma khí tàn phá, trong sâu thẳm, lại có thể cắn nuốt hết trong thiên địa nghiệp lực kiếp số. Thấy một màn này, Huyền Cơ Nguyệt nhất thời lộ vẻ xúc động. Nàng hiến tế hàng tỷ sinh linh, nghiệp lực kiếp số không biết có kinh khủng dường nào, nhưng hiện tại, luân hồi ma bia lại có thể chiếm đoạt. Trong truyền thuyết luân hồi ma bia, không hổ là thập đại luân hồi huyền bi một trong, ma thôn nhật nguyệt, quét sạch thiên hạ, đơn giản là vô địch. Ở luân hồi ma bia chiếm đoạt hạ, nữ hoàng thiên cung phế tích quanh quẩn nghiệp lực tai khí, nhanh chóng tiêu tán, địa mạch chỗ sâu ẩn chứa từng luồng tử vi thần quang, dần dần tách ra thả ra. Hụ! Ma Bi chi chủ phát ra tằng hắng một tiếng, gương mặt nhất thời trắng bệch. Cắn nuốt nữ hoàng thiên cung nghiệp lực thiên tai, hắn rõ ràng nhận chịu ngập trời áp lực. Tử vi phù chiếu, đi. Huyền Cơ Nguyệt phung tay lên, một món ánh sáng tím ngưng tụ, hóa thành phù chiếu, bắn tới Ma Bi chi chủ bên người. Ma Bi chi chủ sắc mặt hơi tỉnh lại, áp lực chậm tách ra, một tay thúc giục luân hồi ma bia, một tay thúc giục tử vi số mệnh thuật phù chiếu, quát lên. Ma thôn nhật nguyệt, thiên cung xây lại. Vận mệnh trật tự, lại đến 9 tầng trời. Vù vù. Luân hồi ma quang, số mệnh ánh sáng tím, song song nổ bắn ra ra, hội tụ thành một đạo cuồn cuộn nước lũ, đem cả tòa thiên cung phế tích bao trùm. Thiên cung phế tích bên trong, tất cả nghiệp lực tai khí, toàn bộ tiêu tán, chào đắng trước từng luồng hòa hợp mây tía, vận mệnh hà thải, kim quang diễm diễm, tốt vô cùng xem. Vô tận ánh sáng tím lững lờ gian. Chư thiên vạn giới, từng luồng nguyên khí dâng trào tới. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi mưa điện sương mù vân. Vân, các loại nguyên khí, không ngừng sôi trào động lại, cuối cùng cấu trúc thành từng ngọn cung điện. Mới tinh nữ hoàng thiên cung, lộng lẫy và tuyệt vời, rốt cuộc nổi lên. Huyền Cơ Nguyệt nhìn trời cung đường danh, trong mắt mang vẻ vui mừng, chỉ cảm thấy tự thân khí vận căn cơ, đang không ngừng khôi phục. Bất quá, nàng võ đạo căn cơ là không thể nào khôi phục. Đồ Thánh Đại Hội đánh một trận, nàng võ đạo căn cơ, đã hoàn toàn hủy diệt, sau này muốn đột phá, chỉ có thể dựa vào thành lập vận mệnh trật tự, không ngừng chứng đạo, mới khá tấn thăng. Mà hiện tại, nữ hoàng thiên cung lần nữa thành lập, Huyền Cơ Nguyệt muốn ở chư thiên vạn giới, thành lập mệnh vận đạo thống, vậy sẽ đơn giản rất nhiều. Tự tại thiên trong thế giới, thiên hoàng địa lão các người, thấy nữ hoàng thiên cung tái hiện, cũng là mang vẻ vui mừng. Trong truyền thuyết luân hồi ma bia, quả nhiên là cường hãn, đủ để chiếm đoạt chư thiên nghiệp lực, cái này một tí nữ hoàng thiên cung xây lại, đám người có đạo chẳng có thể theo nhờ, khí vận thật to vững chắc, liền sẽ không dễ dàng bỏ mình, chí ít ở khí vận phương diện phong thủy, có thể lấn át Đế Uyên Điện một đầu. Ma Bi chi chủ, đa tạ ngươi. Huyền Cơ Nguyệt khẽ mỉm cười, nữ hoàng thiên cung khôi phục, nàng có thể theo nhờ đạo thống khí vận, mau sớm tu luyện Thái Thượng Thiên Phù nói. Cùng Thái Thượng Thiên Phù đạo luyện thành, chém chết luân hồi chi chủ và Đế Thích Thiên chắc chắn, ắt sẽ thật to tăng lên. Không sao, tiếp theo, hy vọng nữ hoàng đại nhân, có thể tuân thủ hợp tác khế ước. Ma Bi chi chủ thu hồi ma bia, gương mặt từng cơn trắng bệch, hơi thở cực kỳ suy yếu. Hiển nhiên, chiếm đoạt chư thiên nghiệp lực, xây lại nữ hoàng thiên cung, hao phí hắn nhiều linh khí. Bất quá, có thể có được Huyền Cơ Nguyệt khế ước hợp tác. Hắn vậy vô cùng hài lòng. Có Huyền Cơ Nguyệt tương trợ, đời này luân hồi chi chủ, tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian thôi. Yên tâm, bất quá không phải hiện tại, cùng thời cơ chín muồi, luân hồi chi chủ huyết mạch dĩ nhiên là chúng ta. Huyết Tuyệt Ma Cung, chư thiên ma khí, thái cổ quần ma triều bái khí tượng, dần dần tiêu trừ. Diệp Thần mở mắt ra, nhưng giác cả người bắp thịt nổ tung, ma khí lưu chuyển. Trong phảng phất lại diễn hóa ra một phiến phiến đen nhánh ma phù, ma hy lóe lên, rất là xinh đẹp. Càn khôn cảnh ba tầng thiên. Diệp Thần nắm quyền một cái, cảm nhận được cường thịnh rất nhiều gân cốt huyết mạch, không khỏi đại hỉ. Bước đầu luyện thành Thái Thượng Thiên Ma Thể, Diệp Thần tu vi, vậy từ càn khôn cảnh tầng 2 trời, đột phá đến càn khôn cảnh ba tầng thiên. Chỉ tiếc, chỉ là bước đầu nắm giữ,
khoảng cách thái thượng thiên ma thể viên mãn còn thiếu quá nhiều quá nhiều. Diệp Thần ở lúc tu luyện phát hiện, thái thượng thiên ma thể đối với thân xác cực kỳ lệ thuộc vào. Dù là hắn bây giờ thân xác cường độ cũng không đủ lấy chống đỡ thái thượng thiên ma thể. Xem ra Cố Bác Hành nói chỗ đó ta không thể không đi. Nếu không thái thượng thiên ma thể khó mà bước vào cảnh giới cao hơn. Chỉ có thái thượng thiên ma thể mạnh hơn, ta trấn áp khối kia luân hồi ma bia cơ hội vậy càng lớn. Bất quá, lần này, ta đột phá dị tượng không nhỏ, có thể sẽ đưa tới ma bi chi chủ chú ý. Ngắn ngủi tấn thăng vui sướng sau đó, Diệp Thần nhanh chóng tỉnh táo lại, nghĩ tới ma bi chi chủ. Muốn cướp lấy luân hồi ma bia, trước hết trấn áp ma bi chi chủ, Diệp Thần luyện thành thái thượng thiên ma thể, so ma bi chi chủ càng cái ma tính có thể. Còn cần tinh tiến, liền có thể có liền trấn áp tư cách. Nhưng vấn đề là, Ma Bi chi chủ không phải người bình thường, hắn là thái cổ cấp cường giả khác, biết rất nhiều cao thủ, thí dụ như 12 thần tôn, đế thích thiên, huyền cơ nguyệt vân. Vân, toàn bộ là Ma Bi chi chủ cổ giao. Ma Bi chi chủ, không thể nào ngồi chờ chết. Một khi hắn không tiếc giá phải trả, tìm huyền cơ nguyệt, đế thích thiên các người hợp tác, Diệp Thần như cũ có phiền toái lớn. Phỏng đoán muốn không được bao lâu, Ma Bi chi chủ nhất định sẽ đến tìm ta. Hơn nữa, hắn không thể nào là một người, sau lưng nhất định có nhân vật lớn chống đỡ. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, ngay tức thì bắt được cực kỳ nguy hiểm thiên cơ. Diệp Thần suy diễn đến, muốn không được bao lâu, Ma Bi chi chủ sẽ đích thân hạ xuống, hướng hắn làm khó dễ. Mà Ma Bi chi chủ sau lưng, tuyệt đối sẽ có nhân vật lớn chống đỡ. Bất quá trong chốc lát, Diệp Thần vậy suy diễn không ra, cái này sau lưng nhân vật lớn, rốt cuộc là huyền cơ nguyệt, vẫn là đế thích thiên, hoặc là 12 thần tôn. Thằng nhóc, ngươi luyện thành thái thượng thiên ma thể. Lúc này, đại ma đi vào, nhìn Diệp Thần trên da lưu chuyển từng tầng một ngập trời ma khí, nhất thời lộ vẻ xúc động. Thái thượng thiên ma thể, đây chính là và thái thượng thiên ma đạo cùng cấp công pháp khác, cực kỳ khó luyện. Năm đó coi như là đại ma đây. Vậy hao phí cực kỳ rất dài thời gian và tâm huyết, mới khó khăn lắm tu luyện thành công. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể nhanh như vậy, liền mò tới thái thượng thiên ma thể ngưỡng cửa, có lẽ mấy năm trong thời gian, hắn thật có thể tu luyện tới đại viên mãn. Diệp Thần khẽ mỉm cười, chắp tay nói, đa tạ lão sư chỉ điểm, ta bước đầu học được một chút gia lông. Bây giờ Diệp Thần, coi như là bước đầu luyện thành thái thượng thiên ma thể, có yếu ớt tư cách trấn áp ma bi chi chủ. Đại ma ngưng trọng nói, người kinh mạch cảm giác như thế nào, có cái gì không khó chịu. Nghe vậy, Diệp Thần nụ cười nhất thời đọng lại, cẩn thận cảm ứng kinh mạch, nhưng phát hiện một món ma khí lắng đọng đan điền, như vạn cổ không thay đổi một bãi mực, không có bất kỳ hòa tan dấu hiệu, ngược lại tùy thời có thể nổ. Đại ma nhìn Diệp Thần thần sắc, nhất thời phát giác vấn đề, nói thái thượng thiên ma thể, đối với thân thể trạng thái yêu cầu rất cao, nếu như thân xác và tu vi không mạnh. Tu luyện cắn trả vô cùng nghiêm trọng, rất dễ dàng đưa đến tẩu hỏa nhập ma, người một khi đến nhập ma trạng thái, ngay tức thì liền muốn lâm vào là máu thành tánh ác ma, khó khống chế tự thân tinh thần. Đến lúc đó liền cùng vậy ma bi chi chủ không có gì khác biệt. Nói cho cùng, vẫn là người cảnh giới tu vi quá thấp, chỉ có chính là càn khôn cảnh ba tầng thiên, liền thủy nguyên cảnh đều không đạt tới, không có đầy đủ cảnh giới chống đỡ, rất dễ bị lạc. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống. Vậy cảm thấy được vậy một món lắng đọng ma khí, tích tụ không tiêu tan, liền luân hồi huyết mạch đều không cách nào hòa tan, hiển nhiên ma tính tích lũy cực sâu, hắn cảnh giới không tới, không cách nào hóa giải. Lão sư, ngươi nhưng có biện pháp giải quyết? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Đại ma chậm rãi nói, thứ nhất, ngươi thân xác và sinh mệnh lực cố nhiên đáng sợ, nhưng còn cần mạnh hơn, hoàn toàn thân xác thành thánh. Thứ hai, thế gian có một vật là trấn ma huyết thạch. Nếu như có thể luyện hóa trấn ma huyết thạch, có lẽ có thể giải quyết ma thể cắn trả vấn đề. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, nói trấn ma huyết thạch. Đại ma nói, trấn ma huyết thạch, là thiên nhân vực Lâm gia truyền đời chi bảo, sau đó không biết bởi vì nguyên nhân gì, Lâm gia bị trục xuất thiên nhân vực, hoàn toàn biến mất trên đời gian. Truyền thuyết, có người ở Dương Chân vực cực Tây chi địa, Hoang Ma Hải vực trên, gặp qua Lâm gia tộc nhân, người có lẽ có thể đi thử vận khí một chút. Hoang Ma Hải vực, Lâm gia tộc người. Diệp Thần thoáng suy diễn, bỗng nhiên bắt được một hồi nồng nặc thiên cơ. Liên quan tới Âm Dương Thần Điện thiên cơ. Cái này Lâm gia,
có lẽ và Âm Dương Thần Điện có liên quan. Chẳng lẽ ta có thể lại nhìn thấy Âm Dương Thần Điện cường giả? Diệp Thần chấn động trong lòng. Âm Dương Thần Điện, là kiếp trước luân hồi chi chủ, chống lại Vạn Khư Thần Điện chỗ mấu chốt. Lâu như vậy thời gian, Âm Dương Thần Điện cường giả, Diệp Thần tổng cộng chỉ gặp qua mấy vị. Một vị là Tề Vân Sách, một vị là Mẫn Lúc Càng, một vị là Ẩn Linh Hỏa Thánh Thiên Tử Ngạn. Càng về sau xuất hiện Âm Dương Thần Điện thực lực càng khủng bố. Hiện tại trong phảng phất, Diệp Thần bắt được vị thứ tư Âm Dương Thần Điện cường giả Thiên Cơ. Có lẽ đi Hoang Ma Hải vực, tìm Trấn Ma Huyết Thạch, có thể gặp phải vị thứ tư Âm Dương Thần Điện cường giả. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tim không khỏi đập bịch bịch. Nếu như có thể gặp lại Âm Dương Thần Điện cường giả, đối kháng Vạn Khư Thần Điện, có lẽ có thể hơn một phần chắc chắn. Được, lão sư, ta sẽ đi một chuyến Hoang Ma Hải vực, tìm Trấn Ma Huyết Thạch, hóa giải Thái Thượng Thiên Ma Thể cắn trả. Bất quá trước lúc này, ta dự định đi một chuyến Dương Chân vực Thánh Huyền Đạo Cung, có người từng nói cho ta, nơi đây có thân xác thành thánh bí mật, chỉ có thân xác mạnh mẽ, mới có thể trấn áp hết thảy, bao gồm trong cơ thể vậy đạo ma khí. Diệp Thần đứng dậy, trong lòng có quyết đoán. Đại ma nhẹ nhàng líu díu, Dương Chân vực Thánh Huyền Đạo Cung. Xem ra ngươi nói đúng vị kia lão gia. Tên kia ngược lại là có thể đối với ngươi thật có trợ giúp. Đại ma suy nghĩ một chút liền nói, cẩn thận một chút, ta cảm thấy thiên cơ hung hiểm, ngươi chuyến đi này, bất kể là Thánh Huyền Đạo Cung vẫn là Hoang Ma Hải vực, sợ rằng cũng không quá bình. Đa tạ lão sư chỉ điểm, ta sẽ chú ý. Diệp Thần gật đầu một cái, mơ hồ tới giữa, vậy cảm thấy cực kỳ nguy hiểm thiên cơ, nhưng nếu và Âm Dương Thần Điện cường giả có liên quan, hắn không thể nào mặc kệ không để ý tới. Đại ma ha ha cười một tiếng, nói, không cần cảm ơn ta. Ta chỉ là thay Thái Thượng Thiên Nữ đào tạo ngươi thôi. Thái Thượng Thiên Nữ. Diệp Thần nghe được cái này bốn chữ, từ đại ma trong miệng đụng tới, nhất thời sắc mặt chấn động. Đại ma ánh mắt hơi lóe lên dùng mình, nói, không sai, thật ra thì ta danh hiệu, thật ra thì kêu Lan Lăng Ma Tôn, là Thái Thượng Thiên Nữ tỏa hạ người làm, Thiên Ngục Thần Đế là sư huynh ta, Ma Thiên Tà Thần là ta sư đệ, ngươi là Luân Hồi Chi Chủ, Thiên Nữ Đại Nhân một mực rất thưởng thức ngươi, cho nên ta sẽ đem hết toàn lực, phụ trợ ngươi đột phá. Diệp Thần trong lòng kịch chấn, lui về phía sau một bước, ngưng thần phòng bị. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, lúc đầu cái này đại ma, thật ra thì kêu Lan Lăng Ma Tôn, là 12 thần tôn một trong, cũng là Thái Thượng Thiên Nữ tọa hạ người làm. Thái Thượng Thiên Nữ, tuyệt đối là Diệp Thần kẻ địch. Nói cách khác, cái này Lan Lăng Ma Tôn, cũng là Diệp Thần kẻ địch. Ha ha! Không cần như vậy phòng bị, Thiên Nữ Đại Nhân như thế thưởng thức ngươi, ta tài bồi ngươi cũng không kịp, sẽ không làm thương tổn ngươi. Ta hy vọng một ngày kia, ngươi có thể phi thăng Thái Thượng, trở thành một tên chân chính cấp trên, và Thiên Nữ Đại Nhân giao thủ. Thiên Nữ Đại Nhân tuyệt thế cao ngạo, cao thủ cô quạnh, luôn muốn tìm kiếm đánh một trận, nàng hy vọng ngươi có thể quật khởi. Lan Lăng Ma Tôn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong tròng mắt mang thưởng thức và mong đợi. Diệp Thần sắc mặt hơi tỉnh lại, đúng là, Thái Thượng Thiên Nữ đối với hắn thái độ, là nuôi heo, không giống cái khác cấp trên như vậy, vừa thấy mặt đã muốn đuổi tận giết tuyệt. Nói cách khác, Lan Lăng Ma Tôn không những sẽ không làm thương tổn Diệp Thần, ngược lại sẽ hết sức tài bồi, giống như ngày xưa Tuyệt Viêm Hỏa Mãng chủ nhân, Ma Thiên Tà Thần như vậy, giúp Thái Thượng Thiên Nữ nuôi heo. Mặc dù nuôi heo hai chữ, nghe vô cùng là chói tai, nhưng đối với hiện tại Diệp Thần mà nói, cũng là thiên đại tăng thêm. Chí ít, có Lan Lăng Ma Tôn tương trợ, Diệp Thần đột phá tu vi sẽ nhanh hơn. Được, tiền bối, đa tạ ngươi đào tạo, nếu như một ngày kia, ta có thể thấy Thái Thượng Thiên Nữ, ta sẽ theo nàng nói ngươi công lao. Diệp Thần giọng lãnh đạm, lại nữa gọi Lan Lăng Ma Tôn là lão sư, chỉ là kêu một tiếng tiền bối. Nói cho cùng, bọn họ vẫn là kẻ địch. Lan Lăng Ma Tôn ánh mắt sáng lên, nói, như vậy quá tốt. Đa tạ ngươi, Luân Hồi Chi Chủ, chúc ngươi võ vận hưng thịnh, không nên phụ lòng Thiên Nữ Đại Nhân dày vọng. Nhất định, Diệp Thần chắp tay một cái, lúc này rời đi Huyết Tuyệt Ma Cung. Rất nhanh, Diệp Thần, liền hướng Dương Chân vực Thánh Huyền Đạo Cung, tiến về trước. Thánh Huyền Đạo Cung, ở vào Dương Chân cửu trọng thiên bên trong Huyền Phong vực, chính là Huyền Phong vực một nhóm thế lực. Nhưng, không có ở đây 36 phủ bên trong, thuộc về thê đội thứ hai thế lực. Huyền Phong vực, một tòa vạn trượng thanh sơn đỉnh cấp chỗ,
tọa lạc một tòa khí thế khoáng đạt đạo cung, cả tòa đạo cung cũng bao phủ ở các loại đạo vận bên trong, nhìn qua vô cùng trang nghiêm. Ngày này, Huyền Phong vực thượng hạ xôi trào, tất cả người cũng đang thảo luận một chuyện. Đó chính là, bọn họ nghe nói Dương Chân vực thứ nhất yêu nghiệt, Diệp Thần, Diệp công tử tựa hồ đang hướng về Thánh Huyền đạo cung tới. Thánh Huyền đạo cung, tổng cộng có 3 tòa cung điện, một là Huyền cung, một là Tấn cung, một là Thánh cung. Trong đó, Huyền cung là nam đệ tử nơi tu luyện, mà Tấn cung chính là nữ đệ tử nơi tu luyện. Còn như Thánh cung, chính là 3 cung bên trong, kiến trúc được nhất là tinh mỹ, bố trí được nhất là xa hoa cung điện. Nhưng, cái này Thánh cung, đã mấy trăm ngàn năm không có mở ra. Bởi vì, Thánh cung là Thánh Huyền đạo cung là chiêu đãi vô cùng là tôn quý quý khách mà chuẩn bị. Trước đây, từng có 4 cửa điện chủ trước tới quét dọn Thánh Huyền đạo cung, nhưng, cho dù là bọn họ cũng chỉ là ở Huyền cung hoặc là Tấn cung lấy được tiếp gặp. Nói cách khác, Dương Chân vực mạnh nhất 4 điện, cũng không có tư cách, để cho Thánh Huyền đạo cung mở Thánh cung. Có thể, hôm nay, Thánh cung nhưng là mở ra, vì nghênh đón Diệp Thần mà mở ra. Dẫu sao Diệp Thần quá mức chói mắt. Trước đây, Diệp Thần đại náo ám cốc, giết tuyệt diệt thần thể thiên tài Dương Chỉ Tiên, thậm chí, còn đánh bại một tên Thông Huyền Tông thiên tài, mấu chốt nhất là, còn bình yên vô sự từ Thông Huyền Tông sứ giả trong tay còn sống. Sau trận chiến này, Diệp Thần có thể nói là danh tiếng vang xa. Chỉ có Diệp Thần cái này cùng tồn tại, mới có tư cách để cho Thánh Huyền đạo cung mở Thánh cung à. Căn cứ bọn họ lấy được tin tức, Diệp Thần hẳn sẽ vào ngày mai đến Thánh Huyền đạo cung, mà ngày hôm nay, Thánh Huyền đạo cung cũng đã bắt đầu chuẩn bị nghênh đón chuyện. Tấn cung bên trong, vô số nữ đệ tử, mặt đẹp bên trên cũng tràn đầy vẻ hưng phấn. Diệp Thần, đây tuyệt đời yêu nghiệt, đã trở thành Dương Chân vực bên trong phần lớn phái nữ võ giả lý tưởng đạo lữ. Thậm chí, rất nhiều phái nữ võ giả ở nghe nói Diệp Thần sáng tạo vô số truyền thuyết sau đó, đều đã điên cuồng mê luyến Diệp Thần. Ở Dương Chân vực, đã có một lời, bắt đầu lưu hành đứng lên, đó chính là thật coi mình là Diệp Thần. Trong ngày thường, những cái kia vô cùng kiêu ngạo Dương Chân vực thiên tài, nghe được câu này cũng sẽ ngay tức thì cúi đầu. Đưa đến toàn bộ Dương Chân vực yêu nghiệt, cũng điệu thấp vô số lần, có thể nói, Diệp Thần một người che giấu tất cả yêu nghiệt ánh sáng. Như vậy tồn tại, muốn không hấp dẫn phái nữ cũng rất khó. Tấn cung nữ đệ tử cũng không ngoại lệ. Hơn 20 tuổi, thực lực vô địch, sáng tạo vô số truyền thuyết, hơn nữa, nghe nói Diệp Thần tướng mạo cũng là khá là anh tuấn. Hơn nữa lãnh đạm tính cách, cùng với thần bí bối cảnh, có thể nói, đối với bất kỳ phái nữ đều tràn đầy sức hấp dẫn chí mạng. Tất cả nữ đệ tử cũng đang mong vào ngày mai có thể thấy Diệp Thần tư thế oai hùng. Các ngươi nói, Diệp công tử, hắn là dạng người gì à? Tốt mong đợi ngày mai à, ta thật muốn nhanh lên một chút thấy Diệp công tử. Hi hi, các ngươi nói, Diệp công tử sẽ hay không đối với ta vừa gặp chung tình à? Hừ, muốn vừa gặp chung tình cũng là đối với ta. Một đám nữ đệ tử bên trong, chỉ có một tên vô cùng là đẹp hình dáng thiếu nữ, trầm mặc, không có tham dự vào thảo luận bên trong. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ vô cùng là kinh ngạc, bởi vì, tên thiếu nữ này, hắn lại là biết. Cô gái này, là ai? Nàng chính là Dương Tử Hân. Trước Đan Tôn Đại Hội trước sau, Diệp Thần từng cùng Dương Tử Hân ở giới vực thành gặp nhau, hơn nữa, trải qua lãnh gia tách ra đuổi giết, cộng mắc sống chết. Thậm chí, còn sinh ra một ít cảm tình. Dương Tử Hân ở lãnh gia tách ra trong miệng là vực ngoại gia tộc cao cấp. Trên thực tế, Dương gia chính là Dương Chân Huyền Phong vực một cùng một trong những gia tộc, so sánh với lãnh gia tách ra thuộc về gia tộc cao cấp, nhưng, lấy Diệp Thần hôm nay tầm mắt xem ra, vậy chỉ là một gia tộc bình thường thôi. Mà Dương Tử Hân, đang cùng Diệp Thần phân biệt sau đó không lâu, liền ở nàng phụ thân Dương Thiên Võ dưới sự an bài, tiến vào Thánh Huyền Đạo Cung tu hành. Giờ phút này, nàng khẽ cúi đầu, Diệp Thần danh tự này, để cho nàng nghĩ tới ban đầu ở giới vực thành gặp phải tên kia để cho nàng lần đầu tiên trong đời động tâm thanh niên. Hắn cùng cái này Dương Chân vực đệ nhất cường giả, trùng tên trùng họ. Thậm chí, rất nhiều phương diện, đều rất tương tự. Ví dụ như, lãnh đạm thần sắc, nghịch thiên tư chất võ đạo, sợ hãi sinh mệnh lực, bất khuất tính cách vân, vân. Thậm chí, Dương Tử Hân cũng không nhịn được cho rằng,
cái này Diệp Thần chính là ban đầu nàng ở giới vực thành gặp phải tên thanh niên kia. Có thể, lý trí nói cho nàng, không thể nào. Diệp Thần lúc ấy, mặc dù đủ nghịch thiên, nhưng, dẫu sao lúc đó Diệp Thần tối đa cũng chỉ có hỗn độn cảnh 4 tầng thiên thôi. Mà hôm nay đâu? Chí ít, cũng đã đạt tới còn chân cảnh thực lực chứ. Hỗn độn cảnh, khoảng cách còn chân cảnh, chênh lệch lớn đến không cách nào tưởng tượng. Có thể, khoảng cách hai người phân biệt mới qua bao lâu? 1-2 năm thôi. Coi như là thần, cũng không thể ở trong vòng 1-2 năm lấy được như vậy tăng lên chứ. Cái này 1-2 năm tới, Dương Tử Hân dựa vào Thánh Huyền Đạo Cung ưu việt tu võ điều kiện, cùng với vô cùng là nghịch thiên tu võ thiên phú, tăng lên, đã thật rất lớn. Hôm nay, nàng là một tên thủy nguyên cảnh tầng 6 thiên võ người, có thể dùng một ngày ngàn giảm tới hình dạng. Mà Diệp Thần đâu? Diệp Thần ở địa phương đó, so Thánh Huyền Đạo Cung tu võ điều kiện, khẳng định kém hơn không ít chứ. Như vậy, hơn nữa không thể nào cũng như này nghịch thiên tăng lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 235.